Khi hắn ta xuất hiện trên đài, các nữ đệ tử đều dậy sóng, chủ yếu là bởi vì hắn ta quá đẹp trai. Mộ Chiêu Tuyết đỏ mắt nhìn xung quanh xem là nữ đệ tử nào đang để ý tới Tư Không Kiếm Nam, đôi mắt đẹp của cô ta hừng hực lửa như muốn quát lên, hắn ta có thể tử rồi, các ngươi bình tĩnh lại hết cho ta, đừng có mà khiến cho ta nổi điên lên. May mắn thực sự rất quan trọng, Triệu Bân lẩm bẩm. Nguyên nhân là bởi vì đối thủ của Tư Không Kiếm Nam yếu hơn hắn ta rất nhiều. Đã đẹp trai lại còn may mắn, tức thật chứ. Trận này kết thúc rất nhanh, không có gì bất ngờ. Sau hơn 10 hiệp thì Tư Không Kiếm Nam hạ gục đối thủ bằng một đường kiếm, thuận lợi thăng cấp. Thê tử của hắn thì không may mắn như vậy, đối thủ của cô ta là Tiểu Vô Niệm, cô ta đành phải bỏ quyền tỉ thí, vẫn còn một cơ hội tham gia lại, nếu như may mắn thì cô ta vẫn có thể thuận lợi thăng cấp. Đừng buồn, để trận sau Nam ca giải quyết tên nhóc đầu bóng lưỡng đó chút giận cho muội. Tư Không Kiếm Nam lớn tiếng nói, oai phong lẫm liệt dỗ dành thê tử. Mọi người nghe xong thì đều liếc xéo Tư Không Kiếm Nam. Chiêu Tuyết không thể đánh bại Vô Niệm, người còn không mạnh bằng Chiêu Tuyết, đòi giải quyết ai. Nhưng riêng Mộ Chiêu Tuyết nghe thấy vậy thì rất thích, liền mỉm cười tươi như hoa. Nhìn thấy không, phải tán tỉnh con gái như vậy đó. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Triệu Bân, người đúng là một khúc gỗ, bà đây dậy mãi mà không thông. Theo Tú Nhi thì bị đánh, bị treo, chọc ghẹo nữ nhân. Đều là phương pháp tu hành. Cô ta từng là một nữ thần cao cao tại thượng, khó lắm mới có cơ hội được sa đọa phàm trần, nhất định phải được vui vẻ một chút. Người nào tên là Hoa Đô, lên đây. Trong khi Nguyệt Thần còn đang nói thì đã có một người khác nhảy lên đài, đáp xuống đánh ầm một tiếng. Người vừa nhảy lên đài là một thanh niên cởi trần, tóc tai bầm sờm, thân hình cao lớn vạm vỡ, khí lực cường hãn, vừa nhìn là biết người chuyên tu sức bền. Hắn ta vác theo một thanh lang nha bổng cực lớn rất phù hợp với kích thước của cơ thể mình. Cơ thể mạnh mẽ quá, Triệu Bân lẩm bẩm đánh giá. Hắn ta là Man Đằng, nghe nói là người thuộc một nhánh của Man tộc, Mục Thanh Hàn nói, không khó để nhìn thấy trong ánh mắt của nàng ta hiện lên một tia kiêng kỵ, nếu như nàng ta phải chiến đấu với Man Đằng thì cơ hội chiến thắng không vượt quá 3 phần. Thảo nào, Triệu Bân sờ sờ cằm nói. Người Man chuyên tu sức bền của cơ thể. Cho dù chỉ thuộc về một nhánh nhỏ của Man tộc nhưng cơ thể của Man Đằng cũng đã hết sức mạnh mẽ. Nếu như có huyết mạch thuần túy của Man tộc thì cơ thể sẽ càng cường hãn hơn nữa. Vèo. Hoa Đô đã lên đài, nhìn biểu cảm của hắn ta có chút thiếu tự tin. Khí thế rất quan trọng, đối diện với khí thế của một người Man vạm vỡ, Hoa Đô liền cảm thấy hết sức áp lực. Hắn ta đã từng nghe kể về sự mạnh mẽ của người Man, xem ra đạo hạnh của hắn ta vẫn còn kém hơn đối phương một chút. Trông có chút không tương xứng. Đây là điều mà mọi người có mặt đều muốn nói. Thể chất của Man Đằng và Hoa Đệ đúng là không tương xứng. Man Đằng to lớn như một con bò mộng, còn cao hơn Hoa Đô cả một cái đầu. So sánh với hắn ta thì Hoa Đô chỉ như một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, đến nhìn cũng phải ngước mặt lên cao. Man Đằng vung lang nha bổng lên rồi xông tới, khí huyết toát ra hết sức điên cuồng. Hoa Đô cảm thấy tim mình run lên, khí lực kiệt quệ. Vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Man Đằng là một hán tử, hắn không hề né tránh kiếm khí sắc bén của Hoa Đô mà ngay lập tức thi triển chân nguyên hộ thể đối kháng. Kiếm khí chém trúng cơ thể của hắn ta chỉ làm lóe lên một tia lửa nhỏ chứ không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn ta. Ăn một đòn của ta đây. Man Đằng tuy có cơ thể to lớn nhưng tốc độ không hề chậm một chút nào, chỉ trong vài giây hắn ta đã xông tới trước mặt Hoa Đô. Ngay sau đó, tiếng lang nha bổng ma sát với không khí vù vù đã vang lên, giáng một đòn cực mạnh lên đỉnh đầu của Hoa Đô. Hoa Đô biến sắc, hắn ta không kịp né tránh, vội hốt hoảng giơ kiếm lên đỉnh đầu chặn lại. Keng, ầm, bang. 3 tiếng động chói tai nối tiếp nhau vang lên. Lang nha bổng va chạm cực mạnh với trường kiếm làm phát ra tiếng leng keng, một đòn của Man Đằng đã chấn Hoa Đô phải quỳ xuống mặt đất, ngay lập tức hộc máu. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay của Hoa Đô đang rạn nứt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Đám tiểu bối thấy vậy thì không khỏi ho khan một tiếng. May là Hoa Đô cũng có nội công không tệ, nếu đổi thành một đệ tử khác thì có khi đã bị đánh đến tàn phế tại chỗ rồi. Phá, phá cho ta. Hoa Đô nghiến răng nghiến lợi, chân nguyên mãnh liệt quay cuồng, nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi một đòn của Man Đằng.
Hoa Đồ bị Lang Nha Bổng đè nặng đến mức còn không thể đứng dậy nổi, chứ đừng nói tới chuyện phản kích. Đánh không lại rồi. Sư phụ của Hoa Đồ thở dài, đồ nhi nhà mình thật quá xui xẻo. Lời này còn chưa dứt thì Hoa Đồ đã thu lại chân nguyên, từ bỏ phản kháng kêu lên, ta nhận thua. Đây là một hành động sáng suốt. Hắn ta không muốn nhận thua cũng không được, chiến lực của hắn ta rõ ràng không mạnh bằng Man Đằng. Vậy thì tốt nhất hắn ta nên bảo toàn thực lực, chờ cơ hội được tham gia lại vào vòng chiến. Thật là nhàm chán. Man Đằng bĩu môi, hắn ta đã chiến thắng mà không cần nỗ lực nhiều, nhanh chóng lấy Lang Nha Bổng xuống. Một nhánh của tộc Man ấy mà, khí chất hoang dã đó, lướt đi mang gió, bước chân nặng nề, chỉ với cái đầu đó, với sức mạnh đó, chém một gậy, chắc chẳng có bao nhiêu người cùng cấp chịu nổi. Chống lại hắn ta thì cứ nhận thua là được, Mục Thanh Hàn hít một hơi thật sâu. Những lời đó không rõ là đang tự thì thầm hay đang nói với Triệu Bân bên cạnh. Đạo lý cũng không sai, đệ tử mới vào tông có thể đánh được Man Đằng chắc cũng chỉ có mấy tên yêu nghiệt kia, Sở Vô Xương cũng là một người, với bọn vô niệm này kia. Có lẽ đều đánh được. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ vào được 10 hạng đầu, Triệu Bân đoán thế. Điều kiện tiên quyết là Man Đằng không đụng độ với những thiên tài kia, tất nhiên trong đó cũng bao gồm hắn. Ta, bỏ quyền. Sau đó, một câu nói đầy sợ hãi vang lên. Đó là một nam đệ tử, dáng vẻ cũng khá là đứng đắn, tư chất cũng không thấp, vấn đề là đối thủ quá mạnh mẽ, đối thủ là Sở Vô Xương, sư phụ có dặn nếu đụng phải Sở Vô Xương thì trực tiếp bỏ quyền. Thú vị thật, rất nhiều trưởng lão ho khan. Cùng lúc đó, có rất nhiều người nhìn Sở Vô Xương, cô ta thì vẫn đứng sừng sững như núi. Từ khi bước vào quảng trường, cô ta còn chưa mở mắt ta lần nào, biết đối thủ là cô ta thì ai cũng bỏ quyền, đó là uy thế cực kỳ đáng sợ, cũng là sự chênh lệch đẳng cấp trong truyền thuyết, vầng sáng từ đứa con cưng của trời quá chói mắt, khiến tất cả hậu bối ở đây, bao gồm cả đệ tử cũ lẫn mới đều trở nên mờ nhạt. Nếu ta đánh với ngươi thì ai sẽ là người mạnh hơn, Triệu Bân thầm nghĩ. Nói trắng ra, hắn cũng không dám nắm chắc, ít nhất là khi đang ở cảnh giới chân linh. Đến ta rồi, Mục Thanh Hàn đã đứng dậy lên đài. Đối thủ của cô ta là một nữ đệ tử, cả người rực rỡ ánh sáng. Triệu Bân nhìn lướt qua đã biết được kết quả, lực chiến của nữ đệ tử đó không yếu, nhưng so với Mục Thanh Hàn thì lại thiếu chút đỉnh, vấn đề là nữ đệ tử chuyên tu hỗ trợ, không giỏi chiến đấu. Sự thật đúng như những gì hắn đoán. Khi trận chiến bắt đầu, Mục Thanh Hàn đã chiếm hết thế thượng phong. Nữ đệ tử kia dù thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật nhưng lại bị chặn khắp nơi, không phải là đối thủ Mục Thanh Hàn, bí thuật của một tông có sự đẹp mắt của nó nhưng lại không có sức mạnh thực tế, rất khó ngăn cản Mục Thanh Hàn. 2. Đánh đâu đó chưa tới 10 hiệp thì nữ đệ tử trực tiếp nhận thua, Triệu Bân đoán không sai, cô ta là võ tu hỗ trợ, đánh phối hợp trong vai trò như vú em, bổ sung máu cho đồng đội, nếu đánh đơn thì không hề có sức sát thương. Là một cái bia ngắm sống. Mục Thanh Hàn thăng cấp như dự đoán. Bàn về may mắn thì may mắn cô ta cũng không tệ. Vòng thứ nhất, Triệu Bân bỏ quyền thi đấu trực tiếp đưa cô ta vào vòng trong, đối thủ vòng thứ hai lại là một võ tu hỗ trợ, lực chiến chèn ép tuyệt đối, còn chưa đánh hết sức thì đã ép đối phương nhận thua, thoải mái thắng. Thanh Giao đỉnh Lạc Hà, Cơ Ngân đỉnh Tử Trúc, lên đài. Giọng Ngô Huyền Thông cao chót vót. Mỗi lần gọi tên Cơ Ngân thì nó lại to thêm một chút. Ngô Huyền Thông vừa nói xong thì quần chúng lại nháo nhào lên. Cơ Ngân, lại là Cơ Ngân đó. Tên vào cửa sau đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đó chính là đáp án mà tất cả các trưởng lão và đệ tử đều muốn biết. Đừng cố quá, Mục Thanh Hàn dặn dò. Đánh được cứ đánh, đánh không lại thì nhận thua. Vân Yên cũng nhắc nhở, vì đã biết được khúc thanh liên của Thanh Giao, công phòng nhất thể. Hơn nữa còn biến ảo kỳ diệu, tiếng đàn cũng là kiếm âm, sức mạnh thật sự không tầm thường, dù tốc độ của Triệu Bân nhanh thì cũng khó đến gần Thanh Giao, một khi khúc thanh liên vang lên đã xác định được sự thất bại của Triệu Bân. Con hiểu, Triệu Bân cười đứng dậy. Đừng ra tay quá nặng. Bên này, Lạc Hà nhấp một ngụm nước trà dặn dò Thanh Giao. Sắc mặt của Vệ Xuyên bên cạnh cũng không được đẹp lắm, đừng ra tay quá nặng. Đánh cho tàn phế luôn mới đúng. Con. Bỏ quyền. Thanh Giao khẽ giơ tay lên, nói một câu như thế. Khụ khụ.
Lạc Hà không kịp thở nên nước trà vừa mới xuống cổ họng lại sặc trở ra. Đồ đệ nhà mình có nhiều lời khiến con người ta khiếp sợ thật, lúc nãy cô ta còn dặn Thanh Giao ra tay nhẹ thôi, mới đó đồ đệ đã phá đám, trực tiếp bỏ quyền, đệ tử của Lạc Hà ta lại sợ hãi như thế ư. Ta, không nghe nhầm đó chứ, rất nhiều người ngoáy lỗ tai. Mọi người xung quanh, dù là đệ tử hay trưởng lão, trong đó có cả Vân Yên, Linh Lung và Mục Thanh Hàn đều nhướng mày, đệ tử Lạc Hà đấy. Thiếu thành chủ thành Thanh Phong đấy. Khúc Thanh Liên công phòng một thể, đối đầu với cảnh giới chân linh không lý nào lại thua, nhưng cô ta lại trực tiếp bỏ quyền. Lãng phí biểu cảm của ta quá, rất nhiều người sụ mặt xuống. Cứ tưởng trận chiến này sẽ cực kỳ kích thích, dù có bỏ quyền cùng phải là cơ ngân bỏ quyền. Kết quả là hai chữ bỏ quyền lại được thốt ra từ miệng Thanh Giao, lại sợ một cảnh giới chân linh ư. Có trời mới biết cơ ngân đã dụ dỗ Thanh Giao thế nào. Nói không chừng hai người họ yêu nhau, nữ tử chìm trong tình yêu hay mù quáng lắm. Mẹ nó, bám váy đàn bà leo lên, cơ ngân chơi chiêu này hay đấy. Chỉ được có thể thôi, thủ đoạn cũng khá là bỉ ổi, chỉ để thăng cấp thôi. Tiếng cười lạnh vang lên liên tục, phần lớn đến từ những kẻ thấy Triệu Bân chướng tai gai mắt, không hề che giấu địch ý của mình, một dám hiên ngang lẫm liệt khinh thường hành vi Triệu Bân, thậm chí còn mắng ngay tại chỗ, dần đẩy cơ ngân lên đầu sóng ngọn gió. Bản lĩnh của gái này cũng ngang ngửa ngươi đấy chứ nhỉ, Lâm Tà thổn thức. Hắn có điển trai bằng ta đâu, Tư Không Kiếm Nam chỉnh áo, âm thầm dựng ngón tay cái lên với cơ ngân, không ngờ nha. Tên nhóc nhà ngươi cũng là kẻ chăn rau, đúng là khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cần thực lực thì chẳng có thực lực. Cần mặt mũi thì chẳng ra làm sao. Bối cảnh cũng chẳng có. Thanh Giao mù rồi ư. Rất nhiều đệ tử cũng nghiến răng nghiến lợi, bọn ta thua kém cơ ngân ở chỗ nào. Những lời đó, bản thân không thích nghe. Nguyệt Thần lên tiếng đầy ẩn ý. Muốn thấy thực lực hả, dù Sở Vô Xương lên đánh cũng chưa chắc đã lại Triệu Bân. Muốn mặt mũi, đồ nhi nhà ta không thua kém gì ai, chẳng qua đang lừa người đời mà thôi. Bối cảnh ấy hả, đồ nhi ta có một vị thần làm sư phụ, thế đã đủ cứng chưa? Thú vị, chủ đỉnh Ngọc Tâm bất chợt cười lên. U Lan đỉnh Ngọc Tâm thì bình tĩnh hơn nhiều, thích yêu ai thì yêu. Cô ta không thèm để ý. Nhưng Nguyệt Linh bên cạnh lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, khinh thường Triệu Bân, mấy ngày trước vẫn còn viết thư tình cho cô ta, mới được bao lâu đâu, đã lén lút với Thanh Giao đỉnh Lạc Hà rồi, đúng là một tên khốn. Cùng có vẻ mặt đó là Sở Vô Xương. Cô là người anh minh đến mức nào, tại sao lại mở cửa sau cho một người như thế? Cả Tử Ngọc nữa, tên cơ ngân đó cũng không đủ tư cách cầm, nó chính là một sự nhục nhã. Thất vọng đến cùng cực. Liễu Như Nguyệt không mở mắt, chỉ khẽ hé miệng nói một câu như thế. Vân Phượng nhanh chóng nhìn về phía Vân Yên, ý cũng rất rõ ràng, đó là đồ nhi mà ngươi chọn đấy hả? Vân Yên hoàn toàn ngó lơ, đồ nhi do ta chọn, dù thế nào. Cũng chẳng liên quan gì đến Vân Phượng ngươi, cua được gái cũng là một loại bản lĩnh, có giỏi. Thì bảo đồ nhi ngươi cũng cua một người đi. Tiểu sư đệ, ta đánh giá cao ngươi. Mục Thanh Hàn cười, cũng giơ ngón tay cái lên với Triệu Bân. Vi sư cảm thấy được an ủi lắm. Vân Yên hít một hơi thật sâu, bổ sung một câu. Triệu Bân cười ngượng ngùng, ngồi lại vị trí của mình, Thanh Giao bỏ quyền khiến hắn nổi tiếng một phen. Đám người vây xem đều dùng ánh mắt để trừng phạt hắn, tất cả đều cho rằng tên đi cửa sau là hắn đã dở thủ đoạn gì đó. Suy cho cùng, họ vẫn chưa biết thực lực của hắn. Thì ra là đang gài ta ở đây, lão Trần Huyền vuốt râu. Nếu ông ta nhớ không lầm thì lúc nãy đôi vợ chồng son này còn lại chỗ ông ta áp chú. Đặt cơ ngân thắng. Bây giờ lão ta đã hiểu ra rồi, họ đang bắt tay nhau chơi ông ta để lấy tiền. Giao Nhi. Lạc Hà liếc mắt, sắc mặt có vẻ âm u. Sư phụ, con đánh không lại hắn, Thanh Giao cúi đầu nhìn xuống. Đánh không lại, ta, Lạc Hà lại thấy khó thở, Khúc Thanh Liên được sư phụ biến đổi, công thủ nhiều mặt, sức mạnh có thêm, dù là hai cơ ngân cũng không thể đánh lại ngươi đấy. Không đánh lại, Thanh Giao lại nói một câu như thế. Những lời đó thật sự không hề giả dối, không chỉ mình cô ta. Dù có 10 Thanh Giao đến tay Triệu Bân cũng chưa chắc đã đánh nổi 10 hiệp, nếu lên đài chiến đấu, Triệu Bân có đánh không?
thế thì cô ta bỏ quyền là tốt nhất, đỡ xấu hổ. Hay cho một câu không đánh lại, Vệ Xuyên cười lạnh, tiểu sư muội, ngươi tha cho một tên đi cửa sau vào như thế, không màng đến thanh danh của Đỉnh Lạc Hà, ngươi có thấy mình làm sư phụ thất vọng không? Thật sự không thể đánh lại, cùng một câu thoại, Thanh Giao nói đến tận 3 lần. Đừng nhiều lời để làm gì, sư huynh nhìn lầm ngươi rồi, Vệ Xuyên lạnh lùng nói, trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi, lão tử thua kém tên Cơ Ngân đó ở chỗ nào, ngươi đúng là mù. Có lẽ là quá giận nên hắn ta suýt thốt lên 2 chữ tiện nhân. Được rồi, Lạc Hà trầm giọng nói. Cũng đã nhận thua rồi, nói thêm nữa cũng chẳng được gì, Thanh Giao bỏ quyền khiến cô ta trở tay không kịp. Có một thoáng cô ta liếc sang nhìn Triệu Bân. Nói thẳng ra thì ánh mắt cô ta nhìn hắn không hề hòa nhã. Tên tiểu tử này giỏi thật, trước đó thì viết thư tình cho Nguyệt Linh, bây giờ lại chọc ghẹo tới đầu nhi của ta, lại còn bỏ quyền vì ngươi, ngươi thì hay rồi. Không biết giao nhi của ta xem trọng ngươi ở điểm nào, là do ta cách biệt tuổi tác quá nhiều ư. Tiểu cô nương thời nay đều thích mấy tên mặt dày mày dạn thế à? Triệu Bân cười gượng, sống lưng lạnh lẽo. Liếc sang Cơ Ngân xong, Lạc Hà lại nhìn Vân Yên, sư muội, ngươi dạy dỗ đầu nhi tốt thật. Làm gì có, sư tỷ nói quá lời, Vân Yên cũng đáp rất hay. Cơ Ngân, thăng cấp. Ngô Huyền Thông chắp tay, giọng nói vang vọng. Lúc nói, Ngô Huyền Thông còn đưa mắt nhìn Triệu Bân, lão phu mắt phụng thật rồi. Mẹ nó thế mà cũng thăng cấp được, nhảm nhí. Bên dưới đầy tiếng mắng mỏ, thắng một trận lại bỏ quyền, đùa cái gì thế? Không công bằng, rất nhiều người ý kiến. Nhất là những đệ tử bị đào thải, đang tập trung đằng kia chửi mắt. Khó chịu cũng ngậm cái miệng vào. Theo lời Ngô Huyền Thông thì có giỏi các người cũng đi cua đi. Câu nói khiến đám nam đệ tử á khẩu trong nháy mắt. Có thể khiến đối phương bỏ quyền cũng là bản lĩnh, như Tư Không Kiếm Nam có gương mặt điển trai, như Sở Vô Xương có tư chất đáng sợ, cũng như Cơ Ngân. Đoạn nhạc đệm ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Bân bên kia vẫn là tiêu điểm của sự chú ý từ quần chúng, rất nhiều người thể hiện sự khinh bỉ dành cho hắn, cái gì mà đi cửa sau, rùa rụt cổ, con cóc, cha nam, bám váy đàn bà gì gì đó đều thành biệt danh cho hắn, ánh mắt bọn họ cũng có nghĩa như vậy. Lại nổi tiếng rồi, Triệu Bân nắm 2 bàn tay lại, cúi đầu xuống. Trong một thoáng hắn còn liếc sang nhìn Thanh Giao. Thanh Giao đang nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy, nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, cô ta nên lên đài đánh một trận, do cô ta suy nghĩ không chu đáo, bỏ quyền cũng chẳng sao, nhưng nó lại đẩy Triệu Bân lên đầu sóng ngọn gió. Cũng quen rồi, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Có một vài người ấy à, không muốn thấy hắn sống tốt. Dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng có thể phóng đại thành sao trên trời, nhiều người bỏ quyền như thế, tại sao chỉ nói mỗi mình hắn, lão tử trông thiếu đòn lắm hay gì? Khi trên đài chiến đấu trở nên nóng bỏng hơn thì mọi người mới dần quên đi việc này. Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn thấy U Lan trên đài. Quần chúng đều ngồi thẳng người dậy, từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra tới nay họ vẫn chưa được thấy U Lan ra tay. Tiểu đệ tử Đỉnh Ngọc Tâm mạnh đến mức nào, phần lớn đều không biết, thế nhưng sư tỷ Nguyệt Linh của cô ta lại là người tàn nhẫn, nhất là vào đêm trăng tròn, lực chiến mạnh hơn bao giờ hết. Có người từng nói Nguyệt Linh có thể đánh với Sở Vô Xương. Cũng có người nói Nguyệt Linh dưới ánh trăng, đánh với Sở Vô Xương mấy chục hiệp cũng không thành vấn đề, nhưng đừng xem thường mấy chục hiệp đó, đó chính là thứ đủ để một thế hệ tự hào, nên biết rằng trong chiến đấu cùng cấp, dõi mắt khắp đại hạ này. Có thể đánh với Sở Vô Xương vài hiệp thôi cũng chẳng có mấy, mà Nguyệt Linh chính là một trong số đó, hơn nữa phải ở đêm trăng tròn, đó cũng chính là thứ cô ta kiêu ngạo, muốn đụng tới cô ta, không có tư chất khủng bố thì đừng mơ tưởng, cũng như kẻ trên đỉnh Tử Trúc đó. Một bức thư tình nhận về biệt danh con cóc. Đối thủ của U Lan là một thanh niên áo màu vàng kim. Đó cũng là một người chuyên tu thân thể, nhưng so với Man Đằng thì yếu hơn không chỉ là một chút. Tay cầm đao lớn ánh vàng rực rỡ, trông cũng hơi đáng sợ, nhưng tiếc là tư chất không đủ. Bộp, leng keng, keng. Kiếm và đao chạm vào nhau, âm thanh leng keng vui tai, tia lửa lại lóe lên chói mắt. Thanh niên áo vàng kim tấn công rất mạnh, một đao cực kỳ mạnh mẽ, chém xuống khiến đài chiến đấu xuất hiện khe nhỏ. U Lan lướt đi như gió, bóng người bay bay cực kỳ nhanh nhẹn. Ẩn giấu thực lực, Triệu Bân thấy rất rõ. Dù U Lan không bùng nổ hết sức nhưng vẫn rất mạnh,
đừng nói tới thanh niên áo vàng kim, dù Man Đằng lên đài cũng chưa chắc là đối thủ của U Lan, cô ta là thích khách, am hiểu nhất là tuyệt sát, không thể theo kịp tốc độ của cô ta thì chẳng khác gì một tấm bia sống. Nếu U Lan mà bùng nổ thì thôi người thân cũng chẳng mang tới. Theo hắn đoán, trong số những đệ tử vào Thiên Tông lần này, ngoài Sở Vô Xương thì e là chẳng còn ai đủ sức ngăn chặn trạng thái bùng nổ của U Lan, tất nhiên hắn cũng là một trong số đó, điều kiện tiên quyết là. Hắn mở trạng thái ma hóa kỳ lân. Chiêu thức đẹp mắt thật, Mục Thanh Hàn than thở, người cô ta nói tất nhiên là U Lan. Đừng thấy thanh niên áo vàng kim đó ra chiêu mạnh mà lầm, thật ra hầu hết đều không trúng mục tiêu, bàn về sức mạnh thì hắn ta hơn, bàn về tốc độ thì hắn ta vẫn còn thiếu chút lửa, từ đầu đến cuối vẫn không bắt được bóng dáng đối thủ. Thân pháp này trông rất quen, Linh Lung khẽ nói. Dù Vân Yên đang lật xem sách cổ nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ẩn ý. Triệu Bân biết rõ có rất nhiều người từng trông thấy thân pháp của La Sinh Môn, thứ U Lan đang dùng dù đã được thay đổi nhưng vẫn để lại vài dấu vết, người có ánh mắt tinh tế sẽ rất dễ nắm bắt được. Cũng may là U Lan che giấu rất kỹ, đến giờ vẫn không để ai nắm được thóp. Cô nàng này không tệ, Tô Vũ xem mà hai mắt sáng rỡ. Dương Phong và Tử Viêm một trái một phải cùng liếc mắt nhìn hắn ta, người đã thích Nguyệt Linh rồi cơ mà. Giờ lại làm sao nữa, cả tiểu sư muội người ta cũng muốn vơ, mặt dày thế không biết. Cũng tạm được. Vệ Xuyên phe phẩy cây quạt trắng, ánh mắt đầy thưởng thức. Trong mắt hắn ta, chỉ cần hắn ta muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được, so với Thanh Giao thì hắn ta thích U Lan hơn, và cả Nguyệt Linh nữa. Không thể đụng vào cơ thể của Thể Thiên Linh và cơ thể Nguyệt Linh thì tìm Hy Nguyệt cũng được. Nhìn xem, tên nào đó lại ảo tưởng sức mạnh rồi. Thứ mà hắn ta gọi là lốp dự phòng đó cũng chỉ có mình hắn nghĩ thế, tự biên tự diễn thôi. Phụt! Tia máu bắn ra, thanh niên áo vàng kim bị thua, bị U Lan chém một kiếm rơi xuống đài chiến đấu. Triệu Bân liếc sang, lén rời khỏi chỗ ngồi chạy như bay đến chỗ lão Trần Huyền. Lúc đi ngang qua Xích Hiên và nhóc tóc tím còn muốn nhét cho họ chút ngân phiếu nhưng ngẫm lại vẫn thôi. Bỏ đi, chờ tỉ thí Tân Tông xong lại tán gẫu cũng không muộn, dù sao cũng là bạn cũ. Nhóc con, giữ lại chút mặt mũi đi, lão Trần Huyền chặn đầu ngay một câu như thế. Nói thật, ta không thích câu đó của trưởng lão tí nào, Triệu Bân lấy ngọc bài ra, Thanh Giao bỏ quyền cũng được tính là hắn thắng, thắng cũng thắng rồi nên phải đến lấy tiền. Một tháng hai cũng được cả triệu chữ ít gì. Hai người gài ta, mặt mũi lão Trần Huyền tối tăm. Trước khi rút thăm thì ai mà biết mình sẽ là đối thủ của người nào, Triệu Bân nhún vai, hắn chẳng quan tâm mấy, dù không phải là Thanh Giao mà là một người khác thì hắn vẫn có thể thắng. Chẳng qua Thanh Giao lại bỏ quyền, đỡ khiến hắn phải tốn sức, dù sao cũng là thắng. Không có tiền, lão Trần Huyền phùng mang trợn mắt. Trưởng lão mà cứ nói thế thì ta gọi sư phụ đến tán gẫu với ông nhé, Triệu Bân nói. Những lời đó có tác dụng khá tốt, lão Trần Huyền hết cách, Vân Yên mà đến thì chẳng phải tán gẫu gì cho cam, sẽ đánh cho ông ta một trận, dám chơi xấu với đồ đệ nhà cô ta, hôm nay lão ta sẽ bị đánh ra khỏi quảng trường. Suy cho cùng ông ta vẫn phải đưa tiền, không nhiều không ít, đúng 100 vạn. Tiếp tục, Triệu Bân lại chồng sấp ngân phiếu lên. Có cơ hội thì phải liều mạng kiếm tiền chứ. Lão Trần Huyền liếc nhìn hắn, quan sát Triệu Bân thật cẩn thận, tên nhóc đi cửa sau này tự tin cũng gớm nhỉ. Không biết đối thủ sẽ là ai mà dám đặt tiền lớn như vậy. Kiếm được tiền mà còn không vui à, Triệu Bân bĩu môi. Lão già này đúng là nhà cái ảo, tiền cược đều do ông ta chia tỷ lệ, thắng bao nhiêu đều có tỷ lệ, dù là ai thắng ai thua thì ông ta cũng không phải trả tiền, còn lời được tiền hoa hồng. Hơn nữa hoa hồng còn rất cao, cao bao nhiêu hả? Chẳng hạn như đặt cược một vạn lượng, thì ông ta có thể ăn được hoa hồng 5.000 lượng. Vui, tất nhiên là vui rồi, ai tới lão Trần Huyền cũng không từ chối. Không phải tiền của ông ta, đặt bao nhiêu ông ta cũng lấy, đặt nhiều thì ông ta sẽ có thêm nhiều tiền thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ông ta cũng đặt, sau đó không thắng thì tất nhiên cũng phải bù tiền vào. Còn hàng không? Lão Trần Huyền nhìn ngó bốn phía, sau đó chọc chọc Triệu Bân. Hết rồi. Triệu Bân trả lời rất dứt khoát, có cũng không bán cho ông ta, bán cho lão đạo Âu Dương ngon hơn. Các chủ luyện khí các ấy mà, thứ lão ta có là tiền,
mỗi cuốn 1 vạn, hắn có thể lời gấp đôi. Tu luyện hao tốn tài nguyên của cải lắm, tiền là thứ tốt. Ngươi thay đổi rồi, không còn là cơ ngân mà lão phu quen nữa, lão Trần Huyền buồn bã nói, hành động không biết xấu hổ như thế mà ông ta nói cứ như nước chảy mây trôi. Triệu Bân khịt mũi khinh thường, dù sao cũng là một lão tiền bối, cưới một cô vợ là được mà. Về nhà tự nghiên cứu đi. Đang nói chuyện thì hơi thở lạnh như băng chợt ập tới từ đài chiến đấu. Là chân thể âm băng, đang đánh với một đệ tử cũng khá mạnh, mới dùng đến âm băng bí pháp mà cả đài chiến đấu đã bám một lớp băng dày, trên đó có thể khiến con người ta đông lạnh, hơn nữa trên băng còn có một lực cắn nuốt, chân nguyên bị hao mòn từng chút một. Quả là bá đạo, Triệu Bân âm thầm than thở. Nói xong hắn còn dương mắt nhìn Dương Phong, vẻ mặt Dương Phong không được tự nhiên lắm. Hay có thể nói là trong lòng Dương Phong đã có bóng ma, thấy chân thể âm băng sẽ bất giác dùng mình. Ta, nhận thua. Đệ tử đối chiến với Hàn Tuyết từ bỏ việc chống cự. Từ trước đến nay chân thể âm băng chưa từng đuổi cùng giết tận, thu Hàn băng lại, đệ tử kia xuống đài vẫn còn chìm trong một lớp băng tuyết, như một tượng băng di động, đông đến nỗi môi tím tái, cả người run rẩy. May là Hàn Tuyết không ra tay quá nặng, nếu khí lạnh mà xâm nhập vào khí lực thì sẽ càng khó chịu hơn. Sau đó người lên đài chính là Tiểu Vô Niệm. Trong quả đầu đó vẫn bóng loáng như thế. Đầu chọc trông cực kỳ vô hại, ra tay lại cực kỳ bá đạo, một chưởng đơn giản khiến đối thủ ho ra máu, thần lực bẩm sinh đánh một chưởng như thế, mạnh đến nỗi cả người đau nhức. Cũng khá là may mắn đấy, lão Trần Huyền vuốt vuốt chòm râu. Tất nhiên những lời đó là dành cho nhóm đệ tử yêu nghiệt này, đến giờ vẫn chưa có tình huống hai kẻ mạnh đối đầu nhau. Chẳng hạn như Vô Niệm, nếu đánh với Sở Vô Xương thì không bỏ quyền cũng sẽ thua thôi. Trần Sư Huynh, làm ăn được quá nhỉ, có người đến, tiếng cười đầy mạnh mẽ. Đó là sư phụ Viên Miểu, Kim Huyền Trung. Vẻ mặt tươi cười đó khiến mọi người nghĩ lão ta đến áp chú, trực thực tế lão ta đến để xem xét Triệu Bân, nội bộ tộc xác chết vẫn đang điều tra tung tích bảo vật. Mà Triệu Bân chính là một trong số những mục tiêu. Chẳng mấy khi có dịp thế này, có muốn ủng hộ chút đỉnh không, lão Trần Huyền cười nói. Tất nhiên rồi. Kim Huyền Trung tiện tay ném một sấp ngân phiếu, khoảng chừng mấy chục vạn lượng. Lão Trần Huyền chẳng từ chối bất kỳ ai, nhận ngân phiếu xong lập tức khắc ngọc bài. Kim Huyền Trung thì lại nhìn về phía Triệu Bân, hôm nay sư diệt cơ ngân có phong thái tốt quá nhỉ. Sư bá đừng nói thế, mọi người nương tình thôi, Triệu Bân mỉm cười. Thời buổi loạn lạc, tốt nhất nên khiêm nhường một chút, Kim Huyền Trung phủi bụi trên vai Triệu Bân. Thật ra là đang thu thập khí tức của hắn để mang về so sánh với thứ đang có. Tất nhiên Triệu Bân thấy rất rõ động tác nhỏ của lão ta. Vấn đề là hắn không thể ngăn được, nếu Kim Huyền Trung muốn thì lão ta có rất nhiều cách. Oan gia nên giải không nên kết, lão Trần Huyền cười cười, đưa ngọc bài cho Kim Huyền Trung, ông ta cứ thấy sư đệ này không đến để áp chú mà đến vì Triệu Bân. Trước đó Viên Miểu bị đánh tàn phế, còn bị vơ vét mất 100 vạn lượng. Làm sao mà hiền lành hòa nhã với hắn cho được, bản tính Kim Huyền Trung thế nào thì ông ta biết rõ. Làm gì có, Kim Huyền Trung cười, nhận ngọc bài rồi xoay người đi. Tiểu tử, sau này cẩn thận một chút, lão Trần Huyền nhắc nhở. Triệu Bân không nói gì, chỉ lấy bùa chữ vật ra. Bên trong là một cuộn tranh sắc xuân tươi đẹp, lão Trần Huyền cũng không tệ, còn nhắc nhở hắn, chỉ thế thôi là đủ để hắn bán cho ông ta một cuộn tranh rồi. Giá cả cũng chẳng sung sướng gì, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão Trần Huyền cười hơ hớ, tiện tay đưa ngân phiếu. Triệu Bân cũng không khách sáo, dứt khoát ngồi luôn ở đó để quan sát trận chiến trên đài. Đường Hạo đã lên đài, đối thủ là một nữ đệ tử áo tím. Một thanh nhuyễn kiếm như thân rắn được vung lên rất mạnh, cũng khá là am hiểu cách chiến đấu của Đường Môn. Đường Hạo tấn công mấy lần đều bị cô ta phá giải. Có tính đưa Tử Ngọc cho Sở Vô Xương không? Lão Trần Huyền tùy ý hỏi. Muốn lấy, thì dùng bản lãnh mà lấy, Triệu Bân cũng trả lời bâng quơ. Nghe con không sợ cọp, rồi ngươi cũng phải khóc thôi, lão Trần Huyền thở dài. Bốp, keng. Tiếng kim loại va chạm leng keng vang vọng khắp quảng trường. Đường Hạo và cô gái áo tím đối chiến, tình huống có chút quái dị, chỉ thấy nữ đệ tử nọ vung nhuyễn kiếm lên, khi thì thấy tia lửa chợt lóe. Các trưởng lão đều thấy rất rõ, đúng là thiếu chủ Đường Môn. Giỏi nhất là ám khí,
đó là một sợi lông trâu mỏng manh mà mắt thường khó có thể trông thấy được, nhưng mắt của nữ đệ tử cũng không tệ, loáng thoáng trông thấy nên cố gắng ngăn cản, ai chúng phải nó đều cực kỳ khó chịu. Tiếc là ám khí của Đường Hạo rất khó để đề phòng. Nữ đệ tử áo tím vẫn trúng chiêu, yếu dần trên đài chiến đấu bắt đầu đẫm máu. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tư Không Kiếm Nam bĩu môi, nếu để hắn ta đánh thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Triệu Tuyết nghe xong hai mắt lại bốc lửa, tay ngọc đã vòng ra sau lưng nhéo cho hắn ta một cái. Trên người toàn bẫy là bẫy, Triệu Bân nhìn Đường Hạo. Hắn có thiên nhãn, có thể thấy được huyền cơ trên người Đường Hạo, cất giấu không biết bao nhiêu là ám khí. Thế nên đánh với loại người này phải mở hai mắt thật to, bất cẩn chút là chúng chiêu ngay. Hắn ngước lên nhìn, Đường Hạo đã xuống đài. Sau đó, mọi người trông thấy Liễu Như Nguyệt nhanh nhẹn đáp xuống, cả người xương khói lượn lờ. Đối thủ của cô ta là một nam đệ tử, cao lớn vạm vỡ, có thể sánh ngang với Man Đằng. Sử dụng côn sắt màu đen bóng loáng, nắm trong tay cứ run lên ông ông. Tên này, có thể miễn cưỡng xem tạm, lão Trần Huyền ngáp dài. Chữ miễn cưỡng đó ông ta nói có vẻ gượng gạo, vì so với thể thiên linh thì thua xa. Lão Trần Huyền có thể nhận ra thì tất nhiên Triệu Bân cũng thế, mỗi lần gặp lại Liễu Như Nguyệt, cô ta đều có thể cho hắn chút bất ngờ, sức mạnh tiềm ẩn của thể thiên linh dần được khai thác, đến nay đã rất khủng bố rồi. Tới đi, nam đệ tử hét to, vung côn thép lên tấn công. Thân pháp của Liễu Như Nguyệt biến hóa kỳ lạ, như một bóng ma lướt qua cây côn đánh tới, một ngón tay chạm vào mi tâm, cũng chỉ với ngón tay đó, côn sắt trong tay nam đệ tử rơi bịch xuống đất, hắn ta đã bị đánh bại. Điều đó, chẳng có người nào phản bác. Một ngón tay đó, Liễu Như Nguyên đã nương tay lắm rồi, nếu không nó đã xuyên thủng đầu hắn ta. Từ đầu đến cuối chỉ có đúng một chiêu ấy. Nhưng vẫn tạo ra kỷ lục đánh bại đối thủ trong chưa đến 3 giây. Sư muội Vân Phượng may mắn thật, lão Trần Huyền thổn thức, có được một đồ đệ tốt như vậy, thể thiên linh sở hữu huyết mạch thiên phú, Liễu Như Nguyệt chẳng khác gì một lỗ hổng của đất trời, với sức mạnh đó, lấy được năm thứ hạng đầu là chuyện nhỏ, ngoài Sở Vô Xương ra thì lão phu xem trọng cô nhóc này nhất. Ta cũng đánh đấm giỏi lắm mà, Triệu Bân thuận miệng chen vào một câu. Ngươi thì thôi đẹp đi, đánh cái mốc xì ấy, đừng ảo tưởng nhiều quá, lão Trần Huyền nói. Nếu ta lấy được thứ hạng tốt, ông có thưởng không, Triệu Bân cười nói. Nếu ngươi lấy được 30 hạng đầu thì cứ đến cửa hiệu lâu đời mua đồ, dù mua món gì cũng sẽ được giảm 20%. 20 thứ hạng đầu. 50%. 10 thứ hạng đầu. 70%. 3 thứ hạng đầu. 90%. Hạng nhất. Cút. Được rồi. Triệu Bân nở nụ cười cực kỳ sáng lạn. Những lời đó hắn đã dùng đá ghi âm để ghi lại rồi, lão Trần Huyền mà dám chơi xấu thì hắn sẽ kéo Vân Yên theo, dám kỳ kèo mè nheo nữa họ sẽ lật tung cả cửa hiệu lâu đời. Lão Trần Huyền chỉ lo uống rượu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn vụ giảm giá này thì ông ta nói lời giữ lời, một cảnh giới chân linh thôi mà lại ham hố đến vậy. Đòi lấy 3 thứ hạng cao nhất hả? Ngươi dứt khoát nói mình lấy hạng nhất luôn cho xong. Chuyến này đi không uổng công rồi, Triệu Bân âm thầm cười hì hì mãi không thôi. Mua gì cũng được giảm 90%, quá là rẻ ấy chứ, hắn cũng đủ bạc, có thể gom hết cả cửa hiệu lâu đời. Đột nhiên trên đài chiến vang lên tiếng Phật. Đó là Bát Nhã nhanh nhẹn nhảy lên đài. Đối thủ là một nam đệ tử, khí vũ hiên ngang, tóc đen như thác, tay cầm trường kiếm chém keng keng, khí chất anh dũng mạnh mẽ, dù nhìn thế nào cũng giống một kiếm khách phiêu giật. Tiếc là hắn ta đánh với Bát Nhã. Dù kiếm pháp của hắn ta có vượt trội đến mức nào thì cũng không thể đến gần Bát Nhã. Có một thứ Phật âm trang nghiêm phát ra từ người Bát Nhã, như chú tịnh thế không cần phải niệm ra mà tự động vang vọng, như một làn sóng âm vô hình mang theo ma lực đáng sợ. Đừng nói là người trên đài mà cả đệ tử dưới đài nghe xong cũng thấy tinh thần hoảng hốt, không thể ngăn cản nổi Phật âm biến hóa kỳ lạ. Chú tịnh thế này không nên nghe nhiều, lão Trần Huyền chậm rãi nói. Nghe nhiều sẽ bị độ hóa, Triệu Bân thì thào tự nhủ. Phật gia cực kỳ quỷ dị, Nguyệt Thần đã nói cho hắn biết điều này từ rất sớm, tâm trạng bất ổn sẽ rất dễ bị Phật âm độ hóa tinh thần, trở thành tín đồ thành kính của Phật gia. Bát Nhã vẫn chưa có đạo hạnh đủ cao, nếu là một lão tăng Phật hiệu cao thâm thì có lẽ chú tịnh thế này sẽ khiến không biết bao nhiêu người gặp tai ương.
Phật âm thật đáng sợ, rất nhiều đệ tử kinh hãi. Trong đó cũng có cả tiểu vô niệm, chân thể âm băng và thể thiên linh bên kia. Bát Nhã không hề tầm thường, bọn họ đã biết điều đó từ lâu, bây giờ tận mắt chứng kiến thì đâu chỉ là không tầm thường, phải là rất đáng sợ mới đúng. Nghe thấy chú Tịnh Thế khiến con người ta không thể chống cự thôi là đủ khủng bố rồi, có thể đã thương người trong vô hình. Người, đã tư cách làm đối thủ của ta, Xà Vệ Xương mở mắt ra trong một thoáng. Nhưng cũng chỉ có một thoáng đó mà thôi, rồi nhắm lại, cũng chỉ là một kẻ đủ tư cách làm đối thủ mà thôi. Nam đệ tử trên đài phát ra tiếng kêu rên không ngừng. Hắn ta tấn công cực kỳ sắc bén, kiếm pháp cũng cực kỳ tuyệt diệu, nhưng khi nghe thấy Phật âm thì không thể kiểm soát được tinh thần, trường kiếm trong tay rơi xuống, cứ ôm đầu đau khổ la hét, chân nguyên hộ thể cũng vỡ tan, khí huyết và chân nguyên quay cuồng cũng dần khô cạn vì Phật âm, biến thành hư vô. Chú Tịnh Thế ghê thật, Triệu Bân thản nhiên nói. Đánh với cô ta thì cứ nhận thua là được. Lão Trần Huyền rót một ngụm rượu. Triệu Bân không hề trả lời, nhận thua là chuyện không thể, nếu đánh với Bát Nhã thật thì hắn tự nhận mình không thua, chú Tịnh Thế của Phật gia thật sự rất mạnh nhưng cũng phải xem là ai dùng, và cũng phải xem nó được dùng với ai, người khác e ngại nhưng hắn thì không, võ đạo tu thân và cũng tu tâm, chú Tịnh Thế không thể phá vỡ tinh thần hắn. Nhận thua, ta nhận thua, cuối cùng nam đệ tử cũng từ bỏ việc chống cự. Bát Nhã cười. Tiện thể dừng chú Tịnh Thế, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát xuống đài. Quá mạnh, nam đệ tử xoa mi tâm, bước chân lảo đảo, ánh mắt đầy kiêng dè, không phải hắn ta quá yếu mà là Bát Nhã quá đáng sợ, tấn công trong vô hình, đúng là rất khó đề phòng. Thua trong tay cô ta cũng không đến nỗi mất mặt, sư phụ hắn ta cười hiền. Sao lại không phải là đệ tử của ta nhỉ, lão Trần Huyền lại than thở. Triệu Bân liếc mắt nhìn lão già kia. Hôm đó ở khảo nghiệm Thiên Tông, ông ta cũng là một trong những người đá hắn như quả bóng, ta cũng là nhân tài đó được không? Sao lại khinh thường ta như thế, ta đánh đấm cũng được lắm mà. Hả, lão Trần Huyền hết sức kinh ngạc, nhìn về phía bên kia. Không chỉ mình ông ta, ở đây có rất nhiều trưởng lão khác cũng nhìn sang hướng cửa ra vào quảng trường. Lại có người tới, là một nữ tử trong bộ áo trắng thoát tục, 3000 tóc đen bay phấp phới. Cả người rực rỡ ánh sáng, cứ như tiên nữ giáng trần, không dính chút khói lửa nhân gian. Tính ra thì gương mặt đó quả là xinh đẹp tuyệt trần. Sự xuất hiện của cô ta chẳng những khiến các đệ tử hai mắt sáng rỡ mà cả các nam trưởng lão cũng thế. Song Phượng Đào Hoa, Triệu Bân híp mắt lại. Tất cả mọi người đều ngắm nhìn người con gái đó, chỉ mình hắn nhìn quần áo cô ta mặc trên người, cứ như một bộ tiên y, điểm xuyến những đóa hoa đào đỏ rực. Mỗi một đóa hoa đều trông như thật, thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác cô ta đi đến bất cứ đâu đều có cánh hoa bay lất phất quanh người. Trưởng lão, đó là Đào tiên tử phải không? Triệu Bân hỏi. Ồ, kiến thức cũng sâu rộng quá nhỉ, lão Trần Huyền liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân yên lặng, Đan Phượng Phù Dung, Song Phượng Đào Hoa, mẫu thân hắn chính là Đan Phượng Phù Dung, nổi tiếng cùng với Đào tiên tử, đều là thợ thêu của hoàng tộc. Cách thêu của Đan Phượng cũng nổi tiếng khắp thiên hạ. Đẹp quá, hiện trường vang lên tiếng than thở. Dù là đệ tử hay trưởng lão thì ánh mắt nhìn Đào tiên tử cũng như đang thưởng thức một cuộn tranh hết sức tuyệt vời. Đào tiên tử cứ như người bước ra từ bức tranh, đều có khí chất thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Thậm chí cả trận chiến trên đài cũng chẳng người nào bận tâm. Khi tất cả mọi người đều dõi mắt về phía mình, Đào tiên tử nở nụ cười lịch sự. Cô ta bước lên mấy hàng ghế. Ngồi xuống bên cạnh Linh Lung, hai người là bạn cũ. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế, Linh Lung khẽ cười. Nhàn rỗi phát chán nên đến xem náo nhiệt, Đào tiên tử khẽ hé môi, lúm đồng tiền tươi như hoa. Gặp ngươi một lần đúng là không dễ dàng tí nào, Vân Yên thổn thức nói. Gần đây có nhiều việc linh tinh quá, Đào tiên tử cười cười. Sư tỷ, tỷ ngồi sang bên kia một chút đi, Triệu Bân quay lại ngồi bên cạnh Đào tiên tử. Đúng là tên lăng nhăng mà, Mục Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Bân. Đừng quậy phá. Triệu Bân ngồi thẳng lưng ở đó, vỉnh tai nghe. Đào tiên tử và mẫu thân hắn rất nổi tiếng, có lẽ cô ta biết mẫu thân hắn bị giam ở đâu. Nếu có thể làm thân với người này, nói không chừng lại có thể dẫn hắn đến gặp mẫu thân. Có gặp được người đó không? Linh Lung nói rất nhỏ, sợ có người nghe thấy.
Người đó mà cô ta nhắc tới, theo Triệu Bân nghĩ thì đó có thể là mẫu thân hắn. Tầng thứ 9 của hình tháp, Đào Tiên Tử thở dài. Sống có ổn không? Linh Lung lại hỏi. Có ăn có uống, không cần phải lo lắng đến tính mạng, Đào Tiên Tử hờ hững nói, liên quan đến bí mật lớn như thế, Tử Y Hầu cũng chẳng làm dám gì, bên trên có lệnh không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Hình tháp, Triệu Bân nghe thấy rất rõ ràng. Nghe Đào Tiên Tử nói thế, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được cho ăn cho uống, không cần phải lo lắng đến tính mạng, đó chính là tin tức tốt nhất, mẫu thân vẫn còn sống, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Y Hầu không thể làm gì bà ấy, chỉ là không rõ bà ấy liên quan đến bí mật gì. Không một người nào được phép đến gần, Triệu Bân nhíu mày. Nghe thấy giọng điệu của Đào Tiên Tử, hình tháp được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào được. Đó, chính là thể thiên linh ấy hả, Đào Tiên Tử nhìn về phía Liễu Như Nguyệt. Là cô ta, Linh Lung cười nói, vị hôn thê cũ của đứa nhỏ nhà Phù Dung. Đúng là khác biệt, Đào Tiên Tử thân nhiên nói, từ khi nghe thấy chuyện ở thành vòng cổ. Liễu gia từ hôn, mặt mũi Triệu gia bị giảm nát như rác. Nói thẳng ra, Đào Tiên Tử không thích cách hành xử của Liễu gia. Nhân duyên làm gì có ai giải thích được, Vân Yên thong thả nói. Nhóc con, người muốn ta ôm ngươi một cái hả, Đào Tiên Tử chuyển tầm mắt, liếc sang, người bị nhìn chính là Triệu Bân. Tên này ngồi ngay bên cạnh Đào Tiên Tử, hai lỗ tai cứ dựng thẳng, không biết đang nghe cái gì, càng nghe càng nghiêng người về phía này, đầu sắp đụng vào người cô ta đến nơi. Triệu Bân cười gượng. Nhận ra mình đang thất lễ, hắn vội vàng ngồi thẳng người dậy. Ta đang nghe tin tức về mẫu thân chứ không phải là sàm sỡ gì ai cả. Ngứa đòn rồi phải không, Vân Yên liếc hắn. Tiểu đồ đệ này cũng khá là thú vị, nơi nào có người đẹp thì xuất hiện ở đó. Ngươi, chính là Cơ Ngân hả, Đào Tiên Tử cười nói. Là ta, Triệu Bân ngồi trên ghế vẫn không quên cúi người thi lễ. Đào Tiên Tử không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Bân, trông ánh mắt hắn cực kỳ quen thuộc. Cứ thấy giống hai người bạn cũ thế nào ấy, nhưng giống ai cơ? 7 phần giống Triệu Uyên, 3 phần giống Phù Dung. Triệu Bân bị nhìn đến nỗi luống cuống cả tay chân, sau tiếng ho khan thì hắn đứng dậy đi mất. Hắn đã tìm hiểu được tin tức của mẹ mình, biết bà ấy vẫn bình yên vô sự là được, chờ tỷ thí Tân Tông kết thúc rồi hắn sẽ đến hình tháp một chuyến, tuy không thể vào được nhưng đứng từ xa nhìn lại cũng tốt. Tiểu đồ nhi của ngươi đến từ nhà nào thế? Nhìn theo bóng lưng Triệu Bân, Đào Tiên Tử khẽ hỏi. Cái đó phải hỏi Sở Lam, Vân Yên nhún vai, cả người làm sư phụ như cô ta cũng không rõ lai lịch Cơ Ngân, hay có thể nói là đồ đệ của cô ta cố tình giấu giếm, tạo cảm giác thần bí thế nào ấy. Đào Tiên Tử không nói gì nữa, chân mày khẽ trao lại, chẳng biết đang nghĩ chuyện gì. Bên này, Triệu Bân lại chuyển vị trí sang bên cạnh Tô Vũ. Có thơm không vậy? Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân, cười hơi bỉ ổi, cùng với kiểu tóc che hai mái đó khiến nó trở nên thô bỉ khó tả, dù nhìn thế nào cũng thấy giống mấy tên gian ác. Gì cơ, Triệu Bân vẫn còn đang suy nghĩ, chưa kịp phản ứng. Đừng làm bộ nữa, Tô Vũ bĩu môi, ta đã nhìn thấy hết rồi, người sắp nằm lên người Đào Tiên Tử luôn cơ mà. Không ngờ nha, người cũng to gan thật, thế mà cũng dám mò tới. Thơm, Triệu Bân thốt ra một chữ. Cuối cùng hắn cũng kịp phản ứng. Thơm đến mức nào, Tô Vũ nhếch miệng cười, nụ cười càng đáng khinh hơn. Triệu Bân liếc nhìn hắn ta, quan sát từ trên xuống dưới, thì ra. Mặt dày cũng là một thứ tốt. Mặc đao lên đài, Dương Phong bên cạnh chen vào một câu. Đó là một kẻ khá là tàn nhẫn, Tô Vũ nghe thế bèn vội vàng nhìn về phía đài chiến đấu. Triệu Bân cũng thế. Người có thể khiến Tô Vũ nhận xét là kẻ tàn nhẫn thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Trên đài, một thanh niên khá lôi thôi, ở đây tính cả các trưởng lão đều mặc đạo bào màu trắng, chỉ có mình hắn ta mặc màu đen, cực kỳ chói mắt, mái tóc rối bời, miệng còn mọc rất nhiều râu, hai tay khoanh trước ngực, mang theo một thanh đao màu đen, trông có vẻ kiệm lời, cực kỳ im lặng, đứng trên đài như cái cây sừng sững mọc ở đó, cả người toát lên khí chất tang thương không hợp với thân phận và lứa tuổi. Khiến con người ta bất giác nghĩ rằng hắn ta đã trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm. Mặc đao đó chính là tên hắn ta. Người như thanh đao màu đen, trong sự lôi thôi nhếch nhác đó ẩn chứa khí phách mạnh mẽ. Triệu Bân từng gặp người này,
hôm đó hắn từng thấy tên này ở buổi khảo hạch Thiên Tông. Nghe nói hắn ta từng ăn nằm trên chiến trường, Dương Phong nói. Không thể nào, Tô Vũ không tin, quan sát Mạc Đao từ trên xuống dưới. Ăn nằm à, Triệu Bân thì thầm, tất cả những người từng chôn vùi tuổi xuân trên chiến trường đều có một loại khí chất bức người, đó chính là sát khí được khắc vào sâu trong linh hồn, người ngoài không thể bắt chước nổi. Mạc Đao có thứ khí chất đó. Theo hắn nghĩ, Mạc Đao chẳng những ăn nằm trên chiến trường mà còn lăn lộn nơi đó không chỉ một lần, chỉ có những người chứng kiến quá nhiều núi xác biển máu mới trở nên tĩnh lặng như thế, người quá quen với sinh tử rồi, mọi thứ xung quanh rất khó làm cho tâm trạng hắn ta gợn sóng. Rất mạnh, Tiểu Vô Niệm thầm nói. Cả hắn ta cũng phải e dè, có thể thấy Mạc Đao mạnh đến mức nào. Đệ tử mới vào Thiên Tông đều là ngọa hổ tàng long, ngoài Sở Vô Xương và Hàn Tuyết bọn họ thì đằng sau vẫn còn rất nhiều người bá đạo. Mạc Đao chính là một trong số đó, đó là những người không cho người ta nhìn thấy bất kỳ điều gì, che giấu sự sắc bén, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thể hiện sức mạnh thật sự, cũng vì như thế nên mới khiến người ta xem nhẹ. Đối thủ của Mạc Đao là một công tử nho nhã, chiếc quạt xếp được phe phẩy rất đều. Khỏi phải hỏi, mặt mũi tên đó cũng thuộc dạng ưa nhìn, sánh ngang với Tư Không Kiếm Nam, quan trọng nhất là chưa có vợ nên khá nhiều nữ đệ tử bắt đầu nổi máu háo sắc, một đám lòng cứ nhộn nhạo. Ánh mắt đong đưa. So với ta thì vẫn còn thiếu một chút, Tư Không Kiếm Nam kéo lọn tóc. Lâm Tà liếc mà hai mắt trắng dã, nhưng hắn ta nói cũng đúng, trong số tất cả các đệ tử Thiên Tông, có lẽ Kiếm Nam không phải người mạnh nhất nhưng là người điển trai nhất, hơn nữa cũng là kẻ có nhiều tình nhân cũ nhất. Đó là sự thật không ai tranh giành. Sau một tiếng hét thảm đã chứng minh cho mọi người thấy triết lý sống của cuộc đời, đó là đẹp trai chẳng được tích sự gì, cũng như người trên đài vậy. Phong độ cũng có đó nhưng đụng phải đao trong tay Mạc Đao thì còn chưa hết một hiệp đã bị đánh rơi xuống đài chiến đấu, chèn ép tuyệt đối, thảm thương. Thoải mái rồi, thấy tên đó bị đánh xuống, Tư Không Kiếm Nam lập tức yên tâm. Từ đầu đến cuối Mạc Đao không hề mở miệng nói một câu nào, xoay người xuống đài. Sau khi Mạc Đao xuống dài, vòng đấu loại lần thứ hai chính thức kết thúc, 82 người tham gia chiến đấu, 41 người vào vòng trong. Còn lại 41 người đó có kha khá người dùng cơ hội hồi sinh một lần rồi nên trực tiếp bị loại, sau khi chọn lọc xong thì còn 26 người, điều đó có nghĩa là chỉ còn 13 người có thể vào được vòng trong. Người thi đấu hồi sinh lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông chẳng còn mấy hào hứng gọi một tiếng, cũng không thích thú gì với mấy trận đấu hồi sinh. Rút thăm may mắn nhé. Khi Thanh Giao đi ngang qua, Triệu Bân còn lên tiếng chúc. Thanh Giao cười. Theo mọi người lên đài. 26 người xếp hàng, mỗi người tự cầm ngọc bài của mình treo lên tường. Ai là đối thủ của ai thì nhìn là biết. Ổn rồi. Triệu Bân nhìn bảng đối đầu, nói ra một câu như thế. Đối thủ của Thanh Giao không mạnh, với sức mạnh của cô ta thì có thể thoải mái vào trong. Sự thật đúng như những gì hắn đoán, trận quyết đấu đầu tiên, Thanh Giao dùng một khúc thanh liên đánh bại đối thủ. Trận đấu hồi sinh thứ hai, cô ta trở thành người đầu tiên vào vòng trong. Sau đó là Hoa Đô. So với Thanh Giao thì Hoa Đô không được may mắn lắm, đánh với một đệ tử không tầm thường, khi dồn hết lực chiến rồi vẫn không thể tóm được đối phương, đánh đến nỗi chân nguyên cạn kiệt, suy tàn trên đài chiến đấu. Người thứ ba vào vòng trong chính là kiếm khách từng bị Bát Nhã đánh bại. Đánh với Bát Nhã thì hắn ta chẳng là gì. Nhưng trong trận hồi sinh thì hắn ta lại là cao thủ số 1 số 2. Ra tay nhẹ thôi. Khi Mộ Chiêu Tuyết lên đài thì Tư Không Kiếm Nam đã nói đầy ẩn ý. Hắn ta dám nói như thế vì đối thủ là một đệ tử hạng 3, tư chất thua kém Chiêu Tuyết rất nhiều. Chuyện nhỏ. Mộ Chiêu Tuyết bước lên đài, dễ dàng giải quyết trận đấu. Hay. Dù chỉ là trận đấu hồi sinh nhưng vẫn khá náo nhiệt. Khán giả bên dưới cũng khá là chuyên nghiệp, chẳng mấy khi có dịp vui vẻ thế này, họ kêu gào rất to. 8 trận sau đó không có đệ tử nào quá xuất sắc. Trận thứ 13, cũng là trận cuối cùng, Lâm Tà mang theo vết thương lên đánh, sau đó thắng lớn quay về. Đến giờ thì vòng 2 của trận đấu loại đã thành công khép lại. Cộng thêm 41 người của vòng trước thì tổng cộng có 54 người thành công bước tiếp. Trời đã tối. Ngày mai tiếp tục đấu. Ngô Huyền Thông vươn hông mệt mỏi, đấy cũng là quy tắc của cuộc thi dành cho đệ tử mới.
những người đến xem cũng giải tán, ngày mai lại đến. Khán giả đều đứng dậy, ngày thi đấu đầu tiên chỉ mới đánh sơ sơ. Tiếp theo đây mới thật sự đụng đến bản lĩnh, những kẻ mạnh như Sở Vô Xương vốn chẳng lên sàn, cũng không biết là may mắn hay là thế nào mà trong cả ba trường đấu, chưa thấy cục diện hạt giống đối đầu. Thật ra, phần lớn mọi người đều muốn xem mấy cao thủ đó đánh nhau, chẳng hạn như Vô Niệm và Liễu Như Nguyệt, hay Âm Băng Chân Thể và Bát Nhã, bất kể là ai, chỉ cần là hai cao thủ thì được rồi. Soạt. Chính vào lúc các khán giả đứng dậy thì có một bóng người nhảy lên sàn đấu. Đấy là Vệ Xuyên, thân pháp của hắn ta rất nhẹ nhàng, hắn ta đáp đất vững càng, trông rất đẳng cấp. Các trưởng lão và đệ tử đều nhướng mày. Vậy là có ý gì? Ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì đây? Cơ Ngân, lên sàn chiến đấu đi. Vệ Xuyên hét lớn lên, tiếng hét rất mạnh mẽ. Ây chà, vẫn còn kịch để xem. Khán giả nghe Vệ Xuyên hét lên thì lại ngồi xuống trở lại. Mọi người ở đó đều biết ân oán giữa Vệ Xuyên và Cơ Ngân. Cơ Ngân đánh mấy nhân tài đó tàn phế, bao gồm cả Ngụy Đằng, Viên Miểu và Trịnh Minh, người thì là đàn em của Vệ Xuyên, người thì là bạn tốt của hắn ta, sao hắn ta có thể không tìm lại thể diện được, hai lần khiêu chiến trước đây đều không thấy Triệu Bân ra mặt. Bây giờ Cơ Ngân có ở đây, vừa hay là cơ hội tốt. Đã nói rồi mà, trước khi hạ màn nhất định sẽ có tiết mục đặc sắc. Vệ sư huynh đẹp trai quá đi mất. Cả đám đệ tử nữ bên dưới nắm tay lại, che miệng phát bệnh mê trai. Trốn hả, để xem lần này ngươi trốn được nữa không? Vệ Xuyên cười lạnh lùng, hắn ta đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Hắn ta đã kiềm nén cơn giận đối với Cơ Ngân từ rất lâu rồi, cho hắn ta leo cây hai lần, cuối cùng cũng để hắn ta nắm được cơ hội tốt. Ở đây có nhiều đệ tử và trưởng lão như vậy, ông đây không tin ngươi còn dám trốn tránh, từ bỏ quyền thi đấu cũng không sao, hắn ta đã chuẩn bị sẵn câu từ, chọc ngoáy là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cứ phải tìm cái chết à, Thanh Giao xoa trán. Cô ấy biết rất rõ khả năng chiến đấu của Triệu Bân nhưng sư huynh của cô ấy lại cứ không chịu tin, chưa bị ăn đòn thì còn chưa chịu từ bỏ. Cuộc thi hôm nay đã kết thúc. Còn về ân oán riêng tư thì tùy ý hai ngươi. Ngô Huyền Thông nói xong thì đút tay vào ống tay áo, bước xuống sàn đấu, nhường chỗ lại cho Vệ Xuyên. Đừng quan tâm đến tên đó, đầu óc hắn ta có vấn đề. Tô Vũ rất biết xử lý tình huống, hắn ta và Dương Phong, kẻ bên trái, người bên phải, kẹp lấy Triệu Bân định đi. Vệ Xuyên là một tên nhẫn tâm, Ngụy Đằng và Trịnh Minh không thể nào so bì, nếu cấp chân linh mà gặp hắn ta thì không bị đánh tàn phế mới là chuyện lạ, lúc cần hèn thì vẫn phải hèn, hèn một chút vẫn tốt hơn là bị đánh tàn phế. Đừng cản trở ta kiếm tiền, đương nhiên Triệu Bân sẽ không đi. Kiếm tiền cái đầu ngươi. Người hiền lành như nhóc mập Tử Viêm mà cũng thốt ra một câu chửi tục. Ba người họ đẩy tới đẩy lui, hai người kẹp cánh tay, một người đứng sau lưng đẩy, ý của họ rất rõ ràng, không phải Cơ Ngân nhà ta không muốn lên sàn đấu mà là bọn này không muốn để hắn đánh thôi. Nói trắng ra là tìm đường lui cho Triệu Bân, làm cho xong chuyện, tránh bị người ta dạy đời. Cứ vậy mà bỏ đi sao? Đồ rùa rụt cổ, Trịnh Minh mắng. Mấy chuyện chửi mắng đó thì không cần lão đại phải lên tiếng, đấy là trách nhiệm của người làm tiểu đệ. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đằng, Viên Miểu cũng hùa theo, bọn họ đều là những người từng bị Triệu Bân đánh tàn phế, ai cũng oán hận trong lòng, hiếm khi tụ họp đông đủ thế này nên mặc sức mà lời này tiếng nọ. Cóc ghẻ, dựa hơi phụ nữ để có địa vị, người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Đồ khốn, một khi có người lên tiếng mắng thì cục diện liền bắt đầu loạn lên. Những người không ưa Cơ Ngân, những người có thù oán riêng với hắn, những người ghen ghét Đỉnh Tử Trúc đều nối đuôi nhau ra mặt, cảm giác cứ như hắn là một tội đồ không thể tha thứ, bị quan phủ lôi ra phố diễu hành thị chúng, nếu có thêm rau úng và trứng gà nữa thì sẽ càng giống cảnh tượng đó hơn nữa. Mẹ kiếp, miệng ngươi ăn phân à? Mạnh vậy sao, ngon thì tìm ta mà đánh. Một đám ngu, có người mắng Triệu Bân thì cũng có người ủng hộ Triệu Bân, chẳng hạn như Tô Vũ, Dương Phong. Tử Viêm, Tư Không Kiếm Nam, đến cả Lâm Tà đang bị thương cũng lên tiếng mắng lại, đặc biệt là Tô Vũ, giọng hắn ta không vừa gì đâu, không cần người khác giúp đỡ, chỉ mình hắn ta thôi cũng đủ để đấu lại cả đám kia rồi. Hiện trường trở nên náo nhiệt, được chia làm hai phe, ai cũng như mấy bà cô chanh chua chửi đồng.
hiện trường mắng chửi quy mô lớn sao? Ngô Huyền Thông nhếch môi, hai mắt đảo tròn, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, thường này đều đạo mạo lắm, giờ thì ai cũng thành cao thủ mắng nhau đường phố. Thì ra đệ tử Thiên Tông của ta có sức sống đến vậy. Lão Trần Huyền suýt xoa, giọng ai cũng cao vút, nổi giận đùng đùng khiến người ta bất giác tưởng rằng Triệu Bân thật sự là một phạm nhân. Có hàng tá biệt danh ác ý được đặt cho hắn. Đánh nhau thì cứ đánh nhau, chứ mắng người khác thì thiếu văn hóa đấy. Lão đạo Âu Dương hít một hơi thật sâu và còn liếc đồ đệ hoàng hiết của mình, hắn ta cũng không chịu yên phận mà chạy đi mắng chửi rồi. Hắn ta mắng Triệu Bân, cũng không biết máu nóng từ đâu ra mà mắng rất hăng. Vân Yên chau mày, sắc mặt rất khó chịu, mấy tên nhóc đó mắng Triệu Bân mà kéo luôn cả Đinh Tử Trúc vào, mắng đồ đệ của cô ta tức là mắng cô ta, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta giận đến như thế. Ngoài chau mày, cô ta còn lườm mắt sang Lạc Hà. Lạc Hà ho gượng, giả bộ như không nhìn thấy, đồ đệ ta ấm ức nên phải tìm người để trút giận. Đồ đệ nhà ngươi có sức ảnh hưởng thật đấy, Đào Tiên Tử và Linh Lung đều suýt xoa. Trận đấu của các đệ tử mới lúc nãy cũng không náo nhiệt bằng bây giờ. Không ngờ tiết mục đặc biệt này lại khiến cho cục diện loạn đến như vậy. Vân Yên xoa chân mày, đồ đệ nhà cô ta thật sự không chịu yên phận gì hết, mỗi lần xuống núi đều gây sự. Ta ứng chiến. Triệu Bân hét lớn lên giữa những tiếng mắng chửi nối đuôi nhau như sóng biển. Hắn phải lên tiếng thôi, nếu còn không lên tiếng thì họ còn tưởng hắn là một con chuột nữa. Hắn vừa thốt lên câu đó thì hai bên liền im lặng. Bọn Vệ Xuyên và Ngụy Đằng đều nở nụ cười lạnh lùng, đấy là kết quả mà bọn họ muốn, chỉ cần Cơ Ngân chịu lên sàn đấu thì chuyện gì cũng dễ nói, vậy thì cũng không uổng công bọn họ đã tụ lại với nhau để mắng chửi. Đầu óc người có vấn đề rồi sao, Tô Vũ lườm Triệu Bân. Bọn Dương Phong cũng cười gượng, mắng lâu như vậy mà cũng không ngăn được cái tên này. Đúng là cản trở ta kiếm tiền mà. Triệu Bân len lỏi qua các khe hở, xuyên qua đám đông và nhảy lên sàn đấu. Những người tham gia trận mắng chửi lúc nãy đều tập trung dưới sàn đấu. Hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt, vẻ mặt cứ như muốn đánh hội đồng. Các trưởng lão và đệ tử đến xem kịch đều tìm chỗ ngồi xuống, rất nhiều người còn lấy hạt dưa và bày mấy miếng dưa hấu tươi trước mặt, đúng nghĩa là khán giả. Ta đã đợi trận đánh này rất lâu rồi, Vệ Xuyên cười nham hiểm, phất nhẹ chiếc quạt xếp, ưỡn thẳng lưng, ngất cao cằm, không thèm nhìn Triệu Bân, dáng vẻ càng lúc càng đẳng cấp. Có đặt cược không? Triệu Bân không muốn nói nhiều, hắn lại khởi động cổ tay. Những người biết rõ về hắn đều biết, động tác đấy là động tác khởi động để chuẩn bị đập người. 20 vạn, có giỏi thì đến lấy đi. Vệ Xuyên đã chuẩn bị trước khi đến, hắn ta ném một lốc ngân phiếu trên sàn đấu. Tiếp đó thì thấy phía sau có một lá bùa phát sáng, nhập vào trong người hắn ta. Ngay lập tức, tu vi cấp huyền dương của hắn ta bị áp xuống cấp chân linh đỉnh cao. Ngụ ý rất rõ ràng, ông đây không cần chút ưu thế đó, dù đấu cùng cấp bậc thì vẫn có thể đánh ngươi tàn phế. Lúc này thì đẳng cấp của hắn ta đã thật sự được thể hiện một cách trọn vẹn. Sư huynh là người chính trực, không để ngươi phải chịu thiệt, Trịnh Minh hét lớn chữ chính trực lên. Cùng cấp, công bằng đó, rất nhiều trưởng lão vuốt râu. Bất luận thường ngày Vệ Xuyên sống thế nào, hôm nay hắn ta chịu áp chế cấp bậc để chiến đấu thì cũng là hành động rất đàn ông rồi. Nhìn sang mấy cô mê trai kia thì thấy họ đã kích động đến mức không đứng yên được nữa, Vệ Xuyên trong mắt bọn họ thật sự đẹp trai hết nấc. Lạc Hà sư bá, sư điệt phải xin lỗi với người trước. Triệu Bân vẫn đang khởi động cổ tay, lúc khởi động cổ tay thì còn bẻ mạnh cổ một cái. Lạc Hà nghe không hiểu, những người ở đó cũng nghe không hiểu. Xin lỗi, là có ý gì? Đâu có ý gì. Chỉ là lát nữa đánh xong thì phiền cô ta đưa cái tên Vệ Xuyên này về mà từ từ chữa trị thôi. Tính hết một lượt nợ mới lẫn nợ cũ đi, Vệ Xuyên cười lạnh lùng, khí thế đột ngột bộc phát ra. Tùy thôi. Triệu Bân dùng bước phong thần, đánh thẳng về phía hắn ta với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, hắn ta có thiên cang hộ thể. Tô Vũ lớn tiếng mắng, sao lại ngu đến mức xông lên như thế? Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn ta quá muộn. Vệ Xuyên cười nham hiểm, hừ lên một tiếng rồi thi triển thiên cang hộ thể. Một tầng hào quang dùng hắn ta làm trung điểm rời lan ra, uy thế rất mạnh, khí thế bá đạo,
đấy là bí truyền của gia tộc Dương Thiên, một khi tầng ánh sáng xuất hiện thì dù là phi đao hay là kim độc, thứ gì cũng có thể bị dội ngược trở lại. Đương nhiên, nó cũng có thể khiến người ta bị bắn ngược trở lại, được gọi là phòng ngự tuyệt đối. Đây chính là thiên cang hộ thể sao? Mắt các đệ tử mới vào môn phái đều sáng rỡ lên, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Tiêu rồi. Tử Viêm than thở, bọn Dương Phong cũng ho khan, ai cũng không nỡ nhìn thẳng, phần lớn họ đều từng nếm thử sự lợi hại của thiên cang hộ thể, cảm giác không dễ chịu chút nào, không chỉ đơn giản là bị bay ngược ra lại không thôi mà sẽ còn bị té tới mức tê liệt. Thiên cang hộ thể mạnh mẽ, bá đạo không chỉ là lời đồn thổi mà thật sự rất đáng sợ. Bụp! Triệu Bân tấn công đến trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hắn thật sự là một thanh niên cứng, không né tránh mà cứ thế tông thẳng qua. Không sai, hắn đã tông trực diện vào thiên cang hộ thể. Nhưng điều khiến người ta giật mình không phải là điều đó mà là hắn đã tông vỡ thiên cang hộ thể. Chuyện này, các đệ tử đều ngây ra. Sao có thể chứ, các trưởng lão đang xem cũng ngây người ra. Ta không nhìn nhầm đấy chứ, Mục Thanh Hàn ngây ra, không thể nào tin nổi. Nhóc con được lắm, Vân Yên lẩm bẩm, vẻ ngạc nhiên không thể nào che giấu. Tông, vỡ rồi sao? Mặt Lạc Hà biến sắc, nhưng Thanh Giao đứng bên cạnh thì không hề thấy bất ngờ. Người kinh ngạc nhất là Vệ Xuyên, một giây trước hắn ta còn cười nham hiểm, tự tin ngập tràn, giờ thì trợn tròn mắt, đồng tử co rụt dữ dội, không ngờ phòng ngự tuyệt đối thiên cang hộ thể bí truyền của nhà họ Dương Thiên lại bị người ta tông vỡ một cách trực diện. Sao Vệ sư huynh lại sơ sót thế? Triệu Bân lập tức đánh đến trước mặt hắn ta, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cang hộ thể thì cũng phải xem là do ai dùng, cũng phải xem thử là dùng với ai. Với khả năng của Triệu Bân, hắn hoàn toàn có thể tông vỡ nó một cách trực diện. Thiên cang hộ thể gì chứ? Phòng ngự tuyệt đối gì chứ? Đối với hắn, chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng mỏng manh thôi, thiên cang hộ thể của cấp huyền dương, hắn còn chưa sợ, thiên cang hộ thể của cấp chân linh ấy à, gặp đâu phá đó thôi. Mặt Vệ Xuyên biến sắc. Hắn ta chưa kịp kinh ngạc thì đã hoảng loạn bay lùi về sau. Ngươi chạy thoát được sao? Tốc độ của Triệu Bân nhanh hơn, hắn đuổi theo, chưởng lên ngực hắn ta một chưởng. Vệ Xuyên rên lên đầy khó chịu, cả người lảo đảo, nôn ra một ngụm máu tươi rồi liên tục lùi về sau. Trong lúc lùi về sau, có một đôi tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay Vệ Xuyên, hắn ta chỉ cảm thấy hai chân đang rời khỏi mặt đất. Cơ thể mất thăng bằng, cả người hắn ta đã bị Triệu Bân vung lên cao. Tất cả các khán giả đều ngẩng đầu lên. Sau đó, lại đồng loạt nhìn xuống lại. Một tiếng ầm vang lên, giống như một tiếng sấm rền, sàn đấu chắc cứng cũng bị đánh nát vụn. A! À. Tiếp theo đó là tiếng thét thảm thiết vang lên, thất thanh. Máu tươi được phun ra từ miệng Vệ Xuyên văng lên rất cao, xương cốt trong người kêu lên răng rắc. Trước đây, nghe Trịnh Minh nói bản thân bị cơ ngân đập rất khó chịu, hắn ta còn không tin, giờ thì đã tin thật rồi, không chỉ khó chịu mà đến gan, dạ dày, thận. Trên dưới khắp người đều thấy đau. Ầm, bụp. Chớp mắt, Triệu Bân lại kết hợp sức của hông và chân, dứt khoát đập tiếp hai đập nữa. Vệ Xuyên đang ở cấp chân linh khi bị đập xuống đất thì máu me lênh láng, không còn nhận ra người ngợm nữa. Cũng phải trách Triệu Bân ra tay quá nặng. Đối xử với Vệ Xuyên quá đặc biệt, đập liền ba cái liên tục khiến hắn ta bán thân bất toại. Tĩnh lặng, hội trường tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn lên sàn đấu, thiếu chủ có tiền đồ nhất của gia tộc thế gia Dương Thiên lại bị quăng quật đến mức tàn phế như vậy sao? Chỉ trong vòng vài giây, còn chưa hết một hiệp, quỳ xuống cũng có chút nhanh rồi đó. Dưa cũng đã bày ra rồi, chờ xem kịch hay, thế mà đã xong rồi sao? Lại. Thêm một người tàn phế, Tô Vũ há to miệng. Một chữ lại này, giọng điệu rất nặng nề. Một chữ lại này, cũng được dùng rất đúng chỗ. Những lời này cũng rất đúng, chỉ cần là những người lên đài đối đầu với cơ ngân, dù là đệ tử mới hay cũ thì đều bị đánh quật ngã đến mức tàn phế. Đúng là chúng ta đã quá xem thường hắn. Đấu với Vệ Xuyên cùng cấp bậc mà còn có thể trực tiếp phá vỡ thiên cang hộ thể. Cho dù là ngươi hay ta thì cũng khó có thể làm được. Đám đệ tử duy trì thế trung lập thở dài rồi tặc lưỡi, cơ ngân đỉnh tử trúc đã cho họ một sự bất ngờ to lớn. Đây không phải là hạng người bình thường, người được nữ soái giới thiệu đến rất khác. Hắn mới chỉ là cảnh giới chân linh,
nếu là cảnh giới huyền dương, e rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Lão đại, vậy mà bị đánh bại rồi, Trịnh Minh ngẩn người. Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang, Ngụy Đăng, Viên Miểu và Hoàng Hiết bên cạnh cũng ngây ra. Họ còn chưa cả nhìn rõ, Vệ Xuyên đã bị đánh ngã rồi. Đánh hay lắm. So với đám người Vệ Xuyên, đám người Tô Vũ cười nói. Vệ Xuyên cũng là nhân tài. Với tu vi cảnh giới huyền dương, hắn ta có khả năng đánh bại Cơ Ngân, thế mà cứ thích áp chế cấp bậc, giờ hay rồi, vừa giáng cấp thì đã bị quật cho tàn phế, người mà, không gây chuyện thì sẽ không chết. Đau không? Đau. Đau ở đâu? Đau ở trong tim nè. Rất nhiều trưởng lão bụng ngực, đó chính là người mà đám trưởng lão đùn đẩy người ta khi ở dưới chân núi. Mà Cơ Ngân chính là người ta đó, không có ai xem trọng hắn, cũng không có ai muốn nhận hắn làm đồ đệ. Kết quả, đó chính là một nhân tài, còn là một nhân tài không tầm thường. Nếu nói ai có thể đánh bại Vệ Xuyên ở cùng cấp bậc, trực diện phá tan thiên cang hộ thể, thì cũng chỉ có đám yêu nghiệt mới làm được. Từ đó mới thấy được, sức mạnh của Cơ Ngân không phải kinh khủng bình thường, chỉ là bọn họ bị vẻ ngoài tầm thường kia lừa, trước đó còn tưởng đó là một tiểu bối hạng xoàng, bây giờ trông lại, nào đâu phải hạng xoàng, rõ ràng là yêu nghiệt. Đúng là mắt mù thật rồi. Lão Trần Huyền nghiến răng chịu đựng. Hôm đó mắt ta mù hay sao trời, Ngô Huyền Thông Thanh Nguyên Các, Huyền Sơn Lão Đạo Các chủ tàng kinh các. Rất nhiều trưởng lão đều tự mắng mình, không tin Cơ Ngân thì cũng nên tin nữ soái kia chứ. Có không giữ mất đừng tìm. Bỏ lỡ vị đồ đệ như này thì có đốt đèn lồng cũng không tìm được nữa. Kia là tiểu sư đệ sao? Mục Thanh Hàn ngây ngốc cười, nàng ta cũng ngạc nhiên. Nàng ta nhìn chiến đài. Rồi lại nhìn Vân Yên, sư phụ của nàng ta có vẻ cũng rất ngạc nhiên. Đúng là trì hoãn việc kiếm tiền của người rồi. Vân Yên gượng cười, khi Vệ Xuyên khiêu chiến lần đầu tiên, cô ta còn lo lắng cho Đồ Nhi, trói Cơ Ngân cột lên cây, treo suốt cả ngày, xem ra lần này đúng là uổng công vô ích. Ta đánh rất giỏi đó. Những gì Cơ Ngân nói không chỉ một lần trước đây, bây giờ nghe lại thì đúng là không sai chút nào. Người mà Sở Lam giới thiệu quả thật không tầm thường. Linh Lung và Đào Tiên Tử bật cười, Cơ Ngân mạnh hay không thì bọn họ không chắc, nhưng bọn họ tin nữ soái. Sở Lam nhìn người chưa hề nhìn nhầm. Sư phụ, ta thật sự đánh không lại hắn, bên này, Thanh Giao nhỏ giọng nói. Lời này kéo Lạc Hà còn đang ngạc nhiên về với hiện thực. Tỉnh táo thì tỉnh táo rồi nhưng khóe miệng của nàng ta thoáng chốc giật giật liên hồi mười mấy cái. Chẳng trách Thanh Giao nhận thua, hóa ra là không đánh lại thật. Chẳng trách Cơ Ngân lại áy náy với mình, đây rõ ràng là nói với cô ta rằng hắn sẽ đánh Vệ Xuyên. Đến mức tàn phế. Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ cô ta mới phản ứng lại. Lần này, cô ta liếc mắt nhìn sang Vân Yên, cũng đúng lúc thấy Vân Yên đang nhìn mình, hai người mắt đối mắt. Điều khác biệt là Vân Yên muốn cười, nhưng lại phải nhịn không được cười. Khuôn mặt của Lạc Hà lại là sự bực bội và cạn lời. Chuyện này có thể trách ta sao? Vân Yên nhìn lên trời nói vu vơ, động tác y muốn nói rằng, là vì Vệ Xuyên cứ muốn tìm Cơ Ngân nhà ta đánh đấy chứ. Không đánh thì hắn ta còn vội vàng nhảy nhót tưng bừng ấy chứ. Lạc Hà cũng ôm ngực. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên cảm giác tức đến hộc máu. Không thể phủ nhận rằng, hôm nay lửa giận hơi bị nhiều. Triệu Bân đã thả Vệ Xuyên ra, nhặt ngân phiếu đặt trên đài. Lại được thêm 20 vạn nữa. Tuyệt vời. Tên tiểu tử nhà ngươi được đấy, Tô Vũ và Lâm Tả đã đi tới, gào to. Khiêm tốn nào, Triệu Bân sửa lại cổ áo, phong cách như thế này mới là từ từ chìm vào cảnh đẹp chứ. Phải uống rượu đó. Nói thì dễ lắm. Một đám nhân tài díu dít, tụm năm tụm ba đi ra khỏi hội trường. Thanh Hàn, về nhà thôi. Vân Yên vén tóc. Chắp tay sau lưng bỏ đi. Mục Thanh Hàn vội vàng đi theo, khi đi qua Lạc Hà còn nở nụ cười áy náy. Cơ Ngân không phải phế vật, Lão Trần Huyền nới với Vân Phượng. Nghĩ rằng đánh bại được Vệ Xuyên là có thể vô địch thiên hạ sao, Vân Phượng cũng đi, Liễu Như Nguyệt đuổi theo, tuy ngạc nhiên, nhưng biểu cảm không quá thay đổi, vẫn lạnh lùng và im lặng như cũ. Nguyệt Linh, Sở Vô Xương cũng có biểu cảm giống cô ta. Đám yêu nghiệt cũng chướng mắt Vệ Xuyên, tất nhiên cũng chướng mắt Cơ Ngân, chỉ là đám tiểu lâu la mà thôi. Trò hay kết thúc rồi. Ngô Huyền Thông nói,
phất tay áo rời đi, trái tim vẫn đau nhói. Không chỉ có ông ta đau, đám trưởng lão từng đá trái bóng cơ ngân qua lại cũng hối hận, hay cho một thằng nhóc. Bị bọn họ đá đi, không phải ông trời không thương bọn họ, mà là bọn họ không nắm được cơ hội này. Xuyên Nhi, Lạc Hà đã lên trên đài. Không ít trưởng lão khi đi ngang qua chiến đài đều liếc mắt nhìn. Vệ Xuyên đã hôn mê, nằm trong hố hình người, bán thân bất toại. Mà tên tiểu tử cơ ngân kia cũng thật hiểu chuyện. Trước khi đánh, cũng không quên tạ lỗi với Lạc Hà, xong chuyện thì đánh đầu nhi của người ta đến mức tàn phế luôn, đây. Chẳng lẽ là tiên lễ hậu binh trong truyền thuyết sao? Tối nay, trong quán rượu của Thiên Tông vang lên rất nhiều tiếng cười. Chính là đám Tô Vũ, cơ ngân hiếm khi đãi khách uống rượu nên họ phải làm thịt hắn một trận chứ. Khi Triệu Bân đi ra khỏi quán rượu, trăng tròn đã lên cao. Trên đường trở lại đỉnh Tử Trúc, hắn gặp rất nhiều đệ tử, ánh mắt mà họ nhìn hắn khác hoàn toàn so với trước đây. Đánh bại được đám người Ngụy Bằng kia cũng chả là gì cả, nhưng đánh thắng được Vệ Xuyên thì đúng là không phải chuyện đùa. Triệu Bân đi thẳng. Ở một góc rẽ trên núi, hắn gặp lại hai người quen, Xích Hiên và Lăng Phi. Chúng ta, thật sự chưa từng gặp nhau sao? Lăng Phi thử hỏi thăm dò. Chưa từng gặp, Triệu Bân cười. Gặp lại bạn cũ, Triệu Bân cũng muốn ôm một cái nhưng vì trả thù, thân phận thật của hắn càng ít người biết càng tốt, để đề phòng một ngày nào đó có người phát hiện ra thân phận thật này, e rằng sẽ liên lụy đến Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím. Vậy sao lại nhìn quen thế nhỉ? Lăng Phi nhỏ giọng nói thầm. Bây giờ ngươi là đệ tử của đỉnh nào? Triệu Bân cười hỏi. Sau khi đến Thiên Tông, Triệu Bân nghe được rất nhiều chuyện. Ngày xưa số đệ tử Thiên Tông đã từng chôn vùi ở đất ma không chỉ có 108 đệ tử chân truyền, mà còn có không ít trưởng lão. Trong đó bao gồm cả Lý Huyền Thương, sư phụ của Xích Hiên và Lăng Phi. Mặc dù hai người được triệu hồi về Thiên Tông, nhưng sư phụ bỏ mạng, trở thành đồ đệ không có sư phụ, không có sư phụ che chở thì e rằng cuộc sống của hai người cũng không dễ dàng. Tạm thời là môn hạ của Tàng Kinh Các, Xích Hiên cười. Rất tốt. Triệu Bân mỉm cười, đưa cho hai người mỗi người một lá bùa chữ vật. Trong bùa chữ vật, có không ít ngân phiếu, còn có một viên tử lệ binh tinh. Cái này. Hai người ngây ra, bèo nước gặp nhau, sao lại tặng quà. Hơn nữa, trong món quà này, ngân phiếu mấy chục vạn, như thế có phải là quá quý giá không? Còn có viên tinh thạch này nữa, chẳng lẽ là tử lệ binh tinh trong truyền thuyết, một viên nhỏ thế này. Dù 50 vạn thì vẫn có người muốn cướp. Ta và sư phụ đã qua đời của các ngươi có chút giao tình. Triệu Bân khẽ nở nụ cười, hắn đã chuẩn bị lý do thoái thác trước rồi, tặng quà cũng phải tìm lý do đàng hoàng. Cái này quá quý giá, hai người vội vàng từ chối. Người một nhà cả, Triệu Bân vỗ vai hai người, cười rồi đi qua. Người, một nhà, hai người cùng xoay người, đưa mắt nhìn Triệu Bân rời đi. Không thể không nói, trong lòng hai người ấm áp rạt rào. Qua một lúc lâu, hai người mới rời mắt, tu luyện tiêu hao tài nguyên, thật sự rất tốn tiền. Tử lệ binh tinh phải giấu cho kỹ. Đã biết. Hai người nói, cũng từng bước đi ra xa, từ đáy lòng. Cảm thấy rất biết ơn cơ ngân. Lên núi, tốc độ của Triệu Bân nhanh hơn rất nhiều. Trong bóng tối, có người đang quan sát hắn, mặc dù ẩn nấp rất kỹ. Nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của võ hồn. Không cần nhìn cũng biết đó là Kim Huyền Trung. Đâu chính là nội gián của tộc xác chết, suốt cả một đường, lão ta đều đi theo hắn. Thế nhưng, đây là ở Thiên Tông, Kim Huyền Trung cũng không dám làm loạn, chỉ dám âm thầm đi theo Triệu Bân để tìm được manh mối. Vàng bạc châu báu gì đó không quan trọng, quan trọng là chiếc hộp màu tím. Triệu Bân cũng không vạch trần, tỏ ra như không có gì. Cho đến khi hắn tới thềm đá của đỉnh Tử Trúc, Kim Huyền Trung mới bí mật rút lui. Tiểu sư đệ, về rồi à, vừa về đến đỉnh núi, hắn đã nghe thấy Mục Thanh Hàn khẽ cười. Vân Yên cũng ở đây, đang đọc sách ở đỉnh nghỉ mát, thằng nhóc thối, ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Nữ soái từng cảnh cáo ta, nếu dám nói bậy thì sẽ giết ta, Triệu Bân cũng là một nhân tài, biết không thể qua lấy lệ nên đẩy lên nữ soái xích diễm, Vân Yên cũng phải nể mặt Sở Lam. Ngày mai còn có trận đấu lớn, nghỉ ngơi sớm đi, Vân Yên cười. Vẫn là câu nói đó,
nếu Cơ Ngân không muốn nói thì người làm sư phụ như Vân Yên cũng không thể hỏi đến cùng. Triệu Bân giống như được đại xá, chuồn nhanh vào phòng. Sở Lam, có phải ta nhặt được bảo bối không? Vân Yên lẩm bẩm rồi cười. Vốn dĩ, nữ soái nhờ Cơ Ngân tìm Lý Huyền Thương, rất không may, Lý Huyền Thương lại bị chôn vùi trong đất ma, còn đám người kia lại đá đi đá lại Cơ Ngân, đến lượt Vân Yên thì người được lợi chỉ có cô ta. Sau tỉ thí, vi sư sẽ đích thân huấn luyện ngươi. Vân Yên cười, không nhìn về phía lầu các của Triệu Bân nữa. Đây là một hạt giống tốt, nếu hắn vào đỉnh tử trúc của cô ta thì cô ta cũng nên làm tròn bổn phận, chứ không thể dạy hư đệ tử, như thế cũng không dễ ăn nói với nữ soái. Sư phụ, nghỉ ngơi sớm đi, Mục Thanh Hàn cũng về phòng. Đêm nay, Thiên Tông không hề bình lặng, ai cũng nói về trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên, người tên Cơ Ngân đập vỡ thiên cang hộ lại trở thành chủ đề bàn tán. Không tin, ta không tin. Tiếng kêu gào như vậy liên tiếp truyền xuống từ phòng Lạc Hà. Chính là tên nhân tài vệ xuyên kia, dù nằm trên giường bệnh thì tên này cũng không yên phận chút nào, hắn ta không ngừng kêu gào, có vài lần dùng sức quá mạnh còn ho ra máu, cả người đều rất đau. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Chính hắn ta chọn trường hợp công khai như thế, vốn dĩ là muốn dạy dỗ Cơ Ngân. Hắn ta chưa từng ngờ được nơi đó sẽ là nơi mà mình bại trận thê thảm. Rất nhiều át chủ bài còn chưa kịp dùng, rất nhiều bí thuật bá đạo cũng chưa kịp thi triển, thế mà đã bị Cơ Ngân đánh bại. Được rồi. Lạc Hà trầm giọng nói, liền đưa hắn ta vào giấc mộng. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Thanh Giao ngồi xếp bằng dưới cây cổ thụ, mới đứng dậy. Ngươi và Cơ Ngân đã quen biết từ trước sao? Lạc Hà hỏi. Trên đường tới Thiên Tông từng đấu một trận, Thanh Giao cũng nói dối. Tại sao không nói trước với sư phụ ta nói rồi, nhưng người không tin, Thanh Giao ho khan một tiếng. Lần này thì ta tin rồi, Lạc Hà phất tay áo, vừa che ngực vi ca bước đi. Tiếng lạch cạch vang lên liên tục từ trong phòng Triệu Bân, là tiếng va chạm xương cốt luyện thể. Hắn một mình làm hai việc, vừa luyện thể hồn vừa luyện binh khí, đều là làm cho đám bạn thân của Tô Vũ. Nếu đã đồng ý với Tô Vũ thì chắc chắn hắn phải giúp. Trong khi luyện binh khí còn tiện thể dùng tử lệ binh tinh. Sau đó là khôi phục đồng lực. Hắn cần phải giữ cho đồng lực của mình luôn tràn đầy để tham gia tỉ thí Tân Tông sau đó, vì ở bất kỳ vòng nào, hắn cũng có thể sẽ gặp phải Sở Vô Xương, hắn không chắc thuấn thân tuyệt sát có hiệu quả với đối phương không nhưng phòng trước còn hơn. Mấy ngày nay, hắn nghe quá nhiều lời đồn về Sở Vô Xương, những người cùng cấp bậc thì không ai có thể phá được phòng ngự của cô ta. Bao nhiêu thiên tài xuất sắc cũng chưa có ai vượt qua được 30 chiêu của cô ta. Ai cũng nói cô ta. Yêu nghiệt như vậy chắc chắn có thứ để dựa vào, đến giờ hắn cũng không biết Sở Vô Xương có còn át chủ bài gì, vì hầu như không ai có thể ép cô ta xuất ra chiêu bài cuối cùng, ngay cả Vân Yên cũng không biết. Điều này thật sự rất đáng sợ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết về đối phương càng ít thì rủi ro không lường trước được càng nhiều. Hay! Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn nhẫn ma, mong là chiếc nhẫn chứa đồ vật này có thể trả lại tu vi cho hắn. Nói thật, với tu vi chân linh đỉnh cao thì hắn không chắc mình có thể đánh bại được Sở Vô Xương. Nếu đạt đến cảnh giới huyền dương thì hắn mới thật sự nắm chắc được. Chỉ tiếc là nhẫn ma không hề có phản ứng gì, cũng không có dấu hiệu trả lại tu vi. Đây là lần cuối cùng, lần sau không thể nuốt thế nữa. Triệu Bân dọa dẫm một tiếng, ta đến để trả thù. Khó khăn lắm mới lên được một cấp bậc, ngươi tự dưng nhảy ra quấy rối, sau này đột phá mà ngươi lại nuốt nữa, ta lại giáng cấp thì đến khi nào mới có thể báo được thù. Thôi không suy nghĩ nữa, hắn tĩnh tâm ngồi thiền để lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Bí thuật sức mạnh tái sinh này sẽ là nền móng mạnh mẽ của hắn, chỉ cần không bị giết chết trong tích tắc thì hắn vẫn có khả năng hồi phục. Đây cũng là thứ hắn chuẩn bị cho Sở Vô Xương, giống như thể chất của Liễu Như Nguyệt và Âm Băng thể. Hắn không cần dùng đến ma đạo, chỉ cần thêm vào một thể kỳ lân thì có thể quét sạch cả hiện trường. Tất nhiên Sở Vô Xương không nằm trong trường hợp này. Hôm sau, ánh bình minh ngập tràn Thiên Tông. Trời vừa sáng đã có người đến hội trường diễn ra tỉ thí Tân Tông. Trong đó có không ít các đệ tử đã bị loại. Mùi thơm lan ra khắp đỉnh tử trúc. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu đã có người đến ăn ké cơm, còn là hai người xinh đẹp. Linh Lung và Đào Tiên Tử. Sức ăn lớn vậy à, nhìn thấy bát cơm của Triệu Bân, hai người kinh ngạc thốt lên.
ăn no mới có sức, Triệu Bân nói thế chọc cho hai người bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi nhìn thấy bí thuật của Triệu Bân, bốn người cũng đoán ra được một ít. Triệu Bân có sức lực kinh người như thế đa phần có liên quan đến lượng cơm của hắn, người có sức ăn lớn thì sức lực cũng rất nhiều. Mấy người Tô Vũ cũng đến lấy binh khí. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Nếu mỗi lần ăn cơm đều có bốn người đẹp ngồi cạnh như thế thì họ cũng có thể ăn được cả một thao cơm. Có ăn hay không không quan trọng là người đẹp ngồi đây, nhìn thôi cũng thấy đã mắt. Nhất là Đào Tiên Tử, đứng ở xa cũng ngửi được mùi hương của nàng ta như hương hoa đào thơm ngát. Chọn sư môn cũng là một kỹ năng sống đấy. Dương Phong ẩn ý nói, lời nói ra cũng là một chân lý. Theo Kiếm Nam nói, nếu hắn ta có một vị sư phụ là nữ nhất định sẽ cua sư phụ thành vợ của mình. Tiếc là trời không chiều lòng người. Sư phụ hắn ta là một ông lão hư hỏng, khiến hắn ta chẳng có hứng ra tay. Sau khi ăn xong, mấy tiểu bối xuống núi trước. Qua tay cơ sư đệ thì khác hẳn. Trên bậc thềm bằng đá, một đám đệ tử xôn xao bàn tán, cười nói rôm rả, họ cầm binh khí đưa cho Triệu Bân luyện chế. Hắn không chỉ có hiệu suất cao mà chất lượng binh khí cũng rất tốt. Nhìn xem khí tức màu tím trên binh khí của mỗi người đều rất mạnh, so với binh khí của Hoàng Hiết thì cơ ngân đáng tin hơn, tính cách nhân phẩm gì cũng tốt, còn vui vẻ giúp đỡ bọn họ. Ngươi chẳng ít lần nhìn lén sư phụ tắm đâu nhỉ? Tô Vũ liếc nhìn Triệu Bân, cười nham hiểm như mọi lần. Triệu Bân lại liếc nhìn đám người này, ta là chính nhân quân tử, nào có nhìn trộm. Tô Vũ không cho là thế, sư phụ đẹp như vậy mà dám nói không nhìn. Chưa bước xuống bậc thềm đã thấy một bóng người mặc áo trắng ở dưới chân núi. Huyễn Mộng, Tô Vũ thấy thế không khỏi nhướng mày. Đệ tử nội môn sao lại chạy đến đây? Chắc cũng xem tỷ thí Tân Tông, ta đã không thấy cô ta mấy ngày rồi. Vẫn đẹp như thường. Mấy đệ tử đó thầm thì bàn tán, Tô Vũ nhận ra, dĩ nhiên họ cũng nhận ra. Huyễn Mộng là một đệ tử cũ cỡ nào à? Vào Thiên Tông sớm hơn họ 3 năm. Hơi thở lạ quá. Triệu Bân lẩm bẩm, dù có thiên nhãn hắn cũng không nhìn thấu được Huyễn Mộng, hoặc là nói đã bị sức mạnh bí ẩn nào đó che mất, chỉ biết Huyễn Mộng rất mạnh. Tu Vi đã là Huyền Dương đỉnh cao hoặc là đệ tử nội môn đến, quả nhiên khác hẳn, Tô Vũ không thể so bì được. Bái kiến sư tỷ, mấy người Dương Phong cúi đầu chào. Ta có vài lời muốn nói riêng với cơ sư đệ, Huyễn Mộng khẽ cười nói. Được. Tô Vũ và Dương Phong cũng biết điều đi trước một bước. Đi một khoảng khá xa rồi nhưng họ vẫn không quên quay đầu lại nhìn, tên đó không biết cơ ngân đào đâu ra duyên phận với phụ nữ tốt thế, ngay cả sư tỷ nội môn Thiên Tông cũng có thể quen biết được. Quen biết con mẹ nhà ngươi, ta không quen cô ta. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân, cũng là lời nói thật. Quả thật hắn không quen với Huyễn Mộng. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì không? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Huyễn Mộng không đáp lời, giơ tay ra chỉ vào mi tâm Triệu Bân mà không hề báo trước. Uy lực của ngón tay này cực mạnh, một khi bị đánh trúng thì chỉ có chết. Triệu Bân không động đậy, chỉ thầm nói, phá. Nhưng khi nhìn lại Huyễn Mộng, rõ ràng cô ta vẫn đứng lại chỗ không động đậy, cũng không hề ra một đòn tấn công nào. Đúng thế. Trước đó chỉ là ảo giác. Ngươi là người đầu tiên ở cảnh giới chân linh có thể phá được ảo giác của ta. Huyễn Mộng cười nói. Sáng sớm sư tỷ chạy đến đây phải chăng chỉ thăm dò ta, Triệu Bân lạnh nhạt nói. Đến đường đột, mong người thứ lỗi, Huyễn Mộng cười nói xin lỗi, sau đó phất tay áo, một bức thư bay ra, một người bạn cũ nhờ ta mang thư đến, lần này đến đây ta chỉ đưa thư thôi. Bạn cũ, Triệu Bân hơi nhíu mày. Nhận lấy bức thư sau đó mở ra. Trên thư không hề có chữ, chỉ lưu lại một luồng khí màu đen nhưng biến mất trong phút chốc. Thánh tử Ma gia. Triệu Bân khẽ híp mắt, xác định không nhận nhầm, đây là hơi thở của ma tử. Hắn đốt phong thư, nhìn Huyễn Mộng nói, sư tỷ, chẳng lẽ cô là người của Ma gia? Sao thế, không giống à? Huyễn Mộng cười vuốt tóc nói. Sao mà giống cho được, ánh mắt Triệu Bân thoáng hiện lên tia cảnh giác. Phán đoán trước đây của hắn không sai, trong Thiên Tông thật sự có người của Ma gia. Nhưng hắn không ngờ được là Huyễn Mộng lại thoải mái thừa nhận như thế, trong sáng trong tối đều lộ ra vẻ kỳ quái. Phải biết giờ họ đang ở Thiên Tông,
nếu hắn vạch trần sự việc thì Huyễn Mộng không bước ra khỏi Thiên Tông được. Là ta tự nguyện gia nhập ma gia, Huyễn Mộng cười nhìn Triệu Bân. Ánh mắt cô ta đầy sự chân thành như ma tử ngày hôm đó. Sau đó cô ta nói thêm, nếu ngươi gật đầu thì ta là của ngươi. Mỹ nhân kế. Sư tỷ không đẹp sao? Đẹp. Hợp tác thì hai bên cùng có lợi, đối địch nhau thì tổn thương lẫn nhau. Huyễn Mộng cười nói, chắc sư đệ cũng hiểu rõ đạo lý này. Người không sợ ta nói ra thân phận của người cho Thiên Tông sao? Triệu Bân cười nhìn Huyễn Mộng. Sư đệ nỡ sao? Huyễn Mộng tiến đến trước, ngón tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt Triệu Bân, cuối cùng mặt cô ta sắp đến gần, đôi mắt trong veo xinh đẹp hiện lên tia quyến rũ. Triệu Bân lùi về sau một bước. Huyễn Mộng lại tiến đến một bước, cười nói, sư tỷ đáng sợ thế à? Đây là Thiên Tông, Triệu Bân nhíu mày. Thiên Tông thì thế nào, không quản được mấy việc yêu đương này, mặt Huyễn Mộng đã ghé đến sát bên tai Triệu Bân, đầu tiên là thổi một làn hương thơm rồi mới dịu dàng nói, có muốn tạo ra một đứa nhỏ đáng yêu với sư tỷ không? Không đợi Triệu Bân đáp lời, đôi môi đỏ chạm lên mặt hắn. Sư tỷ, xin hãy tự trọng, Triệu Bân phất tay đẩy Huyễn Mộng ra. Huyễn Mộng lùi về sau một bước, cũng không biết là không đứng vững hay cố ý mà lại ngã xuống đất. Cơ Ngân. Một giọng nói vang lên, nghe giọng thì chắc là Mục Thanh Hàn. Ngoài Mục Thanh Hàn, còn có Vân Yên, Linh Lung và Đào Tiên Tử đang bước xuống bậc thềm bằng đá. Họ đến cũng đúng lúc, đều nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, là Cơ Ngân một tay đẩy Huyễn Mộng ngã xuống đất. Đệ làm gì đó? Vừa dứt lời Mục Thanh Hàn đã đến, hung hăng trợn mắt với Triệu Bân. Vị sư tỷ này là người rất lương thiện, vội vàng chạy đến đỡ Huyễn Mộng. Cái này thì chẳng có gì nhưng chủ yếu là vẻ mặt Huyễn Mộng, phải gọi là cô ta tỏ ra oan ức cực kỳ, đôi mắt còn ngân ngấn lệ phản chiếu ánh sáng tụ lại thành xương, dù ai nhìn thấy cũng đều tưởng cô ta bị bắt nạt. Đệ! Khóe miệng Triệu Bân khẽ giật, kỹ năng diễn này đúng là khá thật. Chậc chậc chậc! Linh Lung chạy đến nhanh như gió, khẽ chậc lưỡi khi nhìn thấy đôi môi đỏ trên mặt Triệu Bân. Đào Tiên Tử nhướng mày, cô ta nhận ra Huyễn Mộng nhưng đây là cảnh ngôn tình gì thế này, Cơ Ngân và Huyễn Mộng. Là đôi vợ chồng trẻ, không thể nào, nhìn thế nào cũng chẳng giống, không có tướng phu thê mà. Có gì oan ức cứ nói, sư thúc sẽ làm chủ cho ngươi, Vân Yên cũng đi đến, đầu tiên là liếc nhìn Triệu Bân, sau đó mới nhìn Huyễn Mộng. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà sao đồ đệ của cô ta lại nhẫn tâm như thế chứ? Triệu Bân hít sâu một hơi. Bốn người này, đều mù hết rồi à? Rõ ràng Huyễn Mộng đang diễn kịch, họ không nhìn ra sao? Cũng đúng, không phải ai cũng có thể liếc mắt là nhìn thấu được người. Có kỹ năng diễn cấp ảnh đế như hắn. Lại nhìn Huyễn Mộng như muốn nói lại thôi, khóc lóc bù lu bù loa như mưa. Mấy người nào đó cứ nghĩ bắt nạt người ta thế nào thì mới khóc đến đau lòng thế này chứ. Triệu Bân sầm mặt, mặt hầm hầm. Sao giờ ta lại trở thành một tên cặn bã rồi vậy? Còn ma tử này nữa, được lắm. Đánh không lại ta thì giở thủ đoạn với ta. Lần sau gặp lại, ta sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi. Đừng trách đệ ấy, đều là lỗi của ta. Huyễn Mộng nghẹn ngào nói, sau đó lau nước mắt bỏ chạy. Quay lại. Triệu Bân đuổi theo ra ngoài, người phải giải thích rõ ràng cho ta. Nhưng đuổi theo chưa được một bước thì Vân Yên đã kéo hắn lại. Sư phụ này cũng thi triển một đợt bí thuật khiến người đời ngã sấp mặt, chẳng qua người bị ngã lại là Triệu Bân. Con không quen cô ta. Vi sư nhìn thấy hết rồi, còn dám ngụy biện. Cô ta giở trò với con. Sao nó không giở trò với ta? Phong chủ xinh đẹp điềm tĩnh đỉnh tử trúc nổi bão thì cũng dữ dội lắm. Triệu Bân bị đè xuống đất thì không thể nào đứng lên được. Cách đó khá xa, hắn còn có thể nhìn thấy Huyễn Mộng quay đầu lại nhìn, nháy mắt với hắn. Ma tử, bà mẹ nhà ngươi. Nào nào nào, ngồi đây nào. Vẫn là hội trường đó, vẫn là người ra người vào như mắc cửi. Hôm nay còn đông hơn hôm qua, ai cũng túm năm tụm ba. Vật họp theo loài, người đi theo nhóm, ví dụ như đám Tô Vũ và Dương Phong ngồi chung một chỗ, ví như Ngụy Minh thì tìm chỗ tụ tập, làm quen với nhau, mùi thuốc súng cực kỳ nồng nặc. Nào nào, cực nhiều lỗ nhiều cực ít lỗ ít.
lão Trần Huyền đến rất sớm, vác theo chiếc bàn đặt cược của mình. Các đệ tử và trưởng lão rất nể mặt, người đặt cược xếp vòng trong vòng ngoài. Hôm nay đại tỷ thí, chỉ hơn nhau ở thực lực thôi. Rất nhiều người đã chọn xong vị trí, chỉ đợi màn kịch hay khai màn. Nhóm đệ tử mới gia nhập lần lượt tiến vào, nhất là đám yêu nghiệt kia, mỗi người tiến vào đều khiến xung quanh chú ý, mà thiên chi kiêu nữ Sở Vô Xương càng là người được muôn người chú ý. Từ khi tiến vào, cô ta chưa từng nói một lời, ngồi xuống là nhắm mắt dưỡng thần theo kiểu thanh lãnh và kiêu ngạo rất riêng. Ngươi nói xem, chân thể thiên linh có thể tiến vào hạng mấy? Chí ít cũng phải từ hạng 10 trở lên, nếu may mắn thì chưa biết chừng cũng từ hạng 3 trở lên đấy. Ta coi trọng tiểu vô niệm hơn. Màn kịch còn chưa bắt đầu mà tiếng thảo luận đã như chiều cường. Thêm cả cái tên cơ ngân cũng liên tục vang lên, nhiều người âm thầm bàn tán, chủ yếu vì hôm qua tên này quá oai phong, dù đánh đấm ở cùng cấp bậc mà chỉ mất một chiêu đã hạ được Vệ Xuyên rồi. Đến mức giờ này Vệ Xuyên vẫn còn đang rên rỉ trên giường bệnh. Nói tóm lại, bầu không khí rất sôi động, có khí thế của một ngày hội lớn. Trong lúc này, Ngô Huyền Thông đã đến. Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon nên ông ta vừa bước vào vừa ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó là đến Vân Yên, Mục Thanh Hàn, Đào Tiên Tử và Linh Lung. Không thấy Triệu Bân. Cơ ngân không đến à, không ít người phải nhướn mày. Hôm qua ăn may qua cửa thôi, hôm nay không còn vận may nữa đâu. Đừng đùa chứ, hắn cũng có chút đạo hạnh đấy. Tiếng bàn tán lại vang lên, không ít người nhìn về phía chỗ ngồi của Vân Yên. Vân Yên vẫn bình chân như vậy, ngồi xuống rồi lấy cổ thư ra, nhàn nhã lật dở. Đệ tử Tân Tông lên võ đài rút thăm. Ngô Huyền Thông hô lên một tiếng, âm thanh xôn xao bỗng im bặt. Vài ba bóng người lần lượt kéo lên võ đài, chỉ thiếu mỗi cơ ngân của đỉnh Tử Trúc. Vân sư muội, cơ ngân đâu? Ngô Huyền Thông hỏi. Tới rồi đây. Không đợi Vân Yên kịp đáp, Triệu Bân đã đi vào hội trường. Tình trạng của hắn không được đẹp mắt cho lắm, nói chính xác hơn thì khá thê thảm, một tay chống vào lưng, một tay bụng mặt, đi đường tập tễnh, liên tục quệt máu mũi, mặt mũi xanh tím bầm dập. Mái tóc đen đáng lẽ phải rủ xuống như thác đổ bây giờ bông xù như ổ gà. Nếu đặt một con gà mái lên trên đó, chưa biết chừng nó sẽ đẻ trứng luôn. Đánh người ta thành ra cái dạng này, người ra tay cũng có lòng lắm. Làm sao thế này, Tô Vũ hỏi. Bị ngã, Triệu Bân trả lời, đồng thời quệt máu mũi thêm lần nữa. Thế thì ngươi, ngã nặng thật đấy, Dương Phong nghe xong cũng phải cười gượng. Huyễn Mộng, cô chờ đấy cho ta. Ma Tử, ngươi đợi đấy cho ta. Vân Yên, sư phụ cứ đợi đấy. Triệu Bân đi đứng cả nhắc nhưng lòng vẫn không quên mắng chửi. Vân Yên ngồi yên trên điếu ngư đài, thỉnh thoảng chỉ lơ đễnh liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ai bảo ngươi lăng nhăng? Con mắt nào của sư phụ thấy ta lăng nhăng chứ? Tuy Triệu Bân không nói gì, nhưng gương mặt đen thui của hắn đã thay mọi lời muốn nói. Theo lời Nguyệt Thần thì người như thế là đáng đời, đồ đưa đến tận miệng mà không cần, không đập người thì còn đập ai? Học hỏi đại thiếu kế bên đi, chỉ chăm chăm đi báo hại con người ta, sao người không học được tí nào chứ? Cuối cùng Triệu Bân cũng lên võ đài. Không phải ai khác, hào quang lúc này của hắn còn chói mắt hơn cả Sở Vô Xương. Thật hết cách, ở đây có bao nhiêu người, chỉ có hắn chói mắt nhất. Dáng điệu rất nổi bật, dấu chân in trên đạo bào cũng rất nổi bật, từng dấu chân nhỏ nhắn xinh xắn vừa nhìn đã biết là dấu chân của nữ tử. Lão phu bấm đốt ngón tay tính thử, bị Vân Yên đánh đấy. Ngô Huyền Thông vuốt vuốt chòm râu, sao lại đánh đổ đệ đến mức này nhỉ? Đau không? Mục Thanh Hàn ngoái đầu nhìn Triệu Bân. Không đau, Triệu Bân lại quệt máu mũi. Thế này mà còn không đau. Tỷ biết mà còn hỏi hả, Triệu Bân phải bám vào Mục Thanh Hàn mới đứng vững được. Rút thăm. Ngô Huyền Thông hắng giọng, khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về bên này. Thiên linh linh địa linh linh, để ta rút chúng cơ ngân. Cứ hễ gặp lúc rút thăm thì kiểu gì cũng có người lầm bầm khấn vái. Triệu Bân liếc mắt nhìn mấy tên kia, thầm nghĩ hôm nay ta rất nóng nảy nhé, tốt nhất đừng đụng phải ta. 54 thẻ bài bằng ngọc được rút xong, treo hết lên tường. Xong rồi, phen này toi rồi. Tư Không Kiếm Nam nhếch miệng chặt lưỡi, gặp phải tiểu vô niệm rồi.
hôm qua ngươi còn nói sẽ chút giận cho ta mà, Mộ Chiêu Tuyết liếc xéo Kiếm Nam. Cái đầu chọc của hắn bóng quá, chói mắt, câu trả lời của Kiếm Nam rất mới mẻ. Dùng hết vận may rồi à? Mục Thanh Hàn nhìn thẻ bài bằng ngọc của đối phương, khẽ lẩm bẩm. Không trách nàng ta như vậy, bởi vì lần này nàng ta sắp phải đối đầu với chân thể thiên linh. Nàng ta tự nhận mình không đấu lại Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân không nhìn, chống tay vào thắt lưng Tập Tĩnh xuống đài. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải Sở Vô Xương thì ai cũng được. Hắn không quay về chỗ ngồi của Đỉnh Tử Trúc mà tới bên phía lão Trần Huyền, để tránh bị đập thêm trận nữa. Tại sao sư muội lại đánh ngươi? Lão Trần Huyền vừa đếm bạc vừa hờ hững hỏi. Hôm nay sư phụ, có tâm trạng không vui vẻ lắm, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nữ nhân ấy mà, tháng nào cũng phải có vài ba ngày. Lời nói của lão Trần Huyền không biết là an ủi hay hả hê khi thấy người khác gặp họa, nhưng nhìn ông ta tươi tỉnh như thế, hiển nhiên là vế sau rồi. Sở Vô Xương, Lý Nhạc, lên võ đài. Ta, bỏ thi. Ngô Huyền Thông vừa hô tên đã nghe thấy giọng nói rụt rè khiếp sợ của ai đó. Sư phụ đã dặn từ trước rồi, gặp phải Sở Vô Xương thì cứ bỏ thi cho rồi, đỡ mất mặt. Tên này cũng rất nghe lời. Doãn Hồn, lăn lên đây. Không đợi Ngô Huyền Thông hô tên, Lâm Tà đã nhảy lên chiến đài. Không sai, đối thủ của hắn ta vẫn là Doãn Hồn. Dù thù oán đến mấy cũng không thể đánh như thế này được, đừng nói gì tới các đệ tử, các trưởng lão cũng phải cảm thán. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra đến nay, hai người này lần nào cũng nhắm nhau rất chuẩn. Nếu không phải đôi bên là chân ái thì quỷ cũng không tin. Chưa biết chừng cứ đánh mãi thì hai người sẽ thành anh em tốt. Nào! Doãn Hồn quát ầm lên một tiếng, sau đó đáp xuống chiến đài. Kẻ thù gặp nhau cực kỳ ngứa mắt, chẳng nói thêm một câu thừa thãi nào đã lao vào đánh nhau. Một người khí huyết sục sôi, một kẻ chân nguyên cuộn trào, ngay từ đầu đã tung toàn đại chiêu, chẳng buồn giấu giếm, chỉ muốn đánh nhau đến chết luôn. Nếu không phải là thù giết cha, liệu có đánh đến mức hừng hực khí thế như vậy không? Rất nhiều trưởng lão trầm ngâm vuốt râu, hai hậu bối này quậy phá quá. Hay nói cách khác, hai người họ không thể giáp mặt, cứ gặp là đánh, đi đến đâu cũng có thể đánh được. Triệu Bân không nhìn, hắn còn đang cúi đầu lau máu mũi. Tên tiểu tử Đường Hạo đó không dễ chọc vào đâu, lão Trần Huyền cười khà khà. Triệu Bân hiểu được ý tứ của hắn, hắn cũng đã nhìn qua thẻ bài. Đối thủ là thiếu chủ của Đường Môn. Phen này chắc không thắng nổi được rồi nhỉ, lão Trần Huyền vuốt râu. Lão già, ông có biết tại sao ta ngồi ở đây không? Triệu Bân hỏi lại một câu. Tại sao? Để tiện lát nữa lấy tiền đấy. Thể diện là một thứ tốt, ánh mắt của lão Trần Huyền cũng biến thành liếc xéo rồi. Triệu Bân chẳng buồn phí lời thêm, đợi khi nào đánh xong còn nhận được ưu đãi giảm 9 phần kia kìa. Đùng, binh, đùng. Âm thanh ầm ầm trên võ đài không dứt, máu me bắn khắp nơi. Trận chiến của Lâm Tà và Doãn Hồn đúng là thảm khốc đến cực điểm, cả hai lãng phí mất cơ hội sống lại của mình, bất kể ai thất bại cũng sẽ bị loại. Đương nhiên, cũng vì tư thù mà hai người này đánh nhau quên cả trời đất. Hay! Hai người đánh càng hăng thì tiếng hô ở bên dưới cũng càng to. Trận chiến thứ hai của ngày hôm nay đã thổi bầu không khí náo nhiệt đến mức vậy, thật xứng đáng với khung cảnh hoành tráng này. Trận chiến mà đôi bên cân sức cân tài đánh suốt 300 hiệp. Thế mà vẫn chưa phân thắng bại, đôi bên chẳng những không chịu đình chiến, ngược lại càng đánh càng hăng, trận chiến thảm khốc đến mức người xem cũng phải dùng mình khi vết chém trên cơ thể họ cứ chảy máu ròng ròng. Phụt! Chiêu thức thứ 400, Doãn Hồn thua mất nửa chiêu. Chính vì nửa chiêu này khiến hắn ta hộc máu, rơi xuống khỏi võ đài. Phụt! Sau đó tới Lâm Tà, tuy vẫn còn ở trên võ đài, nhưng cũng cắm đầu gục xuống vì bị thương quá nặng. Trận chiến của hai người này, thật là đặc sắc. Khán giả ở bên dưới bình luận về Lâm Tà và Doãn Hồn như thế. Thử hỏi, có một đối thủ nào ở đây có thể kéo dài trận đấu như hai người họ? Trận đầu tiên, Doãn Hồn thua mất nửa chiêu, tự mình sống lại rồi đánh tiếp. Trận thứ hai, Lâm Tà thua mất nửa chiêu, cũng sống lại rồi đánh tiếp, trận thứ ba này, chắc là trận hạ màn rồi, Lâm Tà thắng.
Kiếm Nam, Vô Niệm, lên võ đài. Ngô Huyền Thông lại hô lên, hai chữ Kiếm Nam được nhấn mạnh rất rõ. Tư Không Kiếm Nam liếc xéo ông ta một cái, ta mang họ Tư Không, lần sau nhớ gọi cả họ nhé. Liếc xong, tên này mới giơ tay lên, ta bỏ thi. Câu nói này khiến ai nấy cười nghiêng ngả. Vẫn còn nhớ hôm qua tên này đòi chút giận cho vợ, hôm nay đã bỏ thi. Bỏ thi thì bỏ thi thôi. Ba chữ này, hắn ta hô rất dõng dạc, không hề thấy e dè. Cái tên đầu chọc nhà người làm người ta tức quá đi mà. Tư Không Kiếm Nam thầm mắng, đương nhiên là mắng Tô Vũ rồi. Hai vợ chồng ta sống có dễ gì đâu, thế mà bị một mình tên này xử gọn hết. Nhân phẩm rất quan trọng. Tô Vũ nói năng ra vẻ học thức lắm, lại còn tuôn cả triết lý nhân sinh. Mục Thanh Hàn, Liễu Như Nguyệt, lên võ đài. Ngô Huyền Thông lại lên tiếng, hô tên xong còn liếc nhìn hai bên, liếc nhìn Vân Yên, rồi nhiếc nhìn Vân Phượng. Trận đấu này chắc rất có ý nghĩa kỷ niệm, đồ đệ của. Hai chị em song sinh, chắc sẽ có chiêu thức để đánh, nhưng theo ông ta thấy thì Mục Thanh Hàn vẫn còn kém Liễu Như Nguyệt một chút đạo hạnh. Cố hết sức là được, thắng thua không quan trọng, Vân Yên nhàn nhã nói. Đã hiểu, Mục Thanh Hàn cất bước, nhẹ nhàng đáp xuống võ đài. Liễu Như Nguyệt không phân biệt trước sau, dáng dấp vẫn rất phiêu giật, toàn thân tỏa ra sương khói. Sắp thua rồi đây, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Cả hai đều có huyết mạch đặc biệt, nhưng căn cơ của Mục Thanh Hàn kém hơn Liễu Như Nguyệt khá nhiều. Không sao đâu, sau này còn vòng thi sống lại, lão Trần Huyền tiếp tục đếm bạc. Lão già, nếu Thiên Tông phát hiện ra người của ma gia thì sẽ xử trí thế nào, Triệu Bân hỏi. Còn thế nào được nữa, gặp kẻ nào diệt kẻ đó, lão Trần Huyền nhún vai. Triệu Bân im lặng trong chốc lát, muốn nói mà cứ ngập ngừng. Vốn định lôi đầu Huyễn Mộng ra, nhưng nghĩ cũng đành thôi. Huyễn Mộng không đáng sợ, đáng sợ là ma gia kia. Nếu thực sự bại lộ Huyễn Mộng cho Thiên Tông biết, ma tử chắc chắn sẽ phát điên, ma gia cũng sẽ không để yên, mà đối với hắn cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp. Bắt tay thì đôi bên cùng có lợi, đối địch thì đôi bên cùng tổn thương. Hắn vẫn rất tán thưởng Huyễn Mộng đấy chứ. Vèo, vèo. Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt trên đài đều có thân pháp hết sức quỷ mị. Đứng từ bên dưới đài nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen đang bay qua bay lại cực nhanh. Thân pháp huyền ảo quá. Nhóm đệ tử lâu năm cũng có nhãn lực không tồi, có thể nhìn ra được động tác thi triển của hai người trên đài, hai mắt liên tục đảo lên đảo xuống, bọn họ đánh tới đâu thì các đệ tử lâu năm đều có thể nhìn ra tới đó. Nhưng đối với các đệ tử mới hoặc có tu vi yếu hơn thì chuyện này lại rất khó khăn, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng kiếm khí va chạm và những tia lửa bùng lên rực rỡ mà thôi. Không khó để thấy Mục Thanh Hàn đang rơi xuống thế hạ phong. Có lẽ là do huyết mạch tương khắc, các chiêu thức của nàng ta đều bị kìm hãm, bộ y phục trắng tinh của nàng ta lúc này đã bị nhuốm màu máu đỏ, từng đạo kiếm khí mang ánh sáng thiên linh ẩn chứa sát khí đã chém vào cơ thể của nàng ta, khiến cho miệng vết thương rất khó khép lại. Ngược lại, tư thế chiến đấu của Liễu Như Nguyệt vẫn hết sức nhẹ nhàng thanh tao. Kiếm tốt! Lão đạo Âu Dương nhìn thấy thanh kiếm của Mục Thanh Hàn thì liền thốt lên một tiếng cảm thán, không biết nó được làm từ vật liệu gì nhưng vầng hào quang màu tím nổi lên trên thân kiếm chắc chắn chính là hào quang của Tử Lệ Binh Tinh. Lão ta có thể nhìn ra, tất nhiên những trưởng lão ở đây cũng đều có thể nhìn ra. Không cần hỏi cũng biết thanh kiếm của Mục Thanh Hàn đã được luyện hóa với Tử Lệ Binh Tinh. Thanh kiếm thiên linh của Liễu Như Nguyệt cũng không hề tầm thường. Về điều này thì lão đạo Âu Dương vẫn rất tin tưởng, bởi vì thanh kiếm đó là do lão ta đã rèn ra cho Liễu Như Nguyệt. Xét về vũ khí thì Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt bất phân cao thấp, nhưng xét về nội tình cùng chiến lực thì Mục Thanh Hàn rõ ràng không bằng Liễu Như Nguyệt, cả hai đều có huyết mạch đặc thù. Nhưng huyết mạch của nàng ta lại không mạnh bằng Liễu Như Nguyệt. Thể thiên linh trước nay luôn rất cường hãn, bên trong huyết mạch lại ẩn chứa nguồn sức mạnh thần bí, hơn nữa còn tự mang thiên phú bí thuật. Huyết mạch của Mục Thanh Hàn thì không hề có những ưu điểm này. Hoặc là nàng ta còn chưa thể đánh thức được hết tiềm năng của huyết mạch. Sư tỷ của ngươi sắp thua rồi, lão Trần Huyền nhấp một ngụm rượu nói. Đệ tử nhìn ra rồi. Triệu Bân đáp. Ngay từ khi Mục Thanh Hàn bước lên đài thì hắn đã biết. Trong số đệ tử mới gia nhập Thiên Tông thì số người có thể đánh thắng Liễu Như Nguyệt không vượt quá 3 người,
mà trong số ba người đó tất nhiên là không có Mục Thanh Hàn. Cho dù thực lực của sư tỷ hắn cũng không kém, nhưng nếu như phải đối chiến với Thể Thiên Linh thì kết quả thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này hắn lại khẽ liếc nhìn Vân Phượng. Vân Phượng ngồi vững như núi, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm theo dõi trận chiến, theo ý của cô ta thì trận này Liễu Như Nguyệt đã nắm chắc phần thắng, không có gì đáng để hồi hộp. Triệu Bân sau đó lại liếc nhìn sang Vân Yên, sư phụ của hắn vẫn đang im lặng theo dõi trận chiến. Thể Thiên Linh quả nhiên không tầm thường. Mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, cuối cùng thì cũng phải quỳ xuống trước mặt Sở Vô Xương thôi. Mục Thanh Hàn cũng không yếu, nhưng hai kẻ mạnh gặp nhau thì vẫn phải có một kẻ thua. Bên dưới vang lên không ít tiếng nghị luận cùng cổ vũ, làm như ai cũng sợ thế sự còn chưa đủ loạn. Hai nam đánh nhau thật sự không đặc sắc bằng hai nữ đánh nhau, cuộc chiến giữa các nữ đệ tử xem rất mãn nhãn, ai cũng xinh đẹp tựa thiên tiên. Các trưởng lão cũng có những biểu hiện khác nhau trong khi theo dõi trận đấu, và trong lúc đó bọn họ cũng không quên nhìn sang Vân Yên và Vân Phượng. Ân oán của đôi tỷ muội song sinh này cả Thiên Tông đều biết, là tỷ muội nhưng lại giống kẻ thù, rất có thể sau khi Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt đánh nhau xong thì sư phụ của bọn họ cũng sẽ giao chiến một trận. Theo ta thì Vân Yên sư muội vẫn tốt hơn. Dám nhìn trộm Vân Yên tắm, cùng lắm là bị đánh thê thảm. Nhưng dám nhìn trộm Vân Phượng tắm thì chắc chắn phải đi đầu thai. Lão Trần Huyền đã uống rất nhiều, bắt đầu nói lảm nhảm một mình. Triệu Bân nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn ông ta một cái, nếu như hắn đoán không lầm thì ông già này đã không ít lần bị đánh, thảo nào mỗi lần sư phụ Vân Yên của hắn nhìn thấy ông ta thì lại giống như mèo thấy chuột, lúc nào cũng muốn xé xác ông ta ra. Bang, keng. Đúng như dự đoán, một thanh kiếm đã từ trên đài bay xuống, cắm xiên lên chiếu bạc của lão Trần Huyền, thân kiếm run lên phát ra tiếng leng keng, kiếm khí màu tím nổi lên trên thân kiếm rất sắc bén. Đó chính là kiếm của Mục Thanh Hàn đã bị Liễu Như Nguyệt đánh bật khỏi tay. Kiếm tốt. Lão Trần Huyền nghiêng đầu, chăm chú quan sát thanh kiếm của Mục Thanh Hàn, cảm thán không thôi. Triệu Bân quan sát chiến trường, trận chiến mấy chục hiệp cuối cùng cũng đã kết thúc, Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt đã dừng tay lại, hai người đứng cạnh nhau, y phục của Mục Thanh Hàn đã bê bết máu trong khi y phục của Liễu Như Nguyệt vẫn tinh tươm, chỉ bị bám một tia máu nhỏ cũng chính là máu của Mục Thanh Hàn. Ta thua rồi. Mục Thanh Hàn thở dài, ôm chặt đôi vai ngọc của mình rồi xoay người bước xuống đài. Dường như là bị thương quá nặng cho nên khi nàng ta bước xuống liền đứng không vững, nghiêng người ngã xuống. Triệu Bân đứng dậy, từng bước bước tới, vững vàng đỡ lấy nàng ta. Ta đã làm đỉnh tử trúc phải xấu hổ rồi, Mục Thanh Hàn tự giễu cười nói. Việc thành tại người, Triệu Bân mỉm cười an ủi. Một cỗ nguyên khí dịu dàng đã tràn vào bên trong cơ thể của Mục Thanh Hàn giúp nàng ta tiêu trừ sát khí, sau đó hắn lại đưa một viên dược hoàn cho Mục Thanh Hàn. Cảm ơn tiểu sư đệ, Mục Thanh Hàn nói rồi đi về chỗ của mình. Tỷ thí Tân Tông vẫn chưa kết thúc, nàng ta vẫn còn có một cơ hội khác để tham gia lại vào vòng chiến và giành lấy cơ hội thăng cấp. Triệu Bân cũng trở về chỗ ngồi, đúng lúc Liễu Như Nguyệt đi ngang qua, cô ta là một thiên kiêu chi nữ tự cao tự đại. Nét mặt thể hiện rõ ràng cho người khác biết thế nào là lạnh lùng lãnh đạm thật sự. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện để đừng gặp lại ta trên đài. Đây là lời mà Thể Thiên Linh để lại cho Triệu Bân khi đi ngang qua. Triệu Bân không thay đổi biểu cảm, đúng là hắn muốn cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện để được gặp Liễu Như Nguyệt trên đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi còn tử lệ binh tinh không? Cho ta một ít. Lão Trần Huyền chọc chọc Triệu Bân nói. Đợi tỷ thí Tân Tông kết thúc rồi nói sau, Triệu Bân tùy tiện đáp cho qua chuyện, đã giúp ông luyện binh khí, còn phải giúp ông luyện hóa binh khí với tử lệ binh tinh, cuối cùng còn phải cho ông tử lệ binh tinh để dùng, mơ gì đẹp thế. Được, Lão Trần Huyền vui vẻ ra mặt. Ông có phải đã đánh cược ta thua không? Triệu Bân liếc nhìn Lão Trần Huyền hỏi. Phương án nào thắng được tiền thì phải cược thôi. Ông đặt cược bao nhiêu? Không nhiều lắm, 50 vạn thôi. Vậy thì ta xin sư bá thứ lỗi trước, Triệu Bân nghe tới đây thì thản nhiên nói ra một câu. Trước khi đánh Vệ Xuyên thê thảm hắn cũng đã xin Lạc Hà thứ lỗi trước. Hắn xin thứ lỗi xong thì cũng là lúc Vệ Xuyên lê tấm thân tàn xuống đài. Lần này hắn cũng xin thứ lỗi trước.
Nghe thấy hắn xin thứ lỗi thì lão Trần Huyền liền văng tục một câu, ngữ khí rất vang dội. Không lâu sau, trận chiến trên đài đã kết thúc. Người chiến thắng là Mạc Đao, hắn ta từ lúc bước lên đài đã không nói câu nào, kết thúc trận chiến chỉ với 2-3 chiêu. Người lên đài tiếp theo là Mộ Chiêu Tuyết. Nhìn thấy Chiêu Tuyết, đám đông cũng bất giác liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam một cái. Thật sự là rất kỳ quái, tại sao mỗi lần hắn ta nhìn Mộ Chiêu Tuyết thì lại thấy trên đôi má của cô ta có chút ửng hồng. Đẹp trai tốt như vậy đó. Tư Không Kiếm Nam vuốt ngược tóc lên, trông hết sức phong độ tiêu sái. Ta cũng có thể tử vậy. Triệu Bân vừa lẩm bẩm vừa nhìn Liễu Tâm như đang ngủ say trên quan tài băng trong chiếc nhẫn ma. Thành thân lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa được ôm thê tử ngủ ngày nào, cũng không biết cảm giác được ôm thê tử ngủ sẽ như thế nào. Không có tiền đồ. Lúc này Nguyệt Thần đã lườm hắn một cái, chạm vào ngực của thê tử mình cũng phải lén lút trong đêm như ăn trộm, vậy mà ngươi còn muốn ôm thê tử, muốn tán tỉnh nữ nhân. Người như ngươi thì chỉ để cho người khác trêu ghẹo mà thôi. Ảo mộng của ngươi hôm nay chính là một ví dụ tốt nhất. Đã bị trêu ghẹo mà còn bị đánh cho tơi bời, đệ tử của Nguyệt Thần ta sao lại vô dụng thế này? Dừng lại, ta nhận thua. Giao chiến chưa được 10 hiệp thì Mộ Chiêu Tuyết đã giành chiến thắng. Ta, bỏ quyền. Ngay khi Mộ Chiêu Tuyết bước xuống đài thì cô ta đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ chán nản vang lên. Cô ta nhìn quanh và nhận ra đó chính là giọng của kiếm khách đệ tử, vẻ mặt của kiếm khách đệ tử đang hết sức chán nản. Hôm qua rút thăm chúng Bát Nhã bị đánh thua phải chờ vòng hồi sinh, hôm nay tham gia vòng hồi sinh thì lại gặp ngay Bát Nhã. Nếu như ta lâm vào hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào? Tô Vũ sờ sờ cằm, nhìn sang đám bạn của mình. Dương Phong và Tư Không Kiếm Nam cũng đang sờ sờ cằm, hai người này đã gặp nhau trên đài 2 lần, đây đúng là duyên phận. Đáng tiếc Bát Nhã là người nhà Phật tứ đại giai không? Đường Hạo, Cơ Ngân, lên đài. Ngô Huyền Thông ngáp một cái trước khi cất tiếng gọi. Cũng giống như lần trước, khi ông ta gọi tên Cơ Ngân thì giọng điệu đều đặc biệt nhấn mạnh, dường như để nói với khán giả rằng tên nhân tài đi cửa sau sắp lên đài, ai đặt cược xong rồi thì mau rút tay ra để chờ tiền về đi. Nghe tới tên của Cơ Ngân thì tất cả khán giả đều thích thú. Tất cả khán giả đều rất hiểu biết, đã chuẩn bị sẵn sàng hóng hớt cùng hạt dưa. Một chiêu đánh bại Vệ Xuyên, không biết Đường Hạo có thể kéo dài được bao lâu. Ta đoán không quá 3 chiêu. Không đâu, ta nghĩ là tốc độ của Cơ Ngân còn nhanh hơn nữa. Còn phải nhìn xem đối thủ của hắn là ai nữa. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì khí thế đã dâng lên khắp nơi, mọi người đều đang dự đoán trước kết quả. Hơn nữa, có không ít trưởng lão và đệ tử đã đặt cược theo lão Trần Huyền, không phải vì bọn họ có quan hệ tốt với lão Trần Huyền mà là do cảm thấy lựa chọn này sẽ thắng được tiền cho nên đều đánh cược Đường Hạo thắng. Có thể tránh được thì đừng nên đánh, cái tên đó rất gian xảo. Khi Triệu Bân đi ngang qua, Tô Vũ liền nắm lấy hắn, đám người Dương Phong cũng khuyên hắn như vậy. Ta cũng không phải là một tờ giấy trắng đâu, Triệu Bân cười nói, từng bước lên đài. Đường Hạo cũng nhảy lên đài đánh ầm một tiếng, khiến cho đất đá trên đài văng tứ tung. Kẻ này giỏi nhất là sử dụng ám khí, khí huyết cũng đủ cường hãn, nội tình khá hùng hậu. Quy tắc như cũ. Phải biết kiềm chế. Ngô Huyền Thông nói xong còn không quên liếc nhìn Đường Hạo một cái. Lời này tất nhiên là ông ta đang nhắc nhở Đường Hạo, ông ta biết hắn ta rất giỏi sử dụng ám khí, cũng biết ám khí mà hắn ta sử dụng hầu hết đều có độc, cho nên ông ta mới muốn nói, ý của lão phu chính là ngươi không được phóng ra ám khí độc, dù sao đối thủ của ngươi cũng chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, rất có thể sẽ mất mạng. Hiểu rồi. Câu nói kia vốn là để nhắc nhở Đường Hạo. Nhưng Triệu Bân lại là người tiếp nhận. Hàm ý trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng, ta sẽ cố gắng không đập chết hắn ta. Ngô Huyền Thông giật giật khóe miệng, phất tay rời khỏi đài, tên tiểu võ tu này, người tự mình cầu nguyện đi người không xứng làm đối thủ của ta, mau bước xuống đi, tránh phải chịu khổ. Đường Hạo khinh thường nói, hắn ta cũng là một kẻ hết sức kiêu ngạo, nói mà không thèm nhìn đến Triệu Bân. Nếu như ta bước xuống đài thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Triệu Bân vừa nói vừa xoay xoay khớp tay, trước khi chiến đấu hắn đều làm động tác này, khán giả đều đã quá quen rồi. Hắn còn nói tiếp, Đường sư huynh còn có một cơ hội tham gia lại, vậy sư huynh có muốn bước xuống nhường cho ta cơ hội thăng cấp hay không?
Bướng bỉnh. Đường Hạo không thèm nói chuyện với Triệu Bân nữa, hắn ta đã ngay lập tức ra tay, tốc độ hết sức kinh người. Chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh mà thôi. Muốn đá tên cơ ngân này ra khỏi đài thì chẳng cần dùng tới ám khí, một chưởng là đủ rồi. Nhìn sang Triệu Bân, không biết là do hắn phản ứng không kịp hay là do sợ đến sững người mà hắn vẫn đứng yên tại chỗ, khi một chưởng của Đường Hạo còn cách ngực hắn một tấc thì hắn mới nghiêng người. Hắn đã tránh được một chưởng của Đường Hạo một cách hết sức thong thả. Đường Hạo đánh hụt một chưởng thì nhất thời bị mất thăng bằng. Trong chớp mắt bị mất thăng bằng thì cổ tay của hắn ta đã bị một bàn tay nóng ấm tóm lấy. Đám người đứng xem cùng ngẩng cao đầu. Sau đó, tất cả lại cùng hạ đầu xuống. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên ba lần. Cú đập thứ nhất, chân nguyên hộ thể của Đường Hạo bị phá nát. Cú đập thứ hai, lục phủ ngũ tạng của Đường Hạo lệch vị trí. Cú đập thứ ba, kinh mạch xương cốt của Đường Hạo kêu răng rắc. Tất cả các đòn đập người đều làm lóe ra tia lửa. Đường Hạo không phản ứng, đám người đứng xem cũng vậy. Sau một thời gian ngắn, thiếu chủ Đường Môn đã nằm trong cái hố hình người ngập ngụa máu. Chỉ còn cơ ngân đứng sừng sững trên đài. Thế, kết thúc rồi sao? Đám người đứng xem đều giật giật khóe miệng, ông đây vừa mới cầm miếng dưa hấu lên, còn chưa kịp ăn mà trận đấu đã kết thúc rồi sao? Cái tên đó đánh nhau chẳng có ưu điểm gì, Tô Vũ hít sâu một hơi. Chấm, ngoài một chữ thôi, nhanh, Tư Không Kiếm Nam nói thêm vào nửa câu sau. Không ai có thể phản bác được chữ nhanh này. Nhớ lại những người đã từng đánh nhau với cơ ngân, bao gồm bộ ba Ngụy Đằng, tiểu đệ của Vệ Xuyên cùng Vệ Xuyên, Viên Miểu cùng Hán Triều. Không hề có ai vượt qua quá ba hiệp. Hôm nay Đường Hạo cũng đã trở thành một trong số đó. Thiếu chủ Đường Môn này sao vậy? Ám khí đâu sao không dùng tới? Khinh địch, rõ ràng là Đường Hạo khinh địch, chưa quan sát kỹ càng mà đã tùy tiện xông lên rồi. Bị cơ ngân tóm được thì xác định thua trong ba hiệp. Đám người đứng xem tặc lưỡi không thôi, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Ba hiệp, không hơn. Những phỏng đoán của bọn họ về cục diện trận chiến chỉ đúng một nửa. Đúng là ba hiệp. Nhưng không phải hai người đánh nhau ba hiệp, mà là một mình Đường Hạo bị đánh ba hiệp. Chuyện này khiến cho lão phu quá mức kinh ngạc. Mấy vị trưởng lão cũng thổn thức tặc lưỡi, bọn họ đều rất xem trọng thiếu chủ Đường Môn, không ngờ hắn ta lại thua một cách vớ vẩn như vậy. Còn có biết bao nhiêu lá bài tẩy, bao nhiêu bí thuật, bao nhiêu ám khí, rốt cuộc lại không có thứ nào hữu dụng. Đánh nhau với cơ ngân mà để cho hắn bắt được sơ hở thì cũng tương đương với việc kết thúc trận chiến, tên nhóc đó có khí lực kinh người. Bất cứ ai bị hắn đập ba lần cũng sẽ bán thân bất toại. Chuyện này rất đúng với câu, đánh nhau với cơ ngân thì phải chuẩn bị tinh thần bị đập thê thảm. Tiểu sư đệ, thật sự là một yêu nghiệt, Mục Thanh Hàn kinh ngạc đến mức khẽ hé môi. Quả nhiên ăn no sẽ có nhiều sức lực, Đào Tiên Tử và Linh Lung cười khan. Đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc, Vân Yên ho khan, tiểu đồ nhi của cô ta thật sự đã đánh bại thiếu chủ Đường Môn chỉ bằng một đòn. Điều này khiến cho cô ta quá kinh ngạc, chiêu thức của hắn tuy không đẹp mắt nhưng đơn giản nhanh gọn. Có nhiều thứ để học. Sẽ còn nhiều nữa. Vô dụng thôi. Lâm Tà nói, lời này rất đáng suy ngẫm. Cho dù ngươi có tài năng hô phong hoán vũ, ta chính là cứ dùng một đòn liền có thể quật ngã ngươi. Hình như hắn không biết bí thuật nào khác, Tư Không Kiếm Nam hít sâu một hơi, hắn ta đã theo dõi cơ ngân đánh nhau mấy lần, hắn ta chưa từng thấy cơ ngân sử dụng những bí thuật khác. Lúc nào hắn tóm được tay của đối thủ thì đối thủ của hắn đều bị đập đến bán thân bất toại. Ta rất muốn thấy hắn đập, một nữ đệ tử. Ý kiến của Tô Vũ đã khiến cho mọi người chú ý. Không, không thể nào. Người khổ sở nhất tất nhiên chính là Đường Hạo, hắn ta cứ như vậy mà đánh hụt một trường, bị đập tàn phế mà không hề được báo trước. Giống như lời của các trưởng lão đã nói, hắn ta có rất nhiều lá bài tẩy chưa lật, rất nhiều loại bí thuật chưa thi triển. Còn có ám khí giấu trong người, chỉ cần phóng được ra một cái thì cơ ngân chắc chắn sẽ thê thảm, vậy mà một thứ hắn ta cũng không kịp dùng. Người bảo ai không xứng, người bảo ai xuống đài, người bảo ai bướng bỉnh hả? Triệu Bân đã tốt bụng đưa Đường Hạo ra khỏi cái hố hình người, tiễn hắn ta một đoạn lăn xuống đài. Hắn là yêu nghiệt ở đâu ra vậy? Đây là hàm ý trong ánh mắt của Đường Hạo,
tên nhóc này chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh sao lại có thể theo kịp tốc độ của hắn ta, có thể dễ dàng tránh được một chưởng của hắn ta, chẳng lẽ tên nhóc này trời sinh có thiên phú thần thông sao? Đau lòng quá! Không biết có bao nhiêu trưởng lão đang ôm ngực. Bọn họ có thể không đau lòng hay sao? Không ngờ mình đã bỏ lỡ một đồ nhi tốt như vậy. Tất nhiên, bọn họ cũng rất đau lòng vì tiền đánh cược đã một đi không trở lại. Tất cả đều đánh cược cơ ngân thua và đường hạo thắng, không ngờ cục diện lại trở thành như vậy. Thảo nào hắn lại xin thứ lỗi trước. Nét mặt của lão Trần Huyền hết sức khó coi, thế là 50 vạn của ông ta cũng đã một đi không trở lại. Trưởng lão, sắc mặt của ông dường như không được tốt cho lắm, Triệu Bân đã trở lại, tỏ ra thân thiết hỏi. Lời này vừa nói ra thì gương mặt của lão Trần Huyền liền đen lại. Quả nhiên, tên nhóc này trời sinh khắc sư bá. Vì cơ ngân, trước sau ông ta đã thua hơn 100 vạn lượng. Triệu Bân xua tay rồi lấy ra một tấm ngọc bài nhỏ, thở lên tấm ngọc bài một cái rồi lau lau cho nó sáng bóng lên, sau đó đặt nó lên trên chiếu bạc của lão Trần Huyền. Từ đầu hắn chọn ngồi cạnh lão Trần Huyền chính là để thuận tiện cho việc thu tiền. Cổ họng của lão Trần Huyền liền bị ứ nghẹn một ngụm máu, nhưng không thể nôn ra ngoài. Cược một trận, Triệu Bân lại có thêm mấy trăm vạn lượng trong tài sản. Ta đã tự đánh cược bản thân sẽ thắng. Triệu Bân vừa nói vừa thu tiền cược liền tay. Ánh mắt của lão Trần Huyền lại thay đổi, ông ta liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối tên nhóc này vẫn thản nhiên như vậy. Hắn tự tin rằng bản thân nhất định sẽ chiến thắng hay sao? Nếu như ai cũng đặt cược chuẩn như hắn thì lão phu còn làm ăn như thế nào được nữa? Vì chỉ có một mình hắn đặt cho bản thân, cho nên hắn cũng là người thắng đậm nhất. Xin cảm ơn các vị đạo môn tiên hữu đã giúp ta thắng được nhiều ngân phiếu như vậy. Cơ ngân lại thắng một trận nữa. Đám người bên dưới lại bàn tán không ngớt. Cảnh giới chân linh đi cửa sau vào thiên tông trước giờ chưa từng bại trận. Giờ phút này, còn ai dám coi thường cơ ngân nữa? Nhất là những kẻ bị ném xuống đài trước đó đều đã trở nên dè chừng hơn rất nhiều, tuy rằng đường hạo bị đánh bại cũng bởi vì hắn ta quá khinh địch, nhưng cho dù hắn ta có khinh địch bao nhiêu thì việc đánh bại một yêu nghiệt như hắn ta cũng không phải là chuyện dễ dàng, né được một chưởng kia của hắn ta tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra lại cực kỳ gian nan. Các đệ tử khác đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Riêng Sở Vô Xương thì còn không thèm nhìn tới hắn, dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử có chút bản lĩnh mà thôi, lúc nào mà chẳng có những kẻ như vậy xuất hiện. Yêu nghiệt cũng chia cấp bậc, chẳng hạn như Đường Hạo cũng tính là yêu nghiệt, nhưng chỉ là yêu nghiệt hạng 3, đánh bại một tên yêu nghiệt hạng 3 cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Vừa lên đài mà đã thắng rồi. Trên đài, Ngô Huyền Thông đang nắm chặt tay lải nhải không thôi. Thực tế vừa xảy ra giống như một cái tát vào gương mặt của ông ta lại một lần nữa mù mắt xem trọng Đường Hạo, thế mà hắn ta lại bại trận một cách nhanh chóng, nực cười hơn chính là hắn ta còn không thể phản kích lấy một chiêu. Tự cược vào bản thân vẫn tính là thắng cược bình thường đúng không, Triệu Bân liếc nhìn lão Trần Huyền hỏi. Tính, lão Trần Huyền rít qua kẽ răng đáp. Ông ta là nhà cái, hơn nữa còn cược cơ ngân thua, cho nên lần này ông ta thua cược đậm nhất. Đệ tử xin sư bá thứ lỗi lần nữa, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Người như lão Trần Huyền này nếu như không khiến cho ông ta tán ra bại sản thì ông ta vẫn sẽ báng bổ thần quỷ. Ầm. Đột nhiên, có một tiếng ầm phát ra từ trên đài. Người vừa nhảy lên đài chính là Man Đằng to con, hắn ta chờ Ngô Huyền Thông gọi tên mãi mà ông ta chỉ lo đứng đó lại nhảy không đâu cho nên hắn ta mới mất hết kiên nhẫn và tự nhảy lên đài. Ngô Huyền Thông bị tiếng ầm ầm khi Man Đằng đáp đất làm cho tỉnh lại, có chút sững người. Ầm. Đối thủ của Man Đằng cũng đã nhảy lên đài, đó cũng là một kẻ rất hiếu chiến. Không có bất kỳ lời nói vô nghĩa nào được thốt ra, trận chiến đã ngay lập tức bắt đầu, một bên cầm Lang Nha Bổng, một bên cầm Lưu Kim Chùy xông lên, trên đài dâng lên khí thế ngất trời mà dưới đài cũng không kém cạnh, tiếng hô hào cổ vũ vang lên vang dội. Triệu Bân cũng là một khán giả đang theo dõi rất chăm chú. Man Đằng là một nhân tài, cho tới tận bây giờ vẫn chưa cần sử dụng đến thực lực thật sự. Theo Triệu Bân thì cái tên to con này và cái tên vô niệm đầu bóng lưỡng kia có thực lực tương đương nhau. Sư bá, đã lâu không gặp. Giữa những tiếng hò hét cổ vũ lại có thêm một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở chiếu bạc.
Đến cùng với thân ảnh xinh đẹp đó chính là một mùi hương quyến rũ đang tỏa ra. Triệu Bân ngửi được mùi hương này thì không khỏi nhìn sang, rồi sau đó gương mặt của hắn liền đen lại. Người vừa đến chính là Huyễn Mộng. Không sai, đó chính là Huyễn Mộng của Ma Gia, người lúc trước đã hãm hại hắn ở đỉnh Tử Trúc. Nhà đầu, người vẫn tươi đẹp như vậy. Lão Trần Huyền bật cười ha hả, ông ta vẫn cảm thấy Huyễn Mộng rất ưa nhìn. Đệ tử nội môn cũng phải chạy tới đây xem, điều này đã chứng tỏ sự nổi tiếng của tỷ thí Tân Tông lớn như thế nào. Huyễn Mộng ngồi xuống, liếc nhìn Triệu Bân rồi cười nói, tiểu sư đệ, sắc mặt của ngươi dường như không tốt lắm. Cô hay lắm, sắc mặt của Triệu Bân lại càng đen hơn, bởi vì cô nàng này mà Vân Yên đã đánh hắn thê thảm, đánh xong còn tặng cho hắn danh hiệu cha nam, đúng là quá oan uổng. Sư đệ đánh nhau có bị đau không? Huyễn Mộng lấy khăn tay chấm chấm lên mặt Triệu Bân. Cô ta vừa mới động tay thì ánh mắt của lão Trần Huyền nhìn Triệu Bân liền thay đổi, cái tên này hay lắm. Rõ ràng là hắn không có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng duyên phận với nữ nhân lại rất tốt, ngay cả nữ đệ tử nội môn mà hắn cũng có thể thu phục được. Đó là Huyễn Mộng sao? Đúng là nàng ta, trước khi vào cửa ta còn đuổi theo nàng ta nhưng không kịp. Nàng ta có quan hệ gì đó với Cơ Ngân sao? Không chỉ có lão Trần Huyền nhìn thấy mà còn có rất nhiều đệ tử ở đó cũng nhìn thấy. Chính là bởi vì nhìn thấy cho nên ai cũng cảm thấy rất khó hiểu, Huyễn Mộng có dung mạo tựa thiên tiên, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tu vi có tu vi, muốn thiên phú có thiên phú, muốn bối cảnh có bối cảnh, cô ta rốt cuộc đã nhìn chúng cái tên Cơ Ngân có dung mạo tầm thường này ở điểm nào. Bất luận nói thế nào thì hai người cũng không hề tương xứng với nhau. Cái tên đó đúng là giỏi tán gái. Ngay cả Tư Không Kiếm Nam cũng phải thổn thức tặc lưỡi khi nhìn Triệu Bân. Các trưởng lão thì đều vuốt râu, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường, trước mặt mọi người mà ân ân ái ái như vậy thì rõ ràng là hai người đã thành đôi rồi, bọn họ cũng không thể hiểu tại sao Cơ Ngân lại lọt được vào mắt xanh của Huyễn Mộng. Cha Nam, không biết có bao nhiêu người đã mắng. Cái tên này cho tới nay không biết đã dây dưa với bao nhiêu nữ nhân rồi, trước đó không lâu hắn còn viết thư tình cho Nguyệt Linh. Không bao lâu sau lại theo đuổi Thanh Giao, không ngờ bây giờ lại còn công khai thân mật với Huyễn Mộng, cái tên đó rõ ràng lăng nhăng như vậy, chẳng lẽ mấy sư tỷ sư muội kia đều mù mắt rồi hay sao? Chẳng lẽ thật sự là nam nhân không hư nữ nhân không yêu? Giao Nhi, đó có phải là cái tên mà con nhìn chúng hay không? Lạc Hà quay đầu lại hỏi. Thanh Giao liếc mắt nhìn Triệu Bân và cô gái bên cạnh hắn, ngọn lửa ghen tuông trong lòng bừng lên. Chỉ có điều cô ấy vẫn hiểu tính cách của Triệu Bân, chắc chắn quan hệ giữa hắn và Huyễn Mộng không đơn giản như vậy. Cha Nam. Thanh Giao không nói lời nào, nhưng Nguyệt Linh đang nhắm mắt dưỡng thần lại thầm mắng một tiếng. U Lan ở bên cạnh Nguyệt Linh từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra quan tâm, nhiệm vụ của U Lan khi gia nhập Thiên Tông chỉ là trộm bí thuật từ tàng kinh các, còn chuyện ai thành đôi với ai, ai đứng đầu tỷ thí Tân Tông lần này đối với cô ta mà nói cũng chẳng mấy quan trọng. Nhìn từ đây thấy cũng rất xứng đôi, Linh Lung mỉm cười nói. Đào tiên tử liếc nhìn Vân Yên, ánh mắt như muốn nói, đồ nhi của cô khá lắm. Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt như muốn nói, lo mà đối xử tốt với người ta. Nếu không thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Sư tỷ, cô thật sự không sợ chết đó, Triệu Bân nhìn Huyễn Mộng nói. Hàm ý của lời này rất rõ ràng. Nếu như danh tính của cô bị bại lộ vào lúc này thì cô chết chắc. Người nỡ sao, Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp của mình nói. Trưởng lão, Huyễn Mộng sư tỷ, ta đang mang thai đứa con của hắn. Triệu Bân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Huyễn Mộng cắt ngang. Ta hiểu, lão Trần Huyền nói rồi lấy một tờ ngân phiếu nhét vào tay của cô ta, đây, tiền mừng của ta. Tạ ơn trưởng lão, Huyễn Mộng cười nói. Nhóc con, ngươi giỏi lắm, lão Trần Huyền vỗ vỗ vai Triệu Bân. Sau đó ông ta còn bật ngón tay cái với Triệu Bân. Triệu Bân nhìn Huyễn Mộng, sắc mặt càng lúc càng đen hơn, người trong nhà cô đều đa tài đa nghệ như vậy sao? Tiền cũng đã nhận được rồi, những chuyện khác ta không quan tâm, Huyễn Mộng vui vẻ cười nói. Sau đó cô ta còn nói thêm, nói dối trưởng bối là không tốt, chúng ta cũng có thể bớt thời gian tạo một đứa đó. Triệu Bân không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Lúc này hắn thực sự có thôi thúc muốn bóp miệng Huyễn Mộng lại. Cô ta thật xấu xa, chờ xem,
thể nào cô ta cũng sẽ đem những chuyện nhảm nhí truyền đi khắp Thiên Tông, chẳng hạn như chuyện. Hắn sắp được làm cha của con cô ta, biết đâu đêm nay lại có thêm người qua chỗ của hắn gửi tiền mừng. Chuyện lần trước nói với ngươi không cần vội trả lời, Huyễn Mộng cười nói. Ta không nói chuyện với cô, ta muốn nói chuyện với hắn ta, Triệu Bân đáp, hắn đang nói về ma tử, lần trước hắn vẫn còn đánh chưa đã, lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với ma tử. Nói thì không sao, nhưng không thể đánh nhau nữa, ánh mắt của Huyễn Mộng hết sức chân thành. Thiên hạ có nhiều cường giả như vậy, vì sao không tìm tới ta gây hấn, ta chỉ có cảnh giới chân linh mà thôi, Triệu Bân nói. Bởi vì ngươi cùng với ma tử hợp lực với nhau mới có thể trở thành thiên hạ vô địch. Nếu như ta đoạt được mắt của hắn ta thì ta cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch, Triệu Bân nhàn nhạt nói. Chuyện đó thì ta tin, Huyễn Mộng mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Có được tin chính xác từ Triệu Bân thì xem như nhiệm vụ này đã hoàn thành. Phần còn lại thì phải đợi ma tử tới, có thể nói chuyện được tới đâu thì cũng phải xem trình độ của ma tử thế nào. Đúng là chơi với lửa. Sau khi Huyễn Mộng rời đi, Triệu Bân mới tự lẩm bẩm. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Hợp tác với ma tử, chỉ cần đi sai một bước thì không thể nào quay đầu được nữa. Việc này liên quan đến tính mạng, hắn không thể không đề phòng. Không đúng, lão Trần Huyền cũng đang lẩm bẩm, rồi như nghĩ tới điều gì đó, ông ta chọc chọc Triệu Bân hỏi, người mới gia nhập Thiên Tông được nửa tháng, sao có thể khiến cho Huyễn Mộng có thai được? Cô ta tự mang thai đó. Phụt, có máu phun ra trên đài, có người đã bị đá khỏi đài. Kẻ bị đá khỏi đài chính là đối thủ của Man Đằng, kẻ đó đã bị hắn ta đập lang nha bổng chúng vào người. Vậy mà khi bước xuống đài Man Đằng vẫn còn tặc lưỡi tiếc nuối. Hắn ta vẫn cảm thấy mình chưa được đánh một trận sảng khoái, cũng không biết là do hắn ta quá mạnh mẽ hay là do đối thủ của hắn ta đều quá yếu ớt, hắn ta đã đánh mấy trận mà vẫn chưa tìm được một đối thủ nào xứng tầm. Nếu được đánh với mấy người đó thì mới sảng khoái. Hai mắt của hắn ta sáng ngời, mấy người mà hắn ta đang nói tới chính là những yêu nghiệt có tài năng xuất chúng, trong đó tất nhiên là có Sở Vô Xương, thật ra thì hắn ta rất muốn giao chiến với Sở Vô Xương một lần. Hắn ta muốn xem thử cháu gái của nữ soái Xích Diễm rốt cuộc có được bao nhiêu bản lĩnh, có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không. Tên nhóc đầu bóng lưỡng này, người có thể đánh thắng được hắn ta không? Tư Không Kiếm Nam vừa xoa xoa đầu của Tiểu Vô Niệm vừa hỏi. Cũng còn tùy thuộc vào lúc đó ta muốn đánh như thế nào, Tiểu Vô Niệm chậm rãi nói ngắn gọn với vẻ mặt hết sức vô hại. Vậy ngươi muốn đánh như thế nào? Tử Viêm tò mò hỏi. Đánh bạc mạng. Ta có thể đánh chết hắn ta, Tiểu Vô Niệm thành thật nói. Tiểu sư đệ, ý tưởng của đệ rất là nguy hiểm đó, Tô Vũ Ý Nhị nói. Đám người ngồi bên cạnh Tiêu Vô Niệm lúc này không hẹn mà cùng ngồi sát lại gần nhau, không khỏi lạnh gáy, chỉ có quỷ mới biết được tên nhóc đầu bóng lưỡng này đang nghĩ gì trong đầu, lỡ đầu bọn họ trở thành đối thủ của tên nhóc này thì có phải là hắn ta cũng sẽ không nhận người thân mà đánh chết bọn họ hay không? Đến đây, những tiếng reo hò lại bắt đầu vang lên. Một người khác đã nhảy lên đài chiến đấu. Chưa nói đến diện mạo cùng nội tình của người đó, chỉ mới nghe đến tiếng quát kia là đã đủ thấy hắn ta có khí thế hết sức kinh người, mạnh mẽ bá đạo. Vèo. Người tiếp theo bước lên đài chính là chân thể âm băng Hàn Tuyết. Không hổ là chân thể âm băng, Hàn Tuyết có thể mang đến cảm giác ớn lạnh đáng sợ ở bất cứ nơi nào cô ta đi qua, toàn thân cô ta đang bộc phát hàn khí bức người. Ta. Nhận thua. Trận chiến còn chưa kịp bắt đầu thì cái tên miệng rộng lúc nãy đã liền nói ra một câu đầy chán nản. Theo hắn ta thì cho dù đánh không lại cũng phải thể hiện cho người khác thấy khí thế ngất trời của mình. Khán giả bên dưới đều đen mặt lại, đánh không nổi mà còn bày đặt hú hét ầm ĩ. Hàn Tuyết cũng cau mày, cảm thấy không hài lòng, uổng phí thời gian cô ta bước lên đài. Tiếng hò hét cổ vũ nhanh chóng ngưng lại để chờ trận chiến tiếp theo. Ngô Huyền Thông liếc nhìn lên bảng rồi gọi thêm lần nữa. Lần này những người lên đài không hề nhiều lời, vừa lên đã bắt đầu chiến đấu. Hôm nay còn có thể đánh thêm một vòng. Triệu Bân nhìn lên đài, sau đó lại nhìn lên trời. Sắc trời vẫn còn sớm mà vòng đầu tiên đã sắp kết thúc, vòng hai cũng không còn được mấy người, nếu như đánh nhanh thì còn có thể đánh thêm một vòng, đỡ lãng phí thời gian. Thanh niên bây giờ thật không có chút liêm sỉ nào. Lão Trần Huyền đang khoanh tay,
ông ta đã lẩm bẩm câu này cả mấy chục lần. Thanh niên không có liêm sỉ mà ông ta đang nói đến tất nhiên là Triệu Bân và Huyễn Mộng, ông ta không biết hai người này có thật sự thành đôi với nhau hay không, nhưng qua chuyện Huyễn Mộng lừa tiền mừng của ông ta thì rõ ràng là hai người này đã cấu kết với nhau từ trước. Triệu Bân vẫn làm như không nghe thấy lời ông ta nói. Ta đâu có lấy ngân phiếu của ông, muốn đòi thì ông đi tìm Huyễn Mộng mà đòi. Hơn nữa, cô ta nói mình có thai với ta mà ông cũng tin, vậy thì ông bị lừa cũng đáng lắm. 2. Lão Trần Huyền không ngừng thở dài sườn sượt, nói bóng nói gió. Triệu Bân nghe không nổi nữa, liền đứng dậy trở lại chỗ ngồi ban đầu. Vân Yên, Linh Lung và Đào Tiên Tử đều đang theo dõi trận chiến. Mục Thanh Hàn đang nhắm mắt chữa thương. Vòng 1 rất nhanh sẽ kết thúc, nàng ta chỉ còn một cơ hội tham gia lại, nhất định phải hồi phục càng sớm càng tốt. Đào Tiên Tử liếc mắt chú ý tới Triệu Bân. Cũng không biết là ảo giác hay trực giác mách bảo mà cô ta luôn cảm thấy tên nhóc cơ ngân này có liên quan tới Triệu Uyên cùng Phù Dung, vẻ ngoài có thể thay đổi, khí tức cũng có thể thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là không thể thay đổi được. Triệu Bân lại cảm thấy cả người mất tự nhiên. Hắn còn đang muốn nói bóng nói gió để thăm dò tin tức của mẹ mình, nhưng ánh mắt của Đào Tiên Tử lúc này đã khiến cho hắn không dám hỏi nhiều, hắn sợ sẽ làm lộ ra manh mối. Mẹ của hắn đã từng nói trực giác của phụ nữ đều rất đáng sợ, lúc nào cũng chuẩn xác sắc bén, giống như thanh dao vậy, sợ rằng ngay từ khi nhìn thấy hắn lần đầu thì cô ấy đã nhận ra rồi. Nghĩ vậy nên hắn cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Phía sau hắn có một chỗ ngồi, Kim Huyền Trung đang ngồi ở chỗ đó, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Triệu Bân có thể nhận thức được điều này. Nội gián của tộc xác chết cũng đang theo dõi hắn sát sao. Trong nháy mắt hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng trong mắt của Kim Huyền Trung đang lóe lên một tia sáng sắc lạnh khi nhìn vào hắn. Kim Sư Huynh, phong độ của Sư Huynh vẫn như trước, Vân Yên đang theo dõi trận chiến lại bất ngờ lên tiếng. Vân Yên đã là chủ nhân của đỉnh Tử Trúc thì tất nhiên không chỉ có hư danh, cô ta đã sớm cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Huyền Trung đang nhìn chằm chằm vào đồ nhi nhà mình. Hơn nữa ánh mắt của lão ta còn có chút quái lạ, ánh mắt này là lần đầu tiên cô ta mới nhìn thấy từ Kim Huyền Trung, cứ như thể lão ta đang che giấu một bí mật nào đó. Sư muội quá khen rồi, vinh hạnh, Kim Huyền Trung mỉm cười nói. Sư huynh nhìn chằm chằm đồ nhi của ta như vậy, chẳng lẽ là muốn tính sổ hay sao, Vân Yên nhàn nhạt hỏi. Trước đó Viên Miểu đã bị cơ ngân đánh cho tàn phế, còn bị tống tiền hết 100 vạn lượng. E là Kim Huyền Trung đã ghim mối hận này trong lòng, Vân Yên rất hiểu bản tính của Kim Huyền Trung, rõ ràng là lão ta đang toan tính trả thù. Sư muội nói gì vậy, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, Kim Huyền Trung cười nói. Có chuyện gì thì sư huynh cứ nói với ta là được, Vân Yên không nói nhiều, chỉ để lại một câu. Một câu này là đã đủ để nói lên thái độ của cô ta rồi, dám động đến đồ nhi của ta thử xem, ta sẽ cho lão đẹp mặt. Nụ cười của Kim Huyền Trung lại thêm phần âm trầm. Không bao lâu sau thì lão ta liền ngượng ngùng rời đi. Cũng có thể nói, lần này lão ta đã quá thất sách, đánh rắn động cỏ, khiến cho Vân Yên đặc biệt chú ý đến lão ta. Có sư phụ bảo vệ thật là tốt, Linh Lung thổn thức nói. Đồ nhi của ta chỉ có ta mới có quyền ức hiếp, lão ta là cái thá gì chứ, Vân Yên nhàn nhạt nói. Nói xong, cô ta cũng liếc nhìn Triệu Bân. Trùng hợp là Triệu Bân cũng vừa mở mắt ra, miệng đang lẩm bẩm mấy chữ, tộc xác chết. Tộc xác chết. Vân Yên cau mày, rõ ràng là cô ta không nhìn nhầm. Lén lút như vậy, chẳng lẽ Kim Huyền Trung có liên quan gì đến tộc xác chết sao? Triệu Bân lại nhắm mắt tiếp tục lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Vèo, Trên đài không ngừng giao tranh, từng người một nối tiếp nhau nhảy lên đài. Bầu không khí vẫn hết sức náo nhiệt, trên đài hừng hực khí thế mà dưới đài cũng hào khí ngất trời. Có người thăng cấp, cũng có người thua cuộc. Có người thua cuộc thực sự bị loại bởi vì cơ hội hồi sinh đã được sử dụng hết từ trước. Thi Nguyệt, Tề Không, lên đài, Ngô Huyền Thông lại hô lên. Lời còn chưa dứt thì U Lan đã nhảy lên đài, đối thủ của cô ta cũng vậy. Triệu Bân mở mắt nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại nhắm mắt. Trong trận chiến này U Lan không hề có áp lực gì,
Tề Không mặc dù cũng có nội tình thâm hậu nhưng vẫn không phải là đối thủ của U Lan. Đúng như hắn dự đoán, Tề Không đã bị đánh bại chỉ sau 10 chiêu. Sau trận này cũng không còn ai được gọi lên đài nữa, đây đã là trận cuối cùng của vòng 1. Ngô Huyền Thông nhìn lên trời, sau đó mới nói, các đệ tử còn cơ hội hồi sinh mau lên đài rút thăm. Trong vòng 1 có 54 người chia thành từng đôi chiến đấu, 27 người được thăng cấp và 27 người còn lại chờ vòng hồi sinh, chỉ có điều trong số 27 người còn lại cũng có không ít người đã sử dụng cơ hội hồi sinh từ trước cho nên đã thực sự thua cuộc. Trên đài lúc này chỉ còn lại 15 người chia làm 7 đôi chiến đấu, lại dư ra một người được vượt vòng, như vậy sẽ có thêm 8 người được thăng cấp. Ngươi làm được không? Tư Không Kiếm Nam nhìn Lâm Tà hỏi. Lâm Tà trước đó đã đánh bạc mạng với Doãn Hồn, cho nên vết thương cũng nghiêm trọng hơn người khác, tới bây giờ vẫn chưa bình phục. Hắn ta có thể thăng cấp thì ta cũng có thể, Lâm Tà nói rồi nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo cũng là một yêu nghiệt xuất chúng bị Triệu Bân đập đến thân tàn ma dại, thế mà hắn ta vẫn có thể đứng được trên đài, chính là nhờ sư phụ của hắn ta đã tốn không ít công sức chữa trị vết thương cho hắn ta bằng linh dược. Cho nên mới nói, chỉ cần còn một hơi thở thì cứ lên đài rút thăm, biết đâu bản thân lại may mắn rút được ngọc bài vượt vòng thì sao. Trong trận tỷ thí Tân Tông lần này, may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vì chuyện này, sư phụ của Đường Hạo cũng đã không ít lần trừng mắt liếc nhìn Triệu Bân, sắc mặt già nua tối sầm lại. Tên nhóc nhà ngươi đánh đầu nhi của ta ra nông nỗi này, làm sao nó có thể tiếp tục tham gia tỷ thí Tân Tông được nữa. Ta không có nhận lời trách cứ đó đâu nhé, Triệu Bân thầm phản bác trong lòng. Chính thiếu chủ Đường Môn đã gây thất vọng, không kịp phóng ra ám khí cho nên mới bị hắn đập mà thôi. Mà chiêu thức đập người của hắn cũng tự có quy tắc của nó, hoặc là không đập, chứ nếu đập thì phải đập cho tàn phế. Sư tỷ, rút thăm tốt nhé, Triệu Bân gửi lời chúc phúc tới Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn mỉm cười, từng bước lên đài cùng với 14 người còn lại. Người tàn tật có quyền ưu tiên, Tề Không Kiếm Nam hô lên một câu bảo người khác tránh đường. Đường Hạo liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam một cái, người tàn tật tất nhiên là đang ám chỉ hắn ta, ở đây chỉ có hắn ta là đang chống nạng mà thôi. Đã có người ra mặt giúp thì hắn ta cũng không khách khí nữa, nhanh chóng bước lên rút ra tấm ngọc bài đầu tiên. Không ngờ cái tên này lại may mắn đến như vậy, một phát rút được ngọc bài vượt vòng. Chậc, biết vậy ta đã lên trước. Tư Không Kiếm Nam bĩu môi, thong thả rút ra một tấm ngọc bài. Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, trong vòng hồi sinh này hắn ta lại là người đầu tiên thăng cấp. Như vậy thì hắn ta sẽ có thêm thời gian để trị thương. Nói đến trị thương, hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân. Nếu gặp lại Cơ Ngân trên chiến trường, hắn ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không nương tay. Lúc nào cũng có những kẻ thù dai, Triệu Bân khẽ thở dài trong lòng. Lần sau nếu như ngươi dám nói ta bướng bỉnh lần nữa thì ta sẽ tiếp tục đập cho ngươi tàn phế. 15 ngọc bài đã được treo lên, ai là đối thủ của ai đều đã rõ ràng. Đội hình sắp xếp kiểu này không khác gì kết quả đã định, khán giả lại bàn tán xôn xao bên dưới. Chủ yếu là bởi vì sắp xếp đội đấu như vậy sẽ không phát sinh tình huống hai kẻ mạnh gặp nhau, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Trận đầu tiên, Mục Thanh Hàn thắng chỉ với 3 chiêu, mạnh mẽ thăng cấp. Trận thứ hai, Tư Không Kiếm Nam đại triển thần uy, đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên được. Trận thứ ba, Lâm Tà mang thương tích ra trận, tuy có chút chật vật nhưng vẫn quật ngã được đối thủ. Trận thứ tư, trận thứ năm. Vòng hồi sinh kết thúc sớm hơn dự kiến, 8 đệ tử đã được thăng cấp. Đệ tử đã thăng cấp tiếp tục lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục hô lớn. Hôm nay vẫn còn phải đánh sao, một đệ tử nhướng mày hỏi, người như Đường Hạo sao có thể đánh tiếp được nữa. May mắn cũng là một phần của thực lực, nhiều đệ tử lâu năm nói, tất cả mọi người không thể chờ một mình hắn ta hồi phục, nếu như may mắn không mỉm cười với hắn ta thì có nhiều lời cũng vô ích. 35 người vừa thăng cấp lại tiến lên đài rút thăm. Thiên linh linh địa linh linh. Hãy để cho ta rút chúng Đường Hạo. Lần này mục tiêu của các đệ tử khác không còn là Cơ Ngân nữa mà đã chuyển sang Đường Hạo. Đường Hạo còn phải chống nạng, đi đứng đã khó khăn chứ đừng nói tới chuyện chiến đấu, đánh với hắn ta dễ dàng hơn đánh với Cơ Ngân rất nhiều,
hơn nữa cơ ngân rõ ràng không phải là một quả hồng mềm, nếu như muốn thăng cấp thì tốt hơn hết là không nên đối đầu với hắn. Sắc mặt của Đường Hạo tối sầm lại. Hắn ta dù sao cũng là thiếu chủ đường môn, trong nháy mắt lại trở thành một quả hồng mềm. Nghĩ đến đây, hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân, gương mặt càng lúc càng đen lại. Nhưng không ngờ hắn ta đã gặp may mắn thêm lần nữa. Khi tấm ngọc bài được rút ra thì ngay cả hắn ta cũng phải sửng sốt hồi lâu. Lại là ngọc bài vượt vòng. Mấy trưởng lão và đệ tử đứng bên dưới nhìn thấy vậy thì khóe miệng đều giật giật. Từ khi Thiên Tông bắt đầu tổ chức tỷ thí Tân Tông cho tới nay thì Đường Hạo là người đầu tiên liên tiếp rút được hai tấm ngọc bài vượt vòng. Hắn ta đã bị đánh tàn phế nhưng không ngờ vẫn còn may mắn như vậy. Thực lực mạnh cỡ nào cũng không bằng rút được ngọc bài tốt. Lão Trần Huyền tặc lưỡi, liếc mắt nhìn những người khác, những người đó đều đã đánh cược Đường Hạo thua. Cái ngày quái quỷ gì vậy? Có không ít người văng tục, hùng hùng hổ hổ không dứt. Khi cược Đường Hạo thắng thì hắn ta thua. Khi cược Đường Hạo thua thì hắn ta lại thắng. Trước sau thua trắng hai trận cược, mất hơn mười mấy vạn lượng. Ngươi, có vẻ như là không may mắn cho lắm, Dương Phong liếc nhìn Triệu Bân nói. Đám người Tô Vũ cũng ho khan, Mục Thanh Hàn thì khẽ xoa xoa ấn đường. Bọn họ làm như vậy là bởi vì Triệu Bân đã rút thăm chúng man đằng to con. Thật là nhàm chán. Man đằng bĩu môi, rõ ràng không hề hài lòng. Muốn tìm một đối thủ xứng tầm khó đến vậy sao? Để ta nghênh đón ngươi thật tốt. Triệu Bân vỗ vai Man đằng khi đi ngang qua hắn ta, ngươi cảm thấy chán thì để ta đánh cho ngươi hết chán. Ta sợ ta sắp ngã xuống rồi, Lâm Tà thở dài, đối thủ của hắn ta là Mạc Đao. Tự tin lên, đừng sợ, Tô Vũ trấn an hắn ta. Đối thủ là Mạc Đao mà ngươi còn muốn thăng cấp hay sao? Hắn ta chỉ cần một đao là có thể khiến cho người hồn siêu phách lạc. Tên nhóc đầu bóng lưỡng này, ngươi không có thủ oán gì với ta đó chứ? Sắc mặt của Tư Không Kiếm Nam hết sức khó coi, đối thủ của hắn ta lần này là Tiểu Vô Niệm. Mộ Chiêu Tuyết cũng ho khan, thật sự là kỳ quái, phu phụ nhà này kẻ trước người sau đều phải đấu với Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Vô Niệm vấn trưng ra khuôn mặt vô hại nói, là do người rút thăm chuẩn quá thôi. Có thể xếp trong 20 người đứng đầu đã là không tệ rồi, ngươi còn muốn gì nữa, Tô Vũ an ủi. So sánh với bọn họ thì Thanh Giao, Mục Thanh Hàn và U Lan may mắn hơn rất nhiều, có thể thăng cấp mà không gặp phải quá nhiều khó khăn. Ta, bỏ quyền. Mở màn cho trận tiếp theo chính là một câu như vậy. Đệ tử vừa lên tiếng thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đối thủ của hắn ta chính là Sở Vô Xương. Ta, cũng bỏ quyền. Lời nói tiếp sau đó chính là của Tư Không Kiếm Nam. Tên nhóc đầu bóng lưỡng này, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu đó. Tư Không Kiếm Nam đen mặt nói, nếu như hắn ta cố chấp thì vẫn có thể nhảy lên đài đánh một trận với Tiểu Vô Niệm, cho dù không thắng cũng có thể làm tiêu hao chiến lực của Tiểu Vô Niệm, nhưng nghĩ lại thì hắn ta vẫn không muốn làm như vậy, dù sao cũng là người nhà cả. Vậy mới nói, mời nhau một bữa rượu là được rồi. Ta mời. Tô Vũ vỗ ngực đồng ý thay cho Vô Niệm. Được trực tiếp thăng cấp thì vẫn tốt hơn. Ở trên đài, Ngô Huyền Thông giống như đang tu tiên. Nói ông ta tu tiên là bởi vì ông ta đang nhắm mắt dưỡng thần, người không biết có khi còn tưởng rằng ông ta đang ngủ. Mọi người đều đang chờ ông ta gọi tên lên đài, còn ông ta thì đang làm cái gì vậy? Trưởng lão, ông đang chờ ta bỏ quyền sao? Ngô Huyền Thông không gọi thì Triệu Bân cũng đã tự mình nhảy lên đài. Đối thủ là Man Đằng mà hắn cũng muốn đánh. Không đánh thì sẽ bị loại, không còn cách nào khác. Nhưng đối thủ là Man Đằng đó. Đám người bên dưới náo động, không chỉ có Ngô Huyền Thông đang chờ cơ ngân bỏ quyền mà bọn họ cũng đang chờ. Không ngờ cơ ngân lại nhảy lên đài. Ngươi, chắc chắn muốn đánh, Ngô Huyền Thông cau mày nói. Tránh ra đi. Chưa đợi Triệu Bân đáp lại thì Man Đằng đã đẩy Ngô Huyền Thông ra. Hắn ta rất mạnh, nhưng hắn ta không coi thường bất cứ ai. Hôm nay cho dù phải đánh với một tiểu võ tu cảnh giới chân linh thì hắn ta vẫn rất hăng hái. Thế nên Triệu Bân lại phải dạy cho cái tên này một bài học làm người. Nghe nói tuyệt kỹ đập người của ngươi rất đáng sợ, Man Đằng vung lang nha bổng lên chỉ vào đối thủ rồi quát lớn. Để ta đập ngươi thì ngươi sẽ biết thực hư thôi,
Triệu Bân đáp lại một câu, sau đó xoay xoay cổ tay. Cô ta vẫn không mở mắt, dù có mạnh cũng không phải là đối thủ của cô ta. Cũng không đến nỗi nào. Cuối cùng tâm trạng Nguyệt Linh cũng bắt đầu nổi lên một gợn sóng. Gợn sóng đó dành cho sức mạnh của Triệu Bân, nó mạnh hơn những gì cô ta tưởng. Tiểu tử, người cũng mạnh đấy. Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là man đằng to con trên đài, ánh mắt bắt đầu buồn bực. Đủ mạnh chưa, Triệu Bân cũng nhe hàm răng trắng tuyết ra. Mạnh, man đằng cũng cười, nụ cười hết sức hào hứng, cuối cùng cũng có một kẻ đánh đấm được xuất hiện ở đây, ngươi cũng chịu đòn tốt đấy nhỉ, thế thì ta chẳng che giấu làm gì nữa, hôm nay nhất định sẽ cho ngươi đánh thật đã. Bạo Thiên Lang Nha. Hắn ta nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt Lang Nha bổng, xuyên qua vòm trời nện xuống. Lại đây. Triệu Bân đi tới, nắm đấm siết chặt. Bỗng nhiên, Lang Nha bổng man đằng đang đánh xuống đột ngột trở nên khổng lồ đến lạ, từ xa nhìn lại, ai biết thì nó vẫn là Lang Nha bổng, ai không biết lại tưởng đó là gốc cây khổng lồ ấy chứ. Đứng trước gốc cây khổng lồ ấy, Triệu Bân như một đứa trẻ mới sinh vậy. Mẹ ơi! Tim Triệu Bân chợt hẫng một nhịp, cú đấm sắp đánh tới lại vội vàng thu về. Thế công của hắn nhanh chóng biến thành thế thủ, hai tay giơ lên thật cao để đỡ. Có trời mới biết Lang Nha bổng của man đằng còn cất giấu chiêu này, biến thành khổng lồ trong nháy mắt khiến hắn không kịp trở tay. To thật! Khoảnh khắc đó, đệ tử vừa mới ngồi xuống lại đứng bật dậy. Đừng nói đến các đệ tử, cả Vân Yên cũng đứng ngồi không yên. Mới đó đã dùng đến đại chiêu, nếu cơ ngân không thể đỡ nổi thì sẽ bị một gậy đánh thành thịt vụn xương nát. Keng, ầm! Lang Nha bổng đánh xuống, hung hăng đánh vào hai tay Triệu Bân. Vẫn âm thanh kim loại chạm vào nhau. Chẳng qua lần này khác với lần trước ở một tiếng nổ vang. Là Triệu Bân bị một gậy đánh trúng nên quỳ một gối xuống, hắn quá khinh địch nên xem thường Lang Nha bổng của man đằng, đây là vũ khí do ai đúc thế không biết. Có thể biến to biến nhỏ, thần kỳ như thế ư. Không ngờ vẫn đỡ được, tất cả mọi người đều giật mình, cả các đệ tử yêu nghiệt cũng không ngoại lệ. Tên này là thứ quái thai gì thế, man đằng cũng kinh ngạc, tiểu tử này đỡ đòn ghê gớm thật. Lên cho ta. Triệu Bân hét lên thật to, mạnh mẽ nhấc Lang Nha bổng lên. Sau đó, hắn lại bổ sung thêm một quyền, Lang Nha bổng khổng lồ bị đấm bay ra ngoài. Gậy này được đấy. Triệu Bân xoa vai thật mạnh, bị đánh chật cả khớp. Man đằng nhếch miệng cười, khí huyết bùng nổ, cười hào hứng hơn bao giờ hết. Đệ tử bị khinh thường nhất lại cho hắn ta nhiều bất ngờ đến thế, người có thể đỡ được Bạo Thiên Lang Nha của hắn ta chẳng có mấy. Tiếp tục, Triệu Bân lại tấn công, phong thần quyết lao tới. Chúng phải một gậy khiến hắn ta khá là tức tối, đã dùng đến một phần sức mạnh. Tới đây, man đằng cũng là một người mạnh mẽ, một chưởng đánh tới. Triệu Bân tấn công, trong tay vẫn không có bất kỳ một vũ khí nào, vẫn dùng nắm đấm. Một cú đó hắn không hề nương tay, dùng hết sức, cú đấm xé gió mạnh mẽ ập tới. Người mạnh mẽ như man đằng cũng bị cú đấm đó đánh lui. Hắn ta chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã nhào tới trước mặt. Bị hắn đến gần người cũng không phải là chuyện tốt lành gì, chắc chắn sẽ được thưởng thức món ăn mang tên đấu chiến thánh pháp. Gào, gào. Chiêu thức của Triệu Bân nhanh chóng trở nên quỷ dị khó lường, cũng chẳng khác gì con sư tử đang nổi điên. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo, thế công khó lường, cả người như phát sáng lên, tất cả các lỗ chân lông trên người đều phun ra nuốt vào chân nguyên và tinh khí, máu tươi như được đun lên sôi sục, từ xa nhìn lại, hắn cứ như một ngọn lửa đang bùng cháy, mỗi lần ra tay đều mang theo tiếng long ngâm kháng hồn. Đấu chiến thánh pháp, lấy cương đánh cương. Thứ hắn muốn chính là chiến ý ta là vô địch thiên hạ. Một là không đánh, hai là đánh cho đến khi đối thủ tâm phục khẩu phục. Đây là đấu pháp gì thế này? Man đằng hoảng hốt, bước chân không vững nên cứ lảo đảo mãi, bị Triệu Bân đè ra đánh như bao cát, mỗi lần định phản công đều bị hắn dùng sức mạnh chặn ngang. Sức mạnh của Triệu Bân không chỉ mạnh bình thường, ai chúng phải một đòn của hắn đều sẽ khó chịu, đáng sợ nhất chính là thứ chiến ý kia, nghiền nát cả khí thế của hắn ta. Cận chiến mạnh mẽ thật. Hắn, là cảnh giới chân linh đầy ư. Hắn học đâu ra bí pháp đấu chiến bá đạo như thế? Bên dưới liên tục phát ra tiếng nuốt nước miếng, ai cũng trợn mắt há hốc miệng,
nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chẳng ai dám tin đó là đòn tấn công của cảnh giới chân linh. Man Đằng chuyên tu thân thể, sở trường đánh cận chiến nhưng chống lại cơ ngân cảnh giới chân linh cũng bị đánh đến nỗi không thể đánh trả. Lời nhắc nhở của chúng ta đều là dư thừa. Bọn Tô Vũ há miệng thở dốc, cả Tiểu Vô Niệm cũng bắt đầu lộ về đề phòng. Hắn ta đề phòng thì các đệ tử yêu nghiệt khác cũng thế, họ chưa từng thấy cách đánh cận chiến này bao giờ. Vệ Xuyên triển khai hết sức mạnh mà vẫn không đánh lại tiểu tử này. Lạc Hà khẽ nói, bây giờ cô ta mới tin tưởng Thanh Giao, không phải đồ đệ của cô ta không muốn đánh với cơ ngân, mà là không thể đánh lại hắn, từ đầu đến cuối chỉ là tìm kích thích mà thôi, đồ đệ Vệ Xuyên nhà cô ta. Thua cơ ngân quá xa. Che giấu cũng ghê gớm thật, Vân Yên thì thào tự nói, lần này thì cô ta thật sự giật mình rồi. Hắn, từng lên chiến trường ư, Linh Lung híp mắt lại. Có thể ngửi thấy thứ sát khí đáng sợ mà chỉ có chiến trường mới đủ sức để mài giũa thành, một tiểu bối cảnh giới chân linh mà dám ra chiến trường thì mọi thứ cũng dễ hiểu thôi. Cơ ngân đã gặp được nữ soái Xích Diễm trên chiến trường nên mới nhận được sự ưu ái của Sở Lam, nữ soái nhận ra được tài năng thiên bẩm của hắn nên mới phá lệ mở cho hắn cánh cửa sau này. Giống, giống. Triệu Bân lại bùng nổ sức mạnh, chiến ý của đấu chiến thánh pháp mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đòn đều mang theo long ngâm kháng hồn. Đánh cho Man Đằng không thể đứng vững, mỗi cú đấm chạm vào da thịt đều khiến máu nóng sôi trào. Đó là Man Đằng chuyên tu thân thể, sức mạnh bá đạo nên có thể chịu được, nếu là những người khác thì dù có yêu nghiệt cách mấy chắc cũng bị đánh thành đống thịt vụn, chẳng người nào có thể thấy rõ cách Triệu Bân ra đòn, nhìn muốn hoa cả mắt, biểu diễn cho tất cả những người đang có mặt ở đây xem thế nào là cận chiến. Thể thuật bá đạo thật, tiếng than thở đầy sợ hãi liên tục vang lên. Chẳng những các đệ tử mà cả các trưởng lão cũng sáng rỡ hai mắt. Không bàn đến tính cách của cơ ngân, chỉ xét đến thuật đánh cận chiến của hắn thôi là đủ để họ cảm thấy bất ngờ. Thì ra trận đầu tiên tiểu sư đệ đã nhường ta, Mục Thanh Hàn khẽ nói, còn nở nụ cười tự giễu, chứng kiến cơ ngân mạnh đến mức nào mới biết lực chiến của tiểu sư đệ cao hơn mình biết bao nhiêu, lại cố tình lãng phí một cơ hội hồi sinh, để cô ta thăng cấp mà không cần phải đánh. Nhìn đi. Ta biết ngay tên đó sẽ đến mà. Kiếm Nam đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều nhìn về hướng cửa ra vào. Có một người đang đi vào, chính là Vệ Xuyên, hôm qua bị đánh thành tàn phế rồi, hôm nay vẫn vui vẻ hùng hổ chạy đến, lửa giận ngập trời, ánh mắt đầy tơ máu khiến nó biến thành màu đỏ tươi, dù ai nhìn cũng sẽ tưởng hắn ta muốn giết người. Đúng thật, hắn ta muốn giết người. Để nhanh chóng hồi phục, đêm qua hắn ta đã uống không biết bao nhiêu linh dược chữa thương. Hao tốn không biết bao nhiêu bạc chỉ vì hôm nay có thể tìm cơ ngân đánh một trận, dùng tu vi cảnh giới huyền dương đánh tên tiểu võ tu đó tàn phế. Đây, thấy cảnh tượng trên đài, mặt Vệ Xuyên trở nên ngu ngơ. Đó là Man Đằng hả? Kia là cơ ngân ư? Đó là trận chiến của hai người họ hả? Đó là Man Đằng bị đánh liên tục không ngừng ư? Hắn ta không thể tin nổi hai mắt mình, Man Đằng là người hung hãn thế nào, chuyên thu thân thể. Nếu không có cấm thuật đủ mạnh thì chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự của Man Đằng, hắn ta tự nhận dù mình dùng hết sức cũng không phải là đối thủ của người đó. Bây giờ, một đệ tử yêu nghiệt như thế lại bị cơ ngân đánh không ngóc đầu dậy nổi. Xảy ra chuyện gì thế? Chỉ mới một đêm mà chuyện gì xảy ra thế này? Đầu Vệ Xuyên cứ ong ong, hắn ta đến để tìm cơ ngân tính số nhưng trông thấy cảnh tượng này rồi thì tức giận gì gì đó, điên tiết gì gì đó, đều tan thành mây khói. Man Đằng còn không đánh lại cơ ngân thì hắn ta là cái thá gì? Lão đại, hắn che giấu thực lực. Trịnh Minh đã chạy tới, có cả bọn Ngụy Đằng và Viên Miểu, tất cả đều chạy về phía này, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Man Đằng chẳng đáng nói, Vệ Xuyên còn tệ hơn thế, không nên lên đài làm bao cát. Đánh một trận nữa, sẽ là một lần tàn phế khác mà thôi. Điều này, sao có thể xảy ra được? Vệ Xuyên há miệng thở dốc, như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Hắn chẳng qua chỉ là một cảnh giới chân linh thôi. Hắn không nên có cơ thể mạnh mẽ như thế, mạnh đến mức Man Đằng cũng không tìm thấy cơ hội đánh trả nào. Vệ Xuyên sư huynh, ta tin huynh đấy, vẫn là Kiếm Nam Bùi Mùi nói. Vệ Xuyên không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn lên đài chiến đấu. Cơ ngân đáng sợ như thế, đến tận hôm nay hắn ta mới biết. Thì ra hắn ta đã thường xuyên lượn lờ bên bờ vực bị liệt hết nửa người như thế. Nhưng hắn ta không hiểu, tại sao hai lần trước khiêu chiến cơ ngân lại không ra mặt, khinh hắn ta hả? Cũng tại ta, Vân Yên thở dài,
kéo chân không cho đồ đệ kiếm tiền. Cũng trách cả ta nữa, nếu Vương Trác có ở đây thì chắc cũng sẽ thể hiện sự áy náy của mình. Nếu Triệu Bân không đi tìm hắn ta thì đã kịp đánh với Vệ Xuyên trong lần khiêu chiến thứ hai, đánh hắn ta tàn phế càng sớm càng tốt, đỡ phải nghe hắn ta lại nhảy nhảy nhót suốt ngày, không bị đánh một trận thì hắn ta không chịu nhớ lâu. Ta, hình như chặn mất đường tiền tài của hắn rồi. Tô Vũ thì thầm, não đã bắt đầu hoạt động. Lần đầu tiên Vệ Xuyên chặn đường cơ ngân, hắn ta là người giải vây. Lần thứ hai, Hoàng Hiết muốn giải quyết cơ ngân, cũng là hắn ta giải vây. Bây giờ xem ra hắn ta đã làm điều thừa. Nếu hắn ta không nhảy ra, có lẽ Vệ Xuyên và Hoàng Hiết vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Nghĩ thế, hắn ta lại liếc sang nhìn Hoàng Hiết. Mặt mũi Hoàng Hiết đã không còn là gương mặt bình thường nữa, giống hệt Vệ Xuyên, sợ hãi từ đầu xuống tận chân. Vệ Xuyên lượn lờ bên bờ vực liệt nửa người, hắn ta thì không chắc, hôm đó nếu không có Tô Vũ chen ngang thì chắc hắn ta đã bị cơ ngân đánh thành đầu heo rồi, ngẫm lại càng thấy sợ hãi. Ngồi yên. Lạc Hà khẽ nhìn sang Vệ Xuyên, biết hắn ta đến để làm gì. Cũng vì biết nên mới cảnh cáo như thế. Man Đằng còn bị đánh đến thế, nếu ngươi lên đó thì lại tàn phế thêm lần nữa đấy. Vệ Xuyên đi nhẹ nói khẽ, rón rén đến mức không thể rón rén hơn. Lúc đi ngang Thanh Giao hắn ta còn dùng ánh mắt ai oán để nhìn, sư muội biết cơ ngân mạnh thế sao không chịu nói sớm. Ta có nói mà. Thanh Giao không đáp thành lời, ánh mắt đã nói lên tất cả, ta đã nhận thua rồi, còn chưa đủ rõ ràng ư. Là ngươi cố tình nhảy tương tương lên, còn thích thể hiện, giảm một cấp để đánh, cảnh giới huyền dương còn chẳng làm được gì, ngươi dùng cảnh giới chân linh đánh với cơ ngân ấy hả, hắn mà không nương tay chắc ngươi vẫn còn nằm trên giường đấy. Ngươi! Vệ Xuyên nghẹn lời, ngụm máu nghẹn trong họng không biết nên phun ra hay nuốt xuống, hai má nóng bừng bừng. Từ đầu đến cuối hắn ta chỉ là thứ tôm tép nhảy nhép mà thôi, chỉ có mình hắn ta nhảy nhót cực kỳ vui vẻ. Trên thực tế, ở đây chẳng có ai thèm nhìn Vệ Xuyên, tất cả đều theo dõi trận chiến. Bấy giờ, không tiếng trầm trồ khen ngợi, ánh mắt tất cả mọi người đều trợn tròn lên, sợ một tiếng khen ngợi đó làm lỡ mất cảnh tượng đặc sắc trên đài, cả nhóm đệ tử yêu nghiệt cũng phải nhíu mày. Man Đằng, sắp thua rồi. Lão đạo Âu Dương vuốt râu. Nói một lời khá là công bằng. Những lời đó chẳng có ai nghi ngờ, cũng không người nào phản bác. Nên biết rằng Man Đằng là cảnh giới huyền dương, cơ ngân là cảnh giới chân linh, thua kém tu vi đấy. Chân linh đánh huyền dương mà lại đánh được đến mức này, nếu là một trận chiến cùng cấp, e là Man Đằng đã sớm bị đánh gục. Trận này, dù cơ ngân có thua cũng không hề mất mặt. Man Long bãi vĩ. Chợt nghe thấy Man Đằng hét một tiếng thật to, dùng đến bí thuật rất mạnh. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng long ngâm hùng hồn, ảnh long màu vàng lấy hắn ta làm tâm điểm, xoay tròn, cơ thể con rồng đầy sức mạnh bá đạo, một cái vẫy đuôi hất Triệu Bân văng xa. Triệu Bân văng xa, khi rơi xuống vẫn còn dẫm bình bịch lùi về phía sau vài bước, mỗi lần lùi lại đều khiến cát đá dưới chân bay tứ tung, chiêu Man Long bãi vĩ này thật sự rất mạnh. Chúng một đòn khiến người hắn đau nhức, cũng may cơ thể này đủ mạnh và có thể chịu đòn tốt, nếu là cảnh giới chân linh tầng cao nhất khác, dù có là cảnh giới huyền dương bình thường khác thì chúng một đòn đó, không chết cũng mất nửa cái mạng. Vẫn là câu đó, tư chất tốt là một lợi thế. Cùng là bí thuật đó, nhưng phải xem người nào dùng. Tư chất đủ mạnh, dù là bí thuật bình thường cũng có thể đánh đến nỗi hủy diệt cả đất trời. Đến tận lúc này, trận đánh cận chiến đó mới tạm dừng được một lát. Man Đằng lảo đảo vài bước mới đứng vững, mặt mũi bầm dập với đôi mắt gấu mèo, người đầy vết đấm và vết đá, người có sức mạnh vượt trội như hắn ta mà cơ thể cũng không còn lành lặn. Rất nhiều người chậc lưỡi. Từ khi biết Man Đằng tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta thảm thương như thế. Đủ mạnh chưa, Triệu Bân phủi bụi trên vai. Hắn vẫn chưa dồn hết sức. Ít nhất hắn vẫn còn nhiều quân bài tẩy như là kỳ lân ma hóa này, như khí huyền hoàng này, như là long uyên kiếm này, như là độn thổ này, như là thuấn thân tuyệt sát này, như là thiên cang hộ thể này. Vẫn chưa dùng đến, hắn mà dùng thì Man Đằng sẽ thua hết sức triệt để, thứ hắn muốn là xem coi mình chỉ dùng cận chiến để đánh và chẳng đụng đến quân bài tẩy nào thì rốt cuộc có thể triển khai được bao nhiêu tiềm lực. Còn những quân bài tẩy kia,
Trước kia đánh với Sở Vô Xương thì có thể không dùng, hắn sẽ chẳng đụng tới. Mạnh, Man Đằng ho ra một ngụm máu, cuối cùng cũng đứng vững. Đánh nữa không? Triệu Bân cười nhìn Man Đằng. Đến lúc, phải cho ngươi xem thử quân bài tẩy của ta rồi, Man Đằng nhếch miệng cười. Nói xong, hắn ta cởi áo xuống, lộ ra thân trên màu đồng cổ, cơ bắp như cầu long, sức bật cực mạnh, hắn ta bắt đầu thay đổi hình dạng, mi tâm xuất hiện một phù văn cổ xưa, nửa người trên cũng hiện lên một bức tranh cứng cáp, hệt như một con sư tử to lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng sư tử gầm. Chẳng những thế, cơ thể vốn đã vạm vỡ của hắn ta lại to thêm một chút. Cao đến mức nào ấy, Triệu Bân đứng trước mặt hắn ta chẳng khác gì một đứa nhóc 3 tuổi. Ồ, mọi người bên dưới đều kinh ngạc ồ lên một tiếng. Có thể biến lớn biến nhỏ, đúng là đa tài đa nghệ. Hình dạng này khó tìm vợ lắm đây. Tư Không Kiếm Nam ngửa đầu lên nói ra một sự thật. Những lời đó đầy chí lý. To con như thế, vào động phòng chắc sẽ có tai nạn chết người mất. Rất nhiều người âm thầm nuốt nước bọt, bởi vì khí chất Man Đằng bây giờ đây cực kỳ đáng sợ, chẳng những điên cuồng mà còn bá đạo. Mỗi một hơi thở đều mang theo tiếng sư tử gào giống, âm thanh rung động lòng người. Đây là lần đầu ta được thấy man hóa trong truyền thuyết, lão Trần Huyền chậc lưỡi nói. Man hóa là gì? Bên cạnh có tiểu đệ tử tò mò hỏi. Ma truyền thừa có ma hóa, những chi khác của man tộc cũng có man hóa, lão Trần Huyền nói, một khi đã mở trạng thái đó thì tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tính cả khí huyết và chân nguyên. Đều được tăng cường lên một bậc trên cơ sở sẵn có. Giống với loại cấm thuật gia tăng lực chiến ư. Ngươi hiểu thế cũng không sai, lão Trần Huyền chậm rãi nói. Đã mở cả man hóa, chắc lần này cơ ngân sẽ ngã thôi. Ép Man Đằng phải lật quân bài tẩy của mình như thế, hắn có thể kiêu ngạo với tất cả người cùng cấp. Dù thua cũng không hề mất mặt. Tiếng bàn tán lại vang lên, ai cũng tụ lại đoán xem cuộc chiến sẽ thế nào. Đệ tử bình thường đều e ngại Man Đằng vì lực chiến kém quá nhiều, Man Đằng giờ phút này được tăng thêm sức mạnh đáng kể, bí thuật bình thường hoàn toàn không thể làm gì hắn ta, chẳng khác gì gãi ngứa. Đệ tử yêu nghiệt thấy trạng thái này của Man Đằng cũng phải e dè. Đúng là bá đạo thật sự. Triệu Bân trên đài cũng ngửa đầu nhìn, Man Đằng sau khi man hóa có khí tràng rất mạnh, từ rất xa đã cảm nhận được man khí cuồn cuộn ập đến như thủy triều, tinh khiết và mạnh mẽ, nếu dùng hết sức. Trạng thái của Man Đằng bây giờ hoàn toàn trên cơ hắn, chèn ép tuyệt đối. Nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc chơi cứng đối cứng. Hắn ta đã mở man hóa, không dùng quân bài tẩy thì rất khó phá vỡ lớp phòng ngự của Man Đằng. Hắn đã tính toán cả rồi, so với việc dùng đến quân bài tẩy thì vẫn có một cách khác thực tế hơn. Cách này, lẽ ra sẽ được dùng với bọn họ. Bây giờ lại để ngươi nếm thử trước. Man Đằng xoay cổ. Bọn họ mà hắn ta nói tất nhiên chính là nhóm đệ tử yêu nghiệt kia, cũng bao gồm cả Sở Về Xương, không ngờ nửa đường lại đụng phải một con ngựa chiến, đánh hắn ra một trận đứ đừ nên mới phải dùng trước. Thế thì ta thật sự vinh hạnh quá, Triệu Bân cười, lại giãn gân giãn cốt. Lần này, hắn không xoay cổ tay nữa mà là cổ chân, cơ thể của Man Đằng rất mạnh mẽ, quật hắn ta cũng như không, thế thì đổi cách khác, tuy man hóa rất mạnh, nhưng cũng không hẳn là chẳng có điểm yếu nào, cứ đánh vào đó là được. Đến đây, Man Đằng gào một tiếng như tiếng sấm rền vang, luồng khí điên cuồng ập đến. Hắn ta không đụng đến bí pháp, cũng lười dùng bí thuật. Võ tu hình thức sức mạnh chỉ dùng tấn công vật lý mà thôi. Với sức mạnh của cơ thể hắn ta bây giờ, bí pháp bình thường hoàn toàn không làm gì được. Hơn nữa chân nguyên hộ thể của võ tu bình thường thì dày khoảng một tấc, hắn ta lại dày tận ba tấc, cứ như một miếng thép dày ba tấc bao quanh cả người hắn ta. Khỏi bàn đến việc tấn công, chỉ cần hắn ta lao tới thôi cũng đã đủ đau rồi, võ tu như hắn ta chẳng khác gì tấm khiên thịt, có thể đánh được, cũng có thể chống đỡ. Chiến! Triệu Bân hét lên, cũng lao tới. Chẳng mấy khi được gặp võ tu man hóa, thử xem sức mạnh của Man Đằng bây giờ là điều cần thiết. Cùng lúc đó, Man Đằng vung nắm đấm. Một cú đấm có cả sạm sét bao quanh, cũng có khí lan tràn. Triệu Bân rơi xuống thế hạ phong. Bị một chưởng đánh bay. Man Đằng vẫn đứng sừng sững nơi đó, dùng hết tất cả mọi sức mạnh thế này, hắn ta là vô địch với người cùng cấp. Mạnh đấy, Triệu Bân nhe răng trợn mắt, nắm đấm dính máu, xương cánh tay cũng đau nhói lên. Kết thúc rồi. Man Đằng như con sư tử to lớn chạy tới,
bước năng nặng nề dẫm nền đất rung lên, tốc độ lại rất nhanh, mới mấy giây đã đánh tới, vung bàn tay to lên chộp lấy Triệu Bân vẫn còn trên không trung. Theo hắn ta đoán, Triệu Bân rơi xuống sẽ bị hắn ta bắt lấy. Khoảng cách và vị trí đã được hắn ta đo cực kỳ chính xác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ tóm được. Trước đó bị Cơ Ngân đè ra đánh cho một trận. Lần này hắn ta cũng muốn thử tuyệt kỹ quật người một phen. Thế nào, người muốn quật ngã ta hả? Triệu Bân cười cười, cơ thể đang rơi xuống chợt dừng lại giữa không trung khiến man đằng chộp vào khoảng không. Đúng là hắn ta đã tính toán phương hướng rất chính xác, nhưng có trời mới biết Cơ Ngân lại khựng lại ngay trên không. Bùa lơ lửng, các đệ tử và trưởng lão lại nhíu mày. Đúng vậy, là bùa lơ lửng, hắn dùng nó để né tránh sự vây bắt của man đằng. Không thể để man đằng tóm lấy được, tên đó to con như thế, dễ dàng xé Cơ Ngân thành hai nửa đấy. Ta cho ngươi quật này. Triệu Bân giẫm chân nhảy vọt lên, sau đó quay ngược lại phía sau. Tiểu tử khá đấy, man đằng cười to, nhào tới như con sư tử khổng lồ. Triệu Bân vững vàng đáp xuống đất, tránh né một chưởng của man đằng, nắm đấm lại nện vào ngực hắn ta, nói thật, cú đấm đó chẳng khác gì đánh vào tấm thép, phát ra tiếng bộp bập. Man đằng sau khi man hóa chẳng những có sức mạnh cơ thể bá đạo mà cả chân nguyên hệ thể cũng cứng rắn đến đáng sợ. Lại là một đòn tấn công mạnh mẽ, Triệu Bân đánh trả lại. Man đằng cũng bám sát không nhường một bước. Liên tục tấn công dữ dội. Triệu Bân cũng chẳng thua gì, hắn lại dùng đấu chiến thánh pháp, nhỏ cũng có ưu điểm của nó, mà to thì cũng chịu nhiều ảnh hưởng, sức mạnh thì hắn không bằng rồi đó nhưng tốc độ lại vượt trội hơn nhiều. Tiếng hai người đánh cận chiến liên tục vang lên, tiếng bốp bốp cũng vang lên không dứt. Khác với lần trước là lần này man đằng có thể đứng vững khi chúng đấu chiến thánh pháp, cơ thể đủ nặng nên rất khó lay động. Cộng thêm chân nguyên hộ thể mạnh mẽ nên đòn tấn công chẳng khác gì gãi ngứa. Chẳng có một bí thuật nào cả, chỉ là đánh nhau bình thường thôi hả, rất nhiều đệ tử lên tiếng hỏi. Dù bí thuật rất tốt nhưng lại hao tổn chân nguyên, cũng rất khó phá được lớp phòng ngự của man đằng, có người nói. Đứng yên đó cho ta thấy thì ta cũng chưa chắc đã chém được. Kiếm Nam ho khan, thảo nào cả những đệ tử rất mạnh cũng phải e dè man đằng, khả năng phòng ngự của tên đó đúng là bá đạo. Gì mà bí thuật này, huyền pháp này, tên đó đều có thể đưa lưng ra đỡ, đánh hắn ta mấy lượt vẫn chẳng thấy hề hấn gì, nhưng chúng một đòn của hắn ta thì sẽ rất đau khổ. Người khiến ta khiếp sợ là Cơ Ngân, Lâm Tả hít một hơi thật sâu. Không chỉ mình hắn ta, ở đây có người nào không khiếp sợ, man đằng đã man hóa rồi nhưng vẫn không tóm được Cơ Ngân, nếu đổi lại là họ thì chắc vừa nhìn thấy đã bị man đằng đánh tan thành bụi. Sự tồn tại của Cơ Ngân chính là minh chứng rõ nhất cho chân lý của ông cha, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặt mũi hắn cũng bình thường, chỉ hơi tuấn tú, dáng người cũng không cao, khí lực chẳng mạnh, nhưng chỉ một tiểu võ tu như thế lại chống đỡ được man đằng đã man hóa điên cuồng tấn công. Từ đó có thể thấy, cơ thể Cơ Ngân cũng đã được luyện đến một mức độ khủng bố nào đó. Trận chiến này chẳng có bí thuật hoa mũ gì, cũng chẳng có gì thượng huyền ảo gì. Từ đầu đến cuối chỉ có vật lộn nguyên thủy nhất, dù tư thế không được đẹp lắm nhưng mỗi một cú đấm vào người đều cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Đúng là núi cao sẽ có núi cao hơn, Lạc Hà đang xem trận chiến thì đột nhiên nói. Những lời đó dành cho Vệ Xuyên, ý đồ rất rõ ràng, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi. Mặt Vệ Xuyên đen như nhọ nồi, thật sự là con mẹ nó không phục cũng không được. Hắn, thú vị hơn những gì ta tưởng. Nguyệt Linh lại chợt mở mắt ra. Cũng chỉ nói một câu như thế. Nói xong cô ta lại nhắm mắt, cơ thể mạnh mẽ, đánh đấm giỏi không có nghĩa là thực lực đủ mạnh, để cô ta đánh với man đằng thì cô ta sẽ dùng cách rất nhẹ nhàng, chỉ một bí pháp bình thường có lẽ không thể phá được lớp phòng ngự đó nhưng cấm thuật bá đạo chỉ cần một đòn là xong, chỉ thu thân thể không tu bí pháp là một tổn thất rất nặng nề, man đằng chính là một người như thế, tồn tại chỉ để làm cái bao cắt hình người mà thôi. Cô ta còn như thế nữa là Sở Vô Xương. Đứa con cưng của trời ấy mới là kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, cả nhìn xuống thôi cũng lười. Đồ nhi của ngươi chắc cũng đến giới hạn cuối cùng rồi, Linh Lung cười nói với Vân Yên. Có thể gắng gượng đến tận lúc này cũng đáng quý lắm rồi, Vân Yên cười, hết sức bất ngờ. Nếu là ta thì đã thất bại từ lâu rồi, Mục Thanh Hàn ho khan. Tiểu tử à, ngươi thua một trận đi, bọn ta đặt tiền hết cả rồi. Mấy lão già như lão Trần Huyền đều đang khấn vái như vậy.
vì cơ ngân này mà họ thua từ nãy đến giờ rồi, hãy để họ thắng một lần đi. Đùng! Cùng với một tiếng nổ lớn, Triệu Bân lại bắt đầu bày trận. Nhưng lần này khí thế không hề giảm sút, khí huyết vẫn dồi dào tuôn ra, đã vậy ý chí chiến đấu lên cao, không đụng tới át chủ bài, cũng gần như không dùng tới bí thuật. Hắn chỉ dùng sức mạnh cơ bắp để đối đầu với đối phương, khai thác được không ít tiềm lực. Suy cho cùng, hắn chỉ coi Man Đằng như hòn đá mài dao, cơ hội này cũng rất hiếm có khó gặp. Ngươi đúng là thứ quái vật mà, Man Đằng nhếch miệng chậc lưỡi. Đây cũng là điều mà mọi người có mặt ở đó muốn nói, tại sao võ tu chân linh lại chịu đòn giỏi đến vậy? Không chỉ chịu đòn giỏi mà cũng rất dai sức, đánh đấm lâu như thế rồi mà không hề nhụt chí, ngược lại, càng đánh càng hăng. Tận hứng chưa, Triệu Bân mỉm cười nhìn Man Đằng. Cũng tạm thôi, Man Đằng xoay cổ, khí huyết bùng lên như ngọn lửa. Nếu đã tận hứng rồi thì ta dùng đại chiêu đây, Triệu Bân xoay xoay cổ chân. Đại chiêu. Người xem trận đấu cũng phải nhướng mày. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ đại chiêu trong lời nói của cơ ngân, ai nấy đều tò mò. Võ tu nhỏ bé này rốt cuộc còn giấu giếm chiêu bài gì, nếu đã nói là đại chiêu, chắc hẳn uy lực không tầm thường. Ngay lập tức, người dưới đài ngồi thẳng dậy, ai nấy hai mắt sáng ngời. Nào, để ta mở mang tầm mắt nào, Man Đằng cười rất phấn khích, máu huyết cũng sôi lên sùng sục. Lát nữa ngươi đừng chửi đồng là được. Triệu Bân mỉm cười, đạp trên bước phong vân mà đến, tốc độ nhanh như gió. Nắm đấm của hắn siết chặt lại, giữa những kẽ tay có chân nguyên trào ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là đại chiêu hả? Chẳng khác gì luôn. Man Đằng là một người cứng rắn, giống như con sư tử đang lao tới, đỡ lấy cú đấm bằng một chưởng. Trước ánh mắt của đám đông, hai người gần nhau như không còn khoảng cách, ai nấy nín thở chờ đợi đại chiêu. Cũng trước ánh mắt của đám đông, Triệu Bân né được chưởng đánh của Man Đằng. Thế nhưng, tên này không dùng đến tay, mà dùng chân. Hắn dùng một chiêu động tác giả, sau đó tung cước đá mạnh vào đúng quần của Man Đằng. Trong khoảnh khắc đó, các đồng bào nam đang xem tỉ thí bỗng cảm thấy gió lạnh hiu hiu thổi qua một bộ phận nào đó ở phía dưới. Cũng trong thời khắc đó, các đồng bào nữ thấy khóe miệng giật giật, đây chính là đại chiêu mà ngươi nhắc tới. Thứ này, hữu dụng hơn đại chiêu nhiều. Ánh mắt của các đồng bào nam đã thể hiện rõ điều này. Tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Man Đằng ngay sau đó cũng chứng minh rõ điều này. Cú đạp của Triệu Bân rất mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ tới cỡ nào hà? Chân nguyên hộ thể của Man Đằng bị đạp nát rồi. Không biết hai quả trứng kia đã vỡ nát chưa? Chẳng trách hắn xoay cổ chân, Tô Vũ cười gượng, rất mất tự nhiên. Nói đúng hơn là bộ vị nào đó ở phía dưới thấy mất tự nhiên, từng cơn gió lạnh heo hút thổi qua. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi, Kiếm Nam nhanh chóng bụng đúng quần. Đánh bao nhiêu trận rồi, có mỗi cú đạp này bá đạo nhất, Tử Viêm dựng ngón cái lên. Lên trên đài thì cần gì thể diện, Dương Phong tỏ ra thâm sâu. Nhân tài đấy, khóe miệng của các trưởng lão vẫn còn giật giật, được phen chứng kiến thế nào mới là đại chiêu. Chuẩn bị dày công như thế, hô hào đòi tung đại chiêu, cuối cùng chỉ là đá vào em trai của người ta. Tiểu tử này hư quá đi. Ánh mắt của các nữ tử cũng không tự nhiên, ví dụ như Mục Thanh Hàn hay Thanh Giao, họ đều che miệng cười trộm. Tiểu sư đệ cơ ngân này, nhân tài Triệu Bân này, đúng là đa tài đa nghệ mà. Thứ này không phải ta dạy đâu nhé, Vân Yên hít một hơi thật sâu. Ta dạy đấy, Nguyệt Thần vuốt tóc. Đồ đệ cuối cùng cũng chịu hiểu ra rồi, ta thấy được an ủi lắm. Đánh đấm đáng ra phải đánh như thế này chứ. Đùng, Man Đằng quỳ rồi. Hắn ta bụng đúng quần và quỳ xuống thật. Có lẽ vì quá đau đớn nên nước mắt lưng tròng, đau đến mức không giữ nổi thể diện. Đại chiêu này có đủ đô không? Triệu Bân bật cười vui vẻ, khoe trọn hai hàm răng trắng. Đúng vậy, đây chính là đại chiêu của hắn, tuy vô dụng với nữ tử, nhưng hữu dụng với nam nhân. Bộ vị nào đó chính là điểm yếu chí mạng của các đồng bào nam. Man Đằng cũng là con được mà, tất nhiên không hề ngoại lệ. Mẹ kiếp, ngươi, không biết võ đức. Man Đằng đau đến mức nhe răng nhếch miệng, nước mắt giàn giụa. Dứt lời, trạng thái man hóa của hắn ta cũng tiêu biến luôn, đau quá mà. Triệu Bân không nghĩ thế. Người ta gọi hắn là gã tồi mấy ngày nay rồi, thể diện bay sạch, còn cần gì võ đức nữa. Đùng. Man Đằng cắm đầu xuống đó, đập đầu xuống chiến đài kêu đùng đùng.
người ở bên dưới không ai nói gì, chắc hẳn đây là phút giây mặc niệm tập thể trong truyền thuyết. Cơ thể to lớn của hắn ta co giật từng hồi, miệng còn sùi bọt màu trắng, ai không biết chắc sẽ tưởng tên này trúng độc. Ta vẫn còn giữ lại vài phần lực đấy nhé. Triệu Bân nói như vậy trong lòng, nếu không thì man đằng thành thái giám rồi. Tên này cũng không tệ mà, lúc nào cần nương tay thì vẫn nương tay thôi. Hiện trường im phăng phắc, ai cũng nhìn Triệu Bân. Không biết tại sao, dường như trên đầu tên này có thêm một vầng hào quang, được gọi tên là hào quang của đẳng cấp, cực kỳ chói mắt. Họ từng nghĩ tới rất nhiều khả năng man đằng bị đánh bại, nhưng không ngờ đến điều này. Triệu Bân ngó lơ, hắn nhìn về phía Ngô Huyền Thông. Chủ sự của trận tỉ thí này dường như không tận chức lắm. Ta thắng rồi đó, ông mau hô đi chứ. Ngô Huyền Thông liếc xéo Triệu Bân, hít một hơi thật sâu, Cơ Ngân. Thắng. Cơ Ngân thắng. Ngô Huyền Thông hô lên một câu rất lớn. Ông ta phải hô lên thật lớn, nếu không thì rất uổng cho khí thế của ai kia. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Bân tốt bụng giúp man đằng đứng lên, thi đấu là thi đấu, nhưng huynh đệ thì vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau. Man đằng lảo đảo bước đi, càng bước càng cảm thấy chật vật, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhe răng trợn mắt. Khi bước xuống đài, hắn ta còn kéo quần lên, âm thầm liếc mắt xem xét một cái. Thật may mắn, thằng em và bộ phụ tùng của hắn ta vẫn còn đó. Ta ra tay vẫn rất có chừng mực, Triệu Bân ý nhị nói. Nghe thấy câu này, man đằng chân đi không vững, đột nhiên ngã xuống bậc thềm đá, máu miệng cũng trào cả ra, không biết là do bị thương quá nặng hay là do tức giận đến mức hộc máu. Ôi trời đất ơi! Tô Vũ và Tư Không Kiếm Nam vội vàng bước tới giúp đỡ. Nhân đó thì bọn họ cũng muốn an ủi và thực sự muốn hỏi man đằng. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Bân cũng ôm cái thắt lưng già nua rời đài. Cùng man đằng đánh nhau, nói không bị thương rõ ràng là giả, trải qua trận chiến này hắn cũng đã trúng không ít lang nha bổng của đối phương. Nếu như phải đánh nhau với hắn thì tốt hơn hết là để thằng em ở nhà. Nhìn bóng lưng Triệu Bân rời đi, tất cả các nhân tài đứng xem đều đã rút ra một chân lý mới. Phải giữ thằng em ở nhà, bảo vệ nó thật an toàn ở nhà. Nếu không thì chắc chắn bọn họ sẽ có kết cuộc giống như anh chàng to con kia vậy, e rằng sau một trận chiến cũng có thể để lại bóng đen tâm lý suốt cuộc đời. Dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng, có thắng cũng không vẻ vang. Trên đường Triệu Bân đi, hắn đã nghe nhiều người như Ngụy Đằng, như Trịnh Minh nói câu này. Đám người này chẳng có ai là không dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng khí thế vẫn hiên ngang lẫm liệt, đứng về phe chính nghĩa chỉ trích Triệu Bân. Triệu Bân không nói lời nào. Chỉ liếc nhìn Ngụy Đằng một cái. Ở đây có nhiều người nói như vậy, nhưng chỉ có một mình hắn ta bị ghim thù. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần tới ta nhất định không chỉ đánh chết ngươi mà còn đánh chết thằng em của ngươi luôn. Cho dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ hay không thì hắn vẫn là người chiến thắng. Các trưởng lão hít sâu một hơi, tất cả những chuyện xảy ra đã chứng minh tên nhóc đi cửa sau này không hề tầm thường, cũng không phải chỉ là một con hổ giấy. Trong số những đệ tử mới gia nhập Thiên Tông thì hắn chính là một con hắc mã. Man đằng đúng là tội nghiệp. Hắn ta cũng là một thiên tài yêu nghiệt, phải thua như vậy đúng là có chút đau lòng. Bên này, Triệu Bân đã tìm được một chỗ ngồi xuống, lão Trần Huyền cũng nhanh chóng bước tới ngồi cạnh hắn. Ngươi giỏi thật đó, lão Trần Huyền vuốt râu hào hứng nói. Triệu Bân ho ra máu, lấy trong ngực áo ra một cái túi lớn đặt lên chiếu bạc. Cái túi lớn là để đựng đồ. Nhưng cái túi lớn cũng có thể dùng để đựng ngân phiếu. Hắn cược thắng rồi, hắn lại thắng rồi, các người nói xem có tức hay không. Thắng, ta cho ngươi thắng. Lão Trần Huyền hết sức bực mình, khuôn mặt già nua đen lại, ông ta vò đống ngân phiếu đang phẳng phiu thành từng trái bóng giấy ném vào trong cái túi lớn của Triệu Bân. Mỗi khi ông ta ném vào một tờ thì ông ta sẽ mắng một tiếng, ông đây tích góp mấy chục năm vậy mà trong một ngày đã bị ngươi hốt sạch. Người nghĩ ông đây kiếm tiền dễ dàng lắm hay sao? Mà đâu chỉ có gương mặt của ông ta đen lại. Gương mặt của mấy lão già có mặt ở đây đều đã đen như đít nồi. Biết bao nhiêu tiền mà bọn họ cược trên chiếu bạc của lão Trần Huyền đều đã nằm trong túi của Cơ Ngân. Người đang kiếm vốn làm ăn sao? Và bọn ta là những người góp vốn làm ăn cho ngươi à? Triệu Bân không đồng ý. Số tiền này chỉ là học phí mà bọn họ phải trả khi học được một bài học rằng không nên coi thường người khác. Còn được cược không, Triệu Bân đã cầm lại túi tiền,
đống ngân phiếu bị lão Trần Huyền vò hắn cũng lấy ra trải lại phẳng phiu từng tờ. Tiền bạc là thứ tốt, số tiền này đủ để có thể mua được nhiều bảo bối ở cửa hiệu lâu đời. Nhưng bất ngờ chưa, hắn vẫn còn muốn đánh cược đến cuối cùng, chỉ không biết lão già này có cho hắn đặt cược hay không mà thôi. Cược. Lão Trần Huyền nghiến răng bật ra một chữ cược, ông ta gần như đã giết chữ này qua kẽ răng. Khuôn mặt của ông ta khi nhìn Triệu Bân lúc này không chỉ đen như đít nồi mà còn có chút đỏ lên ở đôi mắt như sắp bùng cháy. Được tự cược ta nữa chứ, Triệu Bân thản nhiên hỏi. Lão Phu không tin ngươi vẫn còn có thể thắng. Chuyện đó khó nói lắm, Triệu Bân vừa nói vừa tiếp tục trải phẳng mấy tờ ngân phiếu, chỉ cần vòng sau hắn không gặp Sở Vô Xương thì đệ tử nào hắn cũng có thể đánh thắng được, bất kể là chân thể âm băng, thể thiên linh gì đó cũng không thành vấn đề đối với hắn. Lâm Tà, Mặc Đao, lên đài. Ngô Huyền Thông hô lên một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả các khán giả, trong đó có Triệu Bân, đều nhìn về phía đài chiến đấu. Lâm Tà hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đứng lên. Người đã thế này rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau hay sao, Tư Không Kiếm Nam nhướng mày. Khó có được một trận chiến, ta cũng muốn lĩnh giáo uy lực của Mặc Đao, Lâm Tà cười nói. Được lắm, mau đi đi đại hán tử. Tất cả mọi người đều bật ngón cái đồng loạt tán thưởng hắn ta. Đồ nhi của ta, bỏ quyền. Lâm Tà còn chưa lên đài thì đã nghe thấy một trưởng lão lên tiếng. Trưởng lão vừa lên tiếng chính là sư phụ của Mặc Đao, thay Mặc Đao nói lời này. Nghe vậy thì có rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Triệu Bân cũng quay lại nhìn theo bản năng. Thực lực của Mặc Đao thì ai cũng biết rõ, hắn ta cũng xem như một yêu nghiệt thiên tài. Đối thủ của hắn ta lúc này là một đệ tử đang bị thương nặng như Lâm Tà vậy mà hắn ta cũng bỏ quyền hay sao? Quay đầu nhìn lại, không ít người nhíu mày. Cũng không thể trách bọn họ, tất cả đều đã nhìn thấy Mặc Đao ngồi đó như một cái xác không hồn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu, rõ ràng là hắn ta đang bị thương không nhẹ. Quả thực trên người của hắn ta có thương tích, lại là thương tích rất nặng. Mà sư phụ của hắn ta lúc này cũng đang ra sức chữa trị cho hắn ta, cho nên mới thay hắn ta nói bỏ quyền. Đó là sức mạnh gì vậy, phản vệ thật đáng sợ. Triệu Bân lẩm bẩm, tuy rằng ngồi cách xa nhưng hắn cũng có thể thấy rõ trạng thái của Mặc Đao, trong cơ thể của hắn ta đang có một nguồn năng lượng kinh khủng chạy tán loạn, Mặc Đao còn không thể nào trấn áp được nguồn năng lượng này xuống chứ đừng nói là trục xuất nó ra khỏi cơ thể. Nguồn năng lượng đó đang phá hủy căn cơ của hắn ta, chỉ có bỏ quyền thi đấu và tập trung chữa trị thì Mặc Đao mới có cơ hội tham gia vòng hồi sinh. Cái mà hắn ta đang thiếu chính là thời gian chữa trị, bỏ quyền thi đấu cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Lâm Tà thắng, Ngô Huyền Thông tuyên bố kết quả. Như vậy mà, cũng có thể thăng cấp, Tô Vũ giật nảy mình. Lâm Tà ho khan, đây là điều mà hắn ta không ngờ tới. Ai mà ngờ được đúng lúc này Mặc Đao lại phải bỏ quyền thi đấu để chữa trị. Đúng là thời tới cản không kịp. Sắc mặt của Doãn Hồn không được tốt cho lắm. Lâm Tà chỉ thua hắn ta nửa chiêu, còn thứ hạng của hắn ta thì kém xa Lâm Tà. Hôm nay có phải không nên mở thêm một vòng đấu không nhỉ? Thấy Mặc Đao trị thương, Ngô Huyền Thông lẩm bẩm, xem trạng thái của Mặc Đao thì muốn tham gia vòng hồi sinh cũng khó, cái hắn ta thiếu chính là thời gian chữa trị. Nhưng ông ta cũng không suy nghĩ lâu, ngay lập tức gọi tên các đệ tử tiếp theo. Mục Thanh Hàn bước lên đài chiến đấu tiếp theo. May mắn cũng là một phần sức mạnh của nàng ta, lần này đối thủ của nàng ta cũng không quá mạnh, tuy nàng ta không thắng được Liễu Như Nguyệt nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ lần này, mạnh mẽ thăng cấp. Người may mắn cũng không chỉ có một mình nàng ta. Thanh Giao xuất hiện sau đó cũng đã khiến khán giả kinh ngạc với khúc thanh liên kinh diễm. Thuận lợi thăng cấp. Về phần Mộ Chiêu Tuyết, tuy có một chút khó khăn để giành chiến thắng, nhưng cô ta cũng đã lọt vào vòng trong. U Lan không thi triển ra thực lực thật sự cho nên đã bị đánh bại bởi một đệ tử không tầm thường. Trong những trận đấu tiếp theo cũng không xảy ra tình huống hai kẻ mạnh gặp nhau, người nhà Phật Bát Nhã, chân thể âm băng Hàn Tuyết và thể thiên linh Liễu Như Nguyệt đều thăng cấp mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đến đây thì vòng 3 cũng đã kết thúc. 35 người tham chiến, 18 người thăng cấp, 17 người còn lại được tham gia vòng hồi sinh, trừ những người đã sử dụng hết cơ hội hồi sinh từ vòng trước thì trên đài cũng chỉ còn lại 8 đệ tử. Điều đáng nói chính là tư thế đi đứng của Man Đằng có hơi kỳ lạ.
hạ bộ của hắn ta đã bị trúng một đòn nghiêm trọng, tới tận lúc này hắn ta vẫn còn đau đến chảy cả nước mắt. Nhóc con, ngươi chờ đó cho ta. Khi đi ngang qua Triệu Bân, khuôn mặt to lớn của Man Đằng cũng đã đen lại như đít nồi. Chờ ta thăng cấp, nếu như vòng sau còn gặp lại ngươi thì ta nhất định sẽ đá chết thằng em của ngươi. Triệu Bân vừa đắm chìm trong việc đếm tiền vừa nghĩ, để ta gặp lại ngươi lần nữa thì thằng em ngươi liệu hồn. Bảy đệ tử đã lên đài, chỉ thiếu duy nhất Mạc Đao. Ngô Huyền Thông nhấp một ngụm rượu, nhìn về vị trí của Mạc Đao. Sư huynh rút thăm giúp đồ nhi của ta là được. Sư phụ của Mạc Đao lên tiếng, rồi lại tiếp tục trị thương cho Mạc Đao. Trị thương đã đến giai đoạn cuối cùng, lúc này Mạc Đao thực sự không thích hợp để di chuyển. Được thôi, Ngô Huyền Thông cười nói. Cũng không cần ông ta rút, chưa cho hắn ta tấm ngọc bài cuối cùng là được. Thực lực của Mạc Đao không tầm thường, xếp hạng cũng không tệ, nên chừa cho hắn ta một con đường để tiếp tục. Mạc Đao đã gặp may mắn, hắn ta có được ngọc bài xếp vào trận cuối cùng. Nói cách khác, hắn ta sẽ có rất nhiều thời gian để chữa trị. Đến đây, Man Đằng hú lên một tiếng như sói tru, hắn ta không hề bước xuống đài bởi vì hắn ta sẽ đánh trận đầu tiên. Đối thủ của hắn ta là một đệ tử mặc áo trắng, thái độ của đệ tử đó rất mâu thuẫn. Nửa muốn đánh nửa muốn không, chủ yếu là bởi vì khí thế của Man Đằng lúc này hết sức đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ tới nơi vậy. Rõ ràng là hắn ta đang muốn tìm một người để trút giận, và không may đệ tử áo trắng lại rơi vào tay hắn ta đúng thời điểm này. Ta, không đánh nữa. Đệ tử áo trắng nói xong liền quay đầu định bước xuống đài, hắn ta không hề muốn làm cái bao cát cho Man Đằng trút giận. Man Đằng mặc kệ, hắn ta vẫn đuổi theo đối thủ, tóm đối thủ lại. Nhất quyết muốn đánh nhau. Cút xuống. Ngô Huyền Thông mạnh mẽ can thiệp, nắm cổ Man Đằng như nắm cổ một con gà ném ra khỏi đài. Nguyên nhân chính là bởi vì trong lòng ông ta cũng có lửa giận. Tên nhóc to con này đã khiến cho ông ta thua mất mấy chục vạn lượng. Trận thứ hai tiếp tục diễn ra. Trận này diễn ra giữa hai nữ đệ tử, một nữ đệ tử áo tím, một nữ đệ tử áo xanh. Hai nữ đệ tử này cũng rất thú vị, đặc biệt là nữ đệ tử áo tím. Từ lúc lên sân khấu cô ta không hề tung chiêu mà chỉ bỏ chạy, để cho nữ đệ tử áo xanh đuổi theo khắp đài. Hiểu rồi, lão Trần Huyền vuốt râu lẩm bẩm. Nữ đệ tử áo tím là sư muội của Mạc Đao, cô ta chỉ chạy chứ không đánh nhau, chẳng qua là muốn câu giờ cho sư huynh của mình trị thương, đảm bảo để cho hắn ta có thể thượng đài trong trận đấu cuối cùng, nếu không thì hắn ta sẽ thực sự bị loại. Nữ đệ tử áo tím có nhiệm vụ, mà nữ đệ tử áo xanh cũng có nhiệm vụ. Bởi vì sư huynh của cô ta chính là đối thủ của Mạc Đao trong trận cuối cùng. Một bên muốn kéo dài thời gian, một bên lại muốn tranh thủ thời gian, cục diện trên đài lúc này chính là như vậy. Nếu như phải đánh với nữ đệ tử thì ngươi có đập người ta kiểu đó không? Lão Trần Huyền liếc nhìn Triệu Bân hỏi. Cũng còn tùy xem nữ đệ tử đó là ai, Triệu Bân đáp. Nếu đối thủ là Thanh Giao và Triệu Tuyết thì chắc chắn hắn sẽ không đập. Nhưng nếu như đối thủ của hắn là sẽ về xương và Bát Nhã thì bùm. Hắn nhất định sẽ đập cho chết, các nữ đệ tử cũng nên, để phòng bị hắn đập. Nếu là nữ đệ tử thì ngươi cũng đập người ta kiểu đó sao, lão Trần Huyền cau mày hỏi. Ta cũng có sĩ diện chứ, Triệu Bân hít sâu một hơi rồi nói. Nếu như hắn dám đập nữ đệ tử kiểu đó thì Vân Yên chắc chắn sẽ đánh hắn tàn phế. Cho nên mới nói, muốn đập người thì cũng phải nhìn đối thủ là ai. Nam thì không thể tha, nhưng nữ thì... Thôi vậy, lão Trần Huyền cuối cùng cũng không chừng mắt nhìn hắn nữa. Nói thực ra thì ông ta cũng không tin, cái tên Cơ Ngân này có quá nhiều thủ đoạn. Có khi lúc đánh với nữ đệ tử thì hắn lại rút ra một đoạn côn cũng không chừng. Cô còn chạy, nữ đệ tử áo xanh khẽ quát lên giận dữ, cuối cùng cô ta cũng đã bắt được nữ đệ tử áo tím, vừa bắt được thì cô ta liền không nhiều lời, ngay lập tức tung chiêu. Nữ đệ tử áo tím bị trúng đòn bất ngờ liền ngã khỏi đài chiến đấu. Sư phụ, đệ tử đã cố gắng hết sức rồi. Nữ đệ tử áo tím ho khan một tiếng nói, bộ dạng hết sức chật vật. Sư phụ của cô ta không đáp, chỉ tập trung trị thương cho Mạc Đao. Vèo, vèo. Trận hồi sinh thứ ba, hai đệ tử lên đài. Một thiếu niên tóc trắng, một thanh niên tóc đỏ. Hai người này cũng không tệ, vừa nhảy lên đài đã không nhiều lời vô nghĩa. Bắt đầu trận chiến ngay lập tức, kiếm khí va chạm leng keng không ngừng, một bên khí huyết mãnh liệt, một bên khí thế bạo ngược,
sức mạnh có thể nói là ngang nhau, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Hửm! Triệu Bân đang đếm tiền, bất chợt ngước mắt nhìn lên chiến trường. Một thiếu niên tóc trắng, một thanh niên tóc đỏ, hai mái tóc đều có màu sắc dị thường. Nói cách khác, bọn họ đều có huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân biết thiếu niên tóc trắng, hắn đã từng gặp thiếu niên tóc trắng trong ngày khảo hạch gia nhập Thiên Tông. Hắn quan sát thanh niên tóc đỏ, người này tên là Giang Hồng, dường như hắn ta đã gặp được một cơ duyên tốt. Công pháp của Giang Hồng. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn khẽ cau mày bởi vì hắn cảm thấy quen thuộc với công pháp mà Giang Hồng tu luyện, nói cách khác, hắn đã từng nhìn thấy loại công pháp tương tự, hơn nữa còn nhìn thấy không chỉ một lần. Giang Hồng lần này đã gặp phải kình địch, khiến cho hắn ta không ngừng lộ ra sơ hở, cho nên Triệu Bân mới có thể phát hiện. Huyết y môn. Triệu Bân trầm ngâm, hắn đã chắc chắn đến 8 phần rằng thanh niên tóc đỏ kia là người của huyết y môn, cho dù khí tức của đối phương đã thay đổi, cho dù tu vi của đối phương đã được nâng cao, thì Triệu Bân vẫn có thể nắm bắt được chút manh mối. Đây chính là năng lực quan sát bẩm sinh của hắn chứ không phải là tiềm năng thiên phú mới được đánh thức. Hắn đã có thể tự luyện ra võ hồn cho nên năng lực quan sát bẩm sinh của hắn lại càng trở nên chính xác, vì vậy có thể phân biệt được không ít công pháp đặc biệt. Thật sự quá náo nhiệt. Triệu Bân thở dài trong lòng, bên trong Thiên Tông của Đại Hạ Hoàng Triều có người của La Sinh Môn, có người của Huyết Y Môn, có người của Ma Gia, có người của tộc Xác Chết, còn có người của Phật Gia. Rõ ràng đa số đều có mục đích riêng, trong đó có cả hắn, một đám người có mục đích riêng tụ họp lại ở cùng một chỗ, có thể không náo nhiệt được hay sao? Giang Hồng này giấu nghề cũng đủ lâu. Hắn ta có chiến lực cường đại như vậy sao? Lão Trần Huyền cầm bầu rượu tặc lưỡi không thôi, rõ ràng trước đây ông ta không hề nhìn ra thực lực thật sự của hắn ta. Ông không nhìn ra sao, rõ ràng như vậy mà, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, nếu như hắn nói ra cho ông ta biết thân phận thật sự của Huyễn Mộc, U Lan cùng Kim Huyền Trung thì không biết nét mặt của ông ta sẽ trở nên như thế nào. Nhân tài của Thiên Tông hết sức đông đảo, ngọa hổ tàng long, nhưng do thám gián điệp thì cũng có không ít, đây là những gì mà hắn có thể rút ra trong khoảng thời gian ở đây. Chỉ có quỷ mới biết được ở đây còn có bao nhiêu thế lực đối địch đang âm thầm ẩn thân. Hay lắm! Trận chiến trên đài đang diễn ra rất ác liệt, khán giả bên dưới cũng reo hò cổ vũ đến nghiêng trời lệch đất. Từ sau trận chiến giữa Cơ Ngân và Man Đằng thì đây chính là trận chiến hấp dẫn nhất, trận chiến này đã kéo dài hơn 100 hiệp, hai đệ tử có huyết mạch đặc biệt đều chỉ còn lại một cơ hội hồi sinh cuối cùng, cho nên ai cũng ra tay không hề lưu tình. Cuối cùng, kỹ thuật của Giang Hồng vẫn cao hơn một bậc. Hoặc cũng có thể là do huyết mạch tương khắc, thiếu niên tóc trắng đã ngã xuống. Trận thứ ba kết thúc, trận thứ tư và cũng chính là trận cuối cùng bắt đầu. Vèo. Một thanh niên áo bạc nhảy lên đài, trên tay cầm một thanh kiếm vàng. Không thấy Mặc Đao lên đài. Không ít người đều ngoái đầu nhìn lại, Mặc Đao vẫn ngồi yên như tượng, sư phụ của hắn ta vẫn đang cố gắng hết sức trị thương cho hắn ta, nhìn trạng thái này. Xem ra hắn ta đã không còn có khả năng lên đài chiến đấu. Hắn ta cũng là một thiên tài không kém chân thể âm băng, bị loại như vậy cũng thật đáng tiếc. Vẫn là câu nói đó, may mắn cũng là một phần của sức mạnh, chỉ trách hắn ta bị thương thật không đúng lúc. Xét về may mắn thì Mặc Đao thật sự kém xa Đường Hạo. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, Mặc Đao đã bỏ quyền một lần rồi, nếu như lần này hắn còn không lên đài thì sẽ thật sự bị loại. Nhân tài như hắn ta rốt cuộc lại chẳng thể thăng cấp được nữa. Ta, có phải đã kéo dài chuyện này không? Lâm Tả ho khan nói. Nếu như hắn ta bỏ quyền ở vòng trước thì Mặc Đao đã có thể thăng cấp mà không cần đánh, giờ phút này cũng sẽ không diễn ra đáng tiếc như vậy. Số phận đã định rồi. Tô Vũ không chút suy nghĩ nói ra một câu khá phũ phàng. Tiếc gì ai, chính ta cũng không được thăng cấp đây. Tư Không Kiếm Nam xua tay nói. Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Tiểu Vô Niệm một cái. Hôm nay có 109 đệ tử thi đấu, vậy mà hắn ta đụng phải tên nhóc đầu bóng lường này nay tận 2 lần, duyên phận gì mà oái oăm. So về thực lực và trạng thái thi đấu thì hắn ta vẫn hơn hẳn Lâm Tà, nhưng Lâm Tà có thể thăng cấp còn hắn ta thì bị loại, quả nhiên may mắn cũng là một phần của sức mạnh, hắn ta tuy đẹp trai nhưng không có may mắn thì cũng vô dụng. Ngô Huyền Thông cũng đang nhìn Mặc Đao. Đây là thời gian trị thương quan trọng cho nên ông ta cũng không dám quấy rầy. Trưởng lão, đệ tử áo bạc khẽ gọi một tiếng, Mặc Đao không thể lên đài,
chỉ cần bỏ quyền là hắn ta có thể thuận lợi thăng cấp, nhưng lão già này rõ ràng là đang cố tình trì hoãn thời gian, cho nên hắn ta không thể không lên tiếng. Ngô Huyền Thông nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vừa định nói thì cảm thấy cổ họng hơi khô, liền tiện tay lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm để làm ẩm cổ họng. Ngô sư huynh, có ý gì đây? Sư phụ của đệ tử áo bạc trầm giọng nói, ngang nhiên trì hoãn thời gian, đây chính là gian lận. Đồ nhi của ta còn đang chờ được tuyên bố thăng cấp đó. Ai già? Ngô Huyền Thông thở dài, cuối cùng cũng chậm chạp lên tiếng, vì Mạc Đao không thể tham gia giao chiến tiếp, vậy. Chiến. Ông ta còn chưa kịp nói xong thì Mạc Đao đã mở mắt ra nói, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng mạnh mẽ. Áp chế được rồi. Triệu Bân nhìn thoáng qua, xem ra cuối cùng Mạc Đao cũng đã áp chế được nguồn năng lượng đáng sợ đang chảy trong thân thể. Vèo. Mạc Đao đứng dậy nhảy lên đài, đáp đất đánh ầm một tiếng. Mạc Đao là một thiên tài, khí huyết kháng hồn, đao thế cuồng bạo, chỉ riêng khí thế bộc phát cũng đủ khiến cho đệ tử áo bạc phải run sợ, huống chi Mạc Đao còn bộc phát ra thêm sát ý kinh người. Đến đây. Đệ tử áo bạc quát lớn, cầm kiếm xông tới, hắn ta cũng đã dùng hết cơ hội hồi sinh, nếu nhận thua lúc này thì sẽ bị loại, hắn ta ít nhất cũng phải đánh được mấy chiêu. Sư phụ của hắn ta còn nhìn, mà sư muội của hắn ta cũng đã hết sức vất vả để tranh thủ thời gian cho hắn ta. Mạc Đao ra tay, một đao chém ra luồng sáng xa năm trượng. Đối phó với đệ tử áo bạc này thì hắn ta chỉ cần dùng một đao là đủ đá đối thủ ra khỏi đài. Mạnh. Man Đằng vừa trở về, tình cờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Hôm nay dừng ở đây. Ngô Huyền Thông nhìn trời, đã không còn sớm, không đủ thời gian mở thêm một vòng chiến nữa. Hơn nữa, trạng thái của một số đệ tử như Đường Hạo và Lâm Tà cũng không thể chống đỡ được thêm bao lâu. Vèo. Ngô Huyền Thông còn chưa nói xong thì đã thấy một bóng hình xinh đẹp rời khỏi chỗ ngồi. Người vừa rời khỏi chỗ ngồi chính là Sở Vô Xương, gương mặt của cô ta đang lộ ra vẻ bực mình không thể che giấu, đối với cô ta thì tỷ thí Tân Tông chỉ giống như một cái hội chợ bát nháo, toàn tôm tép đấu với nhau, từ đầu đến giờ cô ta chưa từng phải ra tay mà cũng có thể thuận lợi thăng cấp, đúng là không thú vị chút nào, cũng thật lãng phí thời gian của cô ta, nhưng cô ta muốn không đến cũng không được. Nếu như có thể, cô ta còn muốn nói với tất cả mọi người một câu, tất cả nhảy lên đài hết đi, một mình ta chấp hết. Thành thật mà nói ta không hề thích thái độ của cô ta, Tư Không Kiếm Nam bĩu môi nói. Nếu như ta có được một phần thực lực của cô ta thì ta cũng sẽ bước đi giống như vậy, Tô Vũ vừa chỉnh lại vạt áo của mình vừa nói. Rõ ràng mà, người ta có thực lực để kiêu ngạo, Tử Viêm vừa nói vừa nuốt vào một viên đan dược. Kết thúc rồi, các khán giả đều đứng dậy quay về, ngày mai lại đến. Nhìn chung trận chiến ngày hôm nay đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Mấy trận chiến của Cơ Ngân và Man Đằng đều rất kịch tính, mặc dù cũng có mấy trận chiến khá vớ vẩn, nhưng tóm lại cả quá trình vẫn rất là đáng xem. Hôm nay chẳng có tiết mục gì đặc biệt cả. Tô Vũ vươn vai đứng dậy, nói ra câu này với âm lượng đặc biệt lớn. Khán giả đều liếc nhìn về một phía, người mà bọn họ đang nhìn chính là Vệ Xuyên, lúc mới tiến vào hắn ta còn hùng hùng hổ hổ muốn xử lý Cơ Ngân, lúc này hắn ta lại giống một con cừu nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Sắc mặt Vệ Xuyên tái nhợt, muốn làm gì đó nhưng lại không dám. Ta lên. Vệ Xuyên không dám, nhưng Man Đằng to con thì khác, hắn ta đã nhảy lên đài. Hắn ta là một tên thiên tài to con nhưng cũng là một tên nóng nảy, hắn ta thực sự không thể chờ để được đánh Cơ Ngân. Có kịch hay để xem rồi. Có không ít người sáng mắt lên, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Tất nhiên, khi bọn họ nhìn về vị trí của Cơ Ngân thì đã chẳng còn thấy hắn ở đó nữa. Con mợ ngươi, Man Đằng quát lớn, vác theo Lang Nha Bổng đuổi theo. Đau lòng, các trưởng lão sau khi rời khỏi nơi thi đấu thì đều ôm ngực, cảm thấy hết sức đau lòng, lúc trước các lão đã đá Cơ Ngân qua lại như một quả bóng ở trên chính đài chiến đấu này, nhưng bây giờ các lão đều muốn ngửa mặt lên mà hỏi ông trời, liệu các lão có thể nhận lại quả bóng mà các lão đã đá đi đó hay không? Các lão thật sự đã rất hối hận rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc trị bệnh hối hận. Kịch hay kết thúc, khán giả đều đã ra về. Khi màn đêm buông xuống, mùi cơm trên đinh tử trúc thơm nức mũi, nhưng bữa cơm ngày hôm nay Triệu Bân, Mục Thanh Hàn và Vân Yên mà còn có thêm hai người khác,
đó chính là không chỉ có Đào Tiên Tử và Linh Lung. Dù vậy, hai người này chỉ ngồi đó, không ăn mà lại nhìn chằm chằm Triệu Bân đang ăn. Còn sức mà ăn được mà may mắn lắm, phải ăn no thì mới có sức, giống như tên nhóc này vậy. Người đã thắng không ít trận, Linh Lung cười nói. Có không ít trưởng lão đều hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi khu vực thi đấu và văng tục sau khi tỷ thí thi Tân Tông kết thúc. Chỉ vì một cơ ngân mà bọn họ đã thua cược hộc máu, không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Cũng tạm ổn, Triệu Bân cười nói. Khi nào Sở Lam trở lại thì ta phải hỏi kỹ mới được. Cuối cùng Linh Lung cũng nhấc đũa lên, nếu như hỏi mà cơ ngân không chịu nói thì cũng chỉ có thể hỏi nữ soái mà thôi. Nếu như tấm màn bí mật bị tháo xuống sớm quá thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Người đã thu nhận được một đồ nhi tốt, Đào Tiên Tử mỉm cười nói rồi cũng nhấc đũa lên. Là do các sư huynh sư tỷ đã nhường mà thôi, Vân Yên nói lời này nghe rất thấm thía, mấy trưởng lão kia không thèm xem xét mà đã đá qua đá lại, cuối cùng lại đá một đồ nhi tốt cho cô ta. Mục Thanh Hàn che miệng cười trộm, mấy trưởng lão đó không biết đã phải hối hận biết bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Đào Tiên Tử và Linh Lung đều ở lại, ngày mai họ mới đi nơi khác. Đêm dài yên tĩnh. Triệu Bân ngồi xếp bằng trong phòng, cố hết sức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vân Yên lướt vào phòng như một bóng ma, mang theo một mùi thơm mê người. Sau khi bước vào, cô ta ngay lập tức liếc nhìn Triệu Bân, sau đó lại nhìn xung quanh, phát hiện trên tường có khắc rất nhiều cấm chế. Thảo nào hôm đó cô ta bị lóa mắt, xuyên tường còn bị đụng đầu. Đồ nhi của mình còn thông hiểu bằng môn tả đạo sao? Những cấm chế này là để phòng trộm hay là để phòng sư phụ? Chủ yếu là để phòng trộm. Nhân tiện, cũng để phòng sư phụ một chút. Nếu như Triệu Bân bắt buộc phải trả lời thì hắn nhất định sẽ trả lời như thế, bởi vì bệnh mộng du của sư phụ cũng không phải là điều tốt. Kim Huyền Trung, có liên quan gì đến tộc xác chết? Vân Yên ngồi xuống, không hề rào trước đón sau, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này có liên quan đến trận chiến biên giới trước đó, tộc xác chết đã liên minh với Đại Nguyên làm kẻ thù của Đại Hạ, cho nên bây giờ trên toàn Đại Hạ nếu như gặp được một tên người tộc xác chết nào thì phải giết chết ngay tên đó, đây chính là mệnh lệnh của Hoàng đế. Khoảng 8 phần là có thể, Triệu Bân nói, không khẳng định. Thật ra Kim Huyền Trung có phải là người của tộc xác chết hay không thì hắn cũng không quan tâm lắm, chủ yếu là vì hôm nay Kim Huyền Trung thực sự đã bộc phát ra sát ý đối với hắn, không chừng sẽ có một ngày hắn bị lão ta tiêu diệt, vậy nên hắn phải tiên hạ thủ vi cường, tránh đêm dài lắm mộng. Người đã phát hiện ra được điều gì sao? Vân Yên nhìn Triệu Bân không chớp mắt, dù sao thân phận của Kim Huyền Trung cũng không tầm thường, muốn xử lý một trưởng lão thì cần phải có bằng chứng. Trực giác. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi nói. Nghỉ sớm đi, Vân Yên đứng dậy, đi được hai bước liền quay lại đá Triệu Bân một cước, trực giác, để ta đánh cho ngươi nảy ra thêm trực giác, hơn nửa đêm rồi mà ngươi vẫn muốn chọc bà đánh. Trực giác của con luôn luôn rất chính xác, Triệu Bân hiên ngang lẫm liệt nói. Hắn nói xong câu này thì lại bị đá dữ hơn.